Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm đánh bại Kim Vô Giã và La Thiên, hắn và mọi người đã cấp tốc bỏ chạy, vì con của Kim Vô Giả đã đuổi tới, kẻ này cũng chính là minh chủ của đấu thần liên minh. Lúc này, Tiêu Viêm thấy là đường nào cũng không chạy thoát, hắn đã dứt khoát đứng lại, bất quá lúc này Tiêu Viêm đã bước ra một bước, đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích gỡ xuống, Tiêu Viêm cánh tay chấn động, buộc băng vải trực tiếp đánh sơ xác, lộ ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích chân chính, nhìn thấy Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Kim Vô Giã cả kinh, bất quá kim quá nhỏ nhưng là vẫn như cũ thần sắc như thường cha, xem ra Hồng Mông Tinh một trận chiến thật đúng là không có giết người hắn, Kim Vô Dã chậm rãi mở miệng, ánh mắt híp lại, nói xong trực tiếp tiến về phía trước một bước, phía trước một trận chiến Kim Vô Dã rất là không phục, làm bộ chính là muốn cùng Tiêu Viêm tái chiến một hồi, lăn đi, bại tướng dưới tay, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, nghe được Tiêu Viêm mở miệng, Kim Vô Dã lập tức sắc mặt trầm xuống, thân hình khẽ động, làm bộ liền muốn hướng về Tiêu Viêm công tới, hắn cảm thấy, nếu là không có cấm chế, phía trước một trận chiến ai thắng ai thua còn chưa hẳn, nhìn thấy Kim Vô Dã cướp được thân ảnh Tiêu Viêm bản Tôn cùng Nguyên Thần phân thân chính là hợp hai làm một, chỉ thấy cái kia bát hoang huyền trọng xích cũng là giữ tại ở trong tay, đã từng bát hoang huyền trọng xích trọng lượng đối với Tiêu Viêm, tới nói còn có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ Nguyên Thần và tập Tôn dung hợp phía sau, nắm trong tay bát hoang huyền trọng xích chính là vừa vặn, lại vừa tay bất quá, lão hỏa kế, rất lâu không gặp máu, cũng nên đi ra hít thở không khí, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, chỉ thấy bát hoang huyền trọng xích phía trên hỏa diễm bốc lên, bản Tôn mặc dù lực lượng cơ thể không mạnh, nhưng mà có trắng diễm cùng bất diệt chi hỏa gia trì, dung hợp Nguyên Thần phân thân phía sau chiến lực tự nhiên là lại tăng lên nữa không chỉ một cấp bậc mà thôi, kim vô giã trong tay thất tuyệt minh linh kiếm cũng là tái hiện, trực tiếp xuyên qua hư không hướng về tiêu viêm một kiếm đâm tới, sau lưng lại lần nữa xuất hiện bảy tôn trăm trượng hư ảnh, đây là thất tuyệt, ngũ trọng trấn thiên thước, tiêu viêm cũng là gầm thét một tiếng, mặc dù này đấu kỹ đã theo không kịp bây giờ chiến đấu cấp độ, nhưng đấu kỹ bản thân chỉ chiếm thứ nhất, tại chính thức trong chiến đấu, thực lực bản thân mới là lên tác dụng chủ, đấu kỹ chỉ là tăng phúc, bây giờ có nguyên thần phân thân, hoàn toàn chính xác cần mạnh hơn xích pháp đấu kỹ mới được như thế mới có thể sử dụng tốt nhất vận dụng nguyên thần phân thân sức mạnh nhưng dưới mắt tự nhiên là không có thời gian bất quá đối phó kim vô giã tiêu viêm ngược lại là cảm thấy dùng cái này ngũ trọng chấn thiên thước đều có chút lãng phí tiêu viêm thân hình lấp lóe toàn bộ thân hình chính là hóa thành một không thể ngăn trở trường hồng đối mặt kim vô giã bảy tôn trăm trượng hư ảnh tiêu viêm thân hình chính là sinh sinh đụng vào phá quân tự tìm cái chết kim vô giã gầm thét một tiếng chỉ bất quá tiếp theo một cái chớp mắt chính là ầm vang một tiếng hắn bảy tôn hư ảnh đột nhiên chấn động, tiêu viêm thân hình hơi dừng lại, đã cùng bảy tôn hư ảnh đối kháng lại với nhau. Cùng lúc đó trong tay bát hoang huyền trọng xích phương hướng biến hóa, trực tiếp hướng về phía trước vẩy một cái, đoạn không, bát hoang huyền trọng xích theo tiêu viêm thân hình hướng về phía trước trọng trọng vẩy một cái, chính là trông thấy một ngất trời hòa bích càng là, xinh xinh đem bên trong một tôn hư ảnh chia cắt hai nửa, kim vô dã cắn răng một cái, bây giờ có kim quá nhỏ tại, hắn tự nhiên có thể không chỗ nào giữ lại, một trận chiến này, hắn nhất định phải vãn hồi danh dự, Kim Vô Dã phun ra một ngụm tinh huyết, nhất thời, còn lại lục trăm trượng hư ảnh chính là khí tức chấn động, trở nên càng cường hãn hơn, hung hãn vô cùng khí tức hóa thành lăng lệ kiếm khí, hướng về Tiêu Viêm bao phủ mà đến, Thăng Long, Băng Sơn, Chấn Thiên, Tiêu Viêm thân hình linh động, nhưng mỗi một chiêu đều cường tráng mạnh mẽ, ầm vang ở giữa, chính là sinh sinh đem Kim Vô Dã còn thừa 6 tôn hư ảnh đánh tan hoàn toàn, mặc dù đánh tan, nhưng Tiêu Viêm có chút tối kinh, so với phía trước, hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn không thiếu, Kim Vô Dã ánh mắt âm trầm, thu hồi thất tuyệt minh linh kiếm, thủ ấn cấp tốc biến ảo, chính là trông thấy ở ờ, tại xuất hiện trước mặt tầng 99 kim ấn, nhất thời, tóc của hắn hóa thành kim sắc, khí thế của cả người cũng là biến ảo, kim tôn thần thể, tinh thần áo giáp, kim vô giã liên tục quát lên, hắn điên cuồng tăng cường chính mình sức mạnh thân thể, kim vô giã cũng không tin, chính mình bí thuật gia trì, lại thêm tinh thần khối giáp tăng phúc, sinh sinh đem chính mình nhục thân chi lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, làm bộ chính là muốn cùng Tiêu Viêm tới một hồi nhục thân lực tương đối, Tiêu Viêm cười lạnh, mà sau sẽ bắt Hoang Huyền trọng xích thả lỏng phía sau, thon dài thân hình nhìn phía xa kim vô dã còn đang chờ cái gì đem ngươi toàn bộ sức mạnh đều xuất ra không phải vậy cẩn thận một hồi bị đánh cứt đái cùng lưu tiêu viêm châm chọc nói ngôn ngữ công kích trong chiến đấu có đôi khi cũng là có thể đưa đến nhất định tác dụng chọc giận đối thủ từ đó vô não tiến công sẽ xuất hiện rất nhiều sơ hở mặc dù kim vô dã là một cái tu luyện mấy vạn năm cường giả cho dù hắn đã chạm đến bất hủ cảnh nhưng vô luận bản thân cảnh giới gì một khi đối thủ lộ ra nghiền ép tư thái thời điểm cái gọi là cái gì kinh nghiệm chiến đấu cùng với tỉnh táo đều là vô dụng, tuyệt đối lực lượng trước mặt, mà nên sinh mệnh gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng là thường thường đánh mất lý trí thời điểm, Kim Vô Dã lúc trước một trận chiến trong lòng liền đã có một chút bóng tối, nhưng hắn vẫn như cũ không phục, bởi vì hắn vẫn là không cách nào cảm giác được Tiêu Viêm thực lực, hơn nữa hắn mặc dù vừa mới chạm đến bất hủ, lại có thể thi triển một chút bất hủ chi lực, mặc dù như thế Tiêu Viêm vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm hóa giải, điều này làm hắn rất là tức giận, cùng ngươi lãng phí thời gian có chút nhiều vừa vặn thử xem ta đây hai tay tiêu viêm lạnh lùng nói trên hai tay sức mạnh bắt đầu lưu chuyển phía trước chỉ có cánh tay trái nhưng bây giờ từ la thiên nơi đó chiếm được cánh tay phải tiêu viêm có thể rõ ràng cảm thấy hai tay cùng nhau thi triển hiệu quả càng tốt kim vô dã lúc này liền là nổi giận gầm lên một tiếng hóa thành một vòng lưu quang trên người tinh thần áo giáp lập lòe tỏa ra ánh sáng lung linh thứ chín người chín kim ấn làm hắn nhục thân nhận được mạnh nhất tăng phúc mặc dù ta không phải là hoàn toàn thể tu nhưng lực lượng cơ thể ta cũng chưa từng buông lỏng qua ta liền không tin đối kháng bất quá một cái liền bất hủ cánh cửa cũng không chạm tới người, Kim Vô Dã thân hình đã lướt đi, xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, quả đấm hóa thành mưa rào, hướng về Tiêu Viêm chút xuống mà đi, toàn bộ hư vô cũng là ở nơi này dưới nắm tay không ngừng vỡ nát, bất quá Tiêu Viêm nhưng là thân hình trầm xuống, song quyền cùng nhau vung ra, oanh thần tí, oanh, Tiêu Viêm song quyền không chỉ có là oanh thần tí, chủ yếu nhất vẫn là nguyên thần phân thân có cường đại sức mạnh, tôn thượng truyền thừa mặc dù cường đại, nhưng mà Tiêu Viêm bản tôn thực lực hay là còn thiếu rất nhiều chèo chống, chẳng qua hiện nay từ La Thiên đoạt lại nhiều cái truyền thừa phía sau, dứt bỏ nguyên thần phân thân, tiêu viêm bản tôn trong chiến đấu cũng là tăng lên không biết một cái tiêu chuẩn ít nhất từ nhục thể đến xem có phần không thể cùng ngũ tinh lục tinh đấu thần một trận chiến nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể cường đại vạn tộc mọc lên như rừng chỉ có cái này minh mông thế giới nguyên thần làm được vứt bỏ nguyên khí bất quá đối với tiêu viêm tới nói không có khả năng dựa vào nguyên thần phân thân trở thành người thật mạnh nguyên thần phân thân chỉ là một trong số đó nếu như nguyên thần phân thân có thể làm đến nhục thân tối cường như vậy tiêu viêm liền còn muốn tìm đến một bộ tu luyện nguyên khí mạnh nhất phân thân đương nhiên bản tôn tu luyện cũng sẽ không rơi xuống so với phân thân bản tôn tu luyện tự nhiên cần càng thêm toàn diện một chút tiêu viêm không thể nào hiểu được bất hủ càng là không thể nào hiểu được tà tôn cùng tôn thượng đạt tới cảnh giới hai người va chạm ẩm vang ở giữa kim vô dã thân hình không hồi hộp chút nào trực tiếp bắn ngược mà ra hai cánh tay trực tiếp nổ tung trên người tinh thần áo giáp cũng là đều sụp đổ kim vô dã mặt mũi tràn đầy hiển nhiên nhưng hắn chiến ý như cũ không có lui bước hai tay cấp tốc lớn lên chớp mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu ta không cam lòng lại đến, mà lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Vô Dã, nhất thời, một cỗ túc sát chỉ ý lan tràn ra, ở xa đứng nghiêm kim quá nhỏ cũng là cuối cùng mở miệng, "Tốt, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra đi." Kim quá nhỏ kêu ngừng còn muốn cùng Tiêu Viêm đánh một trận Kim Vô Dã, chỉ hoãn âm thanh mở miệng, Kim Vô Dã trong mắt vô tận phẫn nộ, bất quá Kim quá nhỏ mở miệng, Kim Vô Dã tự nhiên không dám tiếp tục lỗ mãng, "Đừng có lại ở đây mất mặt xấu hổ, hắn đối phó ngươi e rằng liền một phần 10 sức mạnh cũng không dùng đến." Kim quá nhỏ phủi một mắt Kim Vô Dã, thấp giọng mở miệng, Kim Vô Dã nghe vậy cả kinh, rất ra chính là nhìn về phía nơi xa thân hình thon dài Tiêu Viêm, hắn ánh mắt đạm nhiên, càng nhiều hơn chính là đặt ở kim quá nhỏ trên thân, mà lúc này kim quá nhỏ nhìn thấy Tiêu Viêm mi tâm, chính là làm hắn càng thêm nghi ngờ, kim quá nhỏ tự nhiên là nhận ra ấn ký này, chính là cùng Tà Tôn mi tâm bên trên giống nhau như đúc ấn ký, vô luận ngươi là Tôn thượng chuyển thế cũng tốt, vẫn là Tà Tôn chuyển thế cũng được, hôm nay tính mệnh liền lưu ở nơi đây. Kim quá nhỏ chậm rãi đi ra, từ trên người chính là tản ra một cỗ chấn nhiếp nhân tâm phách sức mạnh, cỗ lực lượng này cũng không phải là nguyên khí mà là so nguyên khí mạnh hơn bất hủ chi lực, Tiêu Viêm ngược lại là không có đáp lại, chỉ là quay đầu nhìn về phía Mênh Mông lão tổ, cười một cái nói, "Tiền bối, nếu là ta đánh không lại ngươi nhưng phải kịp thời ra tay, hắn muốn giết ta." Nghe vậy Mênh Mông lão tổ tức xạ mặt lại, rõ ràng có thể bình yên vô sự rời đi, lại vẫn cứ muốn tới tình đường chết, nhưng Mênh Mông lão tổ nhưng là gật gật đầu, mặc dù có chút tùy hứng, nhưng hắn cũng biết, Tiêu Viêm là ý vào hắn, chủ yếu nhất là loại tầng thứ này chiến đấu Tiêu Viêm muốn đi thể nghiệm, chỉ có tại chiến đấu ở trong đối với tự thân để thăng mới là lớn nhất, đấu thần liên minh minh chủ sao? Đến đây đi, để cho ta xem bất hủ có bao nhiêu năng lực." Tiêu Viêm nhàn nhạt mở miệng, Kim Quá Nhỏ nghe vậy lập tức cười lạnh một tiếng, nhìn xem có chút không biết trời cao đất rộng Tiêu Viêm, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, sau đó đột nhiên một bước đi ra, trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh, hắn cùng Tiêu Viêm ở giữa hư vô, càng là tại thời khắc này giống như sụp đổ, ầm ầm phía dưới, xuất hiện vô số khe hở cùng hư không phong bạo, bất quá tựa như Kim Quá Nhỏ tốc độ quá nhanh đến mức mảnh này hư vô đã không thể chịu đựng xuất hiện hỏng mất đồng thời trong chớp mắt chính là xuất hiện ở tiêu viêm trước người chỉ là một cái nguyên thần thân thể nguyên khí cũng chỉ có đấu thần cũng dám tới khiêu khích bản tôn kim quá nhỏ giơ tay phải lên lúc một ngón tay hung hăng hướng về tiêu viêm ngực đột nhiên rơi xuống một chỉ này bất hủ chi lực bộc phát ra không có chút nào ẩn tàng cũng không có nửa điểm khinh thị tiêu viêm kim quá nhỏ một màn này tay chính là toàn lực kim quá nhỏ nhìn như đạm nhiên nhưng trên thực tế rất rõ ràng đem chính mình cảm xúc khống chế vừa vặn hắn càng là nhìn ra tiêu viêm ở ngay trước mặt hắn đánh bại kim vô giã, chính là vì chọc giận với hắn nhường hắn xuất hiện trong suy nghĩ biến hóa vô luận biến hóa gì chỉ cần xuất hiện tại loại này tầng thứ trong đụng chạm cũng có thể chuyển hóa làm sơ hở cho nên mới có hắn mới câu nói kia hắn muốn nhiễu loạn tiêu viêm nỗi lòng ngay tại hắn một ngón tay gần tới trong nháy mắt tiêu viêm thần sắc bình tĩnh oanh thần tí lại lần nữa chấn động đột nhiên oanh ra lấy được hai cánh tay tiêu viêm ngạc nhiên phát hiện oanh thần tí sức mạnh có thể nói là càng chiến càng hăng chỉ có kết thúc chiến đấu sau đó mới có thể chậm rãi suy giảm, phía trước cùng Kim Vô Dã trong chiến đấu nhưng oanh thần tí chính giữa sức mạnh lại lần nữa tăng vọt, bây giờ sau trước đó sức mạnh ước chừng gấp bội, song phương va chạm, lệnh cái này nơi thần phạt đều là chấn động, oanh minh ở giữa, tiêu viêm thân hình chấn động, xoạt 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 liên tục lui lại mấy chục trượng, lúc ngẩng đầu, kim quá nhỏ bình thản ánh mắt bên trong ẩn chứa sát cơ mạnh hơn, hắn không có chút nào lui lại, bây giờ lại lần nữa tới gần, đây cũng là đế chi bất hủ bước đầu tiên sao, quả nhiên mạnh mẽ, tiêu viêm ánh mắt lộ ra chiến ý, thân hình thoát một cái, lần nữa xông ra, tại minh mông lão tổ chăm chú, tiêu viêm cùng kim quá nhỏ càng là tranh đấu lại với nhau tiếng ầm ầm ngập trời, tiêu viêm thân hình cũng như quỷ mị, huy quyền ở giữa, còn có bát hoang huyền trọng xích xen lẫn, haki công kích nhưng lại quỷ dị khó lường, càng là hét lớn một tiếng bảo hồ lô giết người, tiêu viêm càng chiến càng hăng, vô luận trận chiến này có thể thắng hay không, đã không trọng yếu, thời khắc này tiêu viêm giống như một đầu hung thú đồng dạng, người này che giấu thực lực, sợ không phải đế chi bất hủ bước đầu tiên đơn giản như vậy, mênh mông lão tổ ánh mắt híp lại, nhìn xem cùng tiêu viêm giao thủ kim quá nhỏ lẩm bẩm nói, kim quá nhỏ thi triển bất hủ chi lực, mặc dù không có đấu kỹ mạnh mẽ xem như trèo trống, nhưng chỉ bằng cái này không hủ chi lực cùng thân thể, mỗi lần ra tay thời điểm, phảng phất thiên địa này đều ở đây rung động, trong chớp mắt, hai người chính là đối kháng trăm ngàn lần. Oanh Minh ở giữa, Tiêu Viêm thân hình cuốn ngược, khoái miệng tràn ra tiên huyết, thân hình bỗng nhiên lui lại, mà cái kia Kim Vô Giá cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, sát cơ trở nên càng thêm nồng đậm. Đối với Tiêu Viêm trong chiến đấu, tựa như tại hắn trong dự liệu, không có quá nhiều ngoài ý muốn, kiến càng lay cây, kim quá nhỏ hừ lạnh, sát cơ lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trên người kim quang vô tận, giống như từng cây kim sắc gai sắc, ở nơi này một cái chớp mắt hướng về bốn phía âm vang khoách tán, cẩn thận chu đáo, những cái kia không phải gai sắc, mà là từng kim quang, kim quá nhỏ nháy mắt, càng là hóa thành một cái mặt trời màu vàng, mặt trời này vườn quanh xung quanh thân thể của hắn, càng ngày càng bằng bạc, giống như một ngôi sao chỗ trống bên trong nóng bỏng hàng tinh, kim huyền thuật, thần tôn, kim quá nhỏ hai tay nâng lên, bỗng nhiên hất lên, bất hủ chi lực bộc phát ra, mênh mông lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại, tiêu viêm nhíu mày ở giữa, kim quá nhỏ hai tay biến ảo, hướng ra phía ngoài hung hăng đẩy. Ẩm vang ở giữa, chung quanh hắn mặt trời màu vàng. Cự nhận ở nơi này một cái chớp mắt, trực tiếp vạn vẹo, hóa thành đếm không hết từng kim sắc phi châm. Cái này phi châm số lượng nhiều, lệnh tiêu viêm trông thấy cũng là cảm thấy da đầu run lên, như thế đấu kỹ đấu thần chi cảnh e rằng căn bản không thi triển được. Cái này phi châm số lượng chừng mấy ức, đếm ức phi châm từ cái kia kim sắc thái dương bóc ra, thay người bốn phía, tạo thành một màn kinh thiên động địa hình ảnh. Tựa hồ phía trước màu vàng kia thái dương vốn là cái này đếm ức phi châm biến thành, bây giờ kim quá nhỏ khóe miệng lộ ra cười lạnh hai tay nâng lên, đếm ức phi châm cùng nhau bay lên không, theo kim quá nhỏ hai tay rơi xuống, hướng về tiêu viêm một ngón tay, cái kia đếm ức phi châm toàn bộ chấn động, truyền ra âm bạo tiếng rít, cái này đếm ức phi châm bộc phát ra rít gào dung hợp lại với nhau, tạo thành hiển nhiên chấn thiên sóng âm, cuốn lên toàn bộ nơi thần phạt, ở nơi này một cái chớp mắt, thẳng đến tiêu viêm, chớp mắt đã tới. Nhìn lại lúc, toàn bộ hư không đều là phi châm, vô số phi châm vô số kim quang, tựa như muốn đem tiêu viêm bao phủ ở bên trong, muốn đem hắn triệt để xuyên thủng. Nhất thời, một cỗ cảm giác nguy cơ tại Tiêu Viêm trong lòng hiện lên, nhưng Tiêu Viêm cũng không lùi bước, ngược lại trong mắt chiến ý mãnh liệt hơn, hắn nhưng cũng lựa chọn cùng Kim Quá nhỏ một trận chiến, tự nhiên không có khả năng tại như thế mấu chốt thời điểm lùi bước, cơ hồ ở nơi này đếm ức phi châm gần tới sát na, Tiêu Viêm đột nhiên vừa nhấc chân, trên bầu trời lập tức xuất hiện to lớn hư ảnh, một màn này còn tại vừa mới trước đây không lâu, là Thiên đối phó Tiêu Viêm chiêu số, chấn thần bảy đạp, chú ý công chúng hào, Đệ nhất đạp, đệ nhị đạp, đệ tam đạp, Tiêu Viêm liên tục gầm thét, giữa hư không xuất hiện hư ảnh cũng không phải là La Thiên Thi triển lúc trăm trượng, dương mắt nhìn lên, cái này khổng lồ dấu chân, chỉ sợ là chừng ngàn trượng, ngàn trượng hư ảnh liên tục ba đạp, toàn bộ hư không cũng là vì đó run rẩy, thẳng đến vậy đến trước khi đếm ức phi châm, chớp mắt đụng chạm, tiếng oanh minh ngập trời, hư không vỡ nát, cả hai đều là mênh mông, đang không ngừng va chạm ở trong sụp đổ ra, liên tục ba đạp uy lực tất nhiên rất mạnh, nhưng vàng này quá nhỏ thủ đoạn từ sao lại đồng dạng, đếm ức phi châm không ngừng đánh tan tiêu viêm ngàn trượng hư ảnh, cùng lúc đó, tiêu viêm cũng là lại lần nữa quát chói tai một tiếng, đệ tứ đạp chấn thần bảy đạp có một nửa là từ la thiên nơi đó học tập mà có bình thường đến từ ở truyền thừa bản thân mỗi nhiều đạp mạnh đối với nhục thân chi lực chính là cực kỳ khảo nghiệm nghiêm trọng tiêu viêm cũng đã minh bạch vì cái gì la thiên chỉ có thể thi triển ra bốn đạp bởi vì chấn thần bảy đạp nếu là sức mạnh thân thể không đủ cường đại thời điểm đối với bản thân nhục thể cũng sẽ sinh ra cực lớn xung kích cưỡng ép thi triển càng sẽ phản phệ tự thân đệ tứ đạp lại lần nữa gào thét mà tới cùng cái kia đếm ức phi châm ẩm vang ở giữa lại lần nữa đụng chạm toàn bộ hư không phẳng phất đều là tiêu viêm 4.000 trượng hư ảnh cùng với kim quá nhỏ đếm ức phi châm khó mà hình dung một màn đặc biệt kèm theo bốn phía hư không vỡ nát càng rung động cả hai thi triển đấu kỹ e rằng cấp độ cũng đã vượt qua giới giai đi tới càng cường đại hơn tạo hóa giai có thể trở thành tạo hóa giai tầng lần đấu kỹ bản thân liền là một cái to lớn tạo hóa nhất thiết phải có đầy đủ lực lượng cường đại mới có thể thi triển hoặc là cường đại nguyên khí hoặc là cường đại nhục thể hoặc là bất hủ chân chính tạo hóa cấp đấu kỹ chỉ có cửu tinh đấu thần thậm chí đế chi bất hủ mới có thể thi triển uy lực của nó tự nhiên không cần nhiều lời độ mạnh đều là có thể hủy diệt thiên địa một dạng tồn tại, tinh không phá toái, hư không chấn động, mênh mông lão tổ cũng là ánh mắt ngưng lại, kim vô giã càng là đôi mắt đột nhiên co lại, nhìn lên bầu trời kịch chiến hai người, bây giờ hắn hiểu được, kim quá nhỏ cũng không phải đang cùng hắn nói rằng, tiêu viêm bây giờ thi triển hắn tự nhiên biết được, đây là la thiên thủ đoạn, nhưng khi hắn nhìn thấy tiêu viêm thi triển chấn thần bày đạp phía sau mới hiểu được, la thiên bất quá chỉ là da lông, mà tiêu viêm thi triển ra mới thật sự là tinh túy, dù sao mạnh đi nữa truyền thừa, muốn phát huy ra mạnh nhất hiệu dụng còn phải cùng linh hồn hoàn mỹ phù hợp mới được đếm ức phi châm bổ nhào phía dưới tiêu viêm đệ tứ đạp hư ảnh lại lần nữa bắt đầu sụp đổ mà cái kia đếm ức phi châm cũng là tại tiêu viêm cái này đệ tứ đạp xuống cơ bản hóa giải như nhìn từ đằng xa đi chính là có thể nhìn thấy theo ngàn trượng hư ảnh tổng số ức phi châm cùng vỡ nát tạo thành xung kích phẳng phất quét ngang toàn bộ hư không ở nơi này đánh chúng tiêu viêm thân hình kéo dài lui lại sắc mặt trắng bệch khí huyết cuồn cuộn ở giữa suýt chút nữa phun ra một ngụ máu tươi nhưng lúc này tiêu viêm trong ánh mắt tia sáng So trước đó còn muốn sáng tỏ, nhìn chằm chằm xung kích bên trong, thân hình cũng là lui về phía sau liên tục lui lại, sắc mặt cũng không phải nhìn rất đẹp kim quá nhỏ, tại thời khắc này, kim quá nhỏ tâm thần chấn động, vượt ra khỏi trước đây, bây giờ càng thêm mãnh liệt, mặc dù sớm đã ngờ tới thậm chí làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà Tiêu Viêm cường hãn đến có thể cùng hắn chiến đấu tới mức như thế, nên biết được, kim vô dã thế nhưng là đế chi bất hủ, thực lực như thế, có thể nghiền ép hết thảy đấu thần, thậm chí ngụy bất hủ, chẳng những kim quá nhỏ hơi kinh ngạc, Mênh Mông lão tổ cũng là cảm thấy chấn kinh vàng này huyền thuật tầm thường đế chi bất hủ bước đầu tiên cũng chưa chắc có thể đón lấy kim quá nhỏ lẩm bẩm nói biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn trong mắt nhảy lên mãnh liệt hơn sát cơ trên thân đầy sát khí bất quá ngươi có thể cùng ta chống lại cũng nhiều thua thiệt cái này nguyên thần thân thể dùng hợp phân thân đến cùng xem ra ngươi nên là tà tôn chuyển thế nhưng lại nắm giữ tôn thượng truyền thừa thật là khiến ta quả thực hiếu kỳ đợi ta đưa ngươi đánh bại thật tốt sư hồn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là cái quái gì Kim quá nhỏ nhìn xem tiêu viêm, ánh mắt híp lại, chính là hung hãn nói. Tiêu viêm nghe vậy ngược lại là khịt mũi nở nụ cười, vuốt vuốt mi tâm, ngược lại có chút ngoài dự đoán của mọi người lời nói đột nhiên nói ra, ta là cái quái gì, ha ha, ta thật lớn nhi, ta mà là ngươi cha, tiêu viêm cái này mới mở miệng, nhất thời làm phải một bên uống rượu xem cuộc chiến mênh mông lão tổ suýt chút nữa, không có cười phun, nhìn xem tiêu viêm cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, lệnh mênh mông lão tổ cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ bất quá nghe vậy kim quá nhỏ cái chán nhưng là gân xanh bốc lên, nhưng hắn chợt bình tĩnh lại, rất rõ ràng, hắn cảm thấy tiêu viêm như vậy ngôn ngữ chỉ là đang chọc giận với hắn, như hắn thật tức giận, mới gặp tiêu viêm, rất không tệ, bao nhiêu năm tháng, ngươi ngược lại là thứ nhất đón lấy ta kim huyền thuật, cần ta thi triển đệ nhị đấu kỹ chém giết người, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, nếu ngươi linh hồn chết đi, ta sẽ đem ngươi thể xác luyện thành thi khôi, thật tốt bồi dưỡng, kim quá nhỏ ánh mắt lộ ra kim sắc quang mang, tại thời khắc này, bất hủ chi lực càng là bao trùm toàn thân hắn, càng là hướng về bốn phía khoách tán, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hai tay của hắn vừa nhấc cái kia khoách tán ra sức mạnh điên cuồng co vào ở nơi này co vào phía dưới bất hủ chi lực càng là ngưng kết ở hai tay của hắn phía trên toàn bộ hai tay lập tức hiện đầy kim sắc mật văn nhắc tới cũng xảo ta đầy tạo hóa cấp đấu kỹ cũng là cơ duyên xảo hợp từ tà tôn nơi đó chiếm được kỳ danh xé chơi kim quá nhỏ hai tay nâng lên hướng về tiêu viêm chỗ ở hư không bỗng nhiên cách không hung hăng xé ra oanh một tiếng hư không run rẩy tiêu viêm hai con ngươi cũng là chợt co vào hắn cảm nhận được đối phương hai tay xé tới sát na mình bốn phía hư không thế mà hóa thành một loại nào đó không nhìn thấy ràng buộc, cưỡng ép ở giữa, để cho mình cùng cái này hư không dung hợp lại với nhau. Sau đó một cỗ đau đớn kịch liệt từ thân thể của hắn phía trên truyền đến, bốn phía hư vô phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. giờ khắc này vùng hư không này càng là bị xé mở, xuất hiện một khổng lồ hư vô khe hở, khe hở này oanh minh từ tiêu viêm thượng phương truyền đến, khe hở cũng cùng phía dưới kết nối, lấy xé rách hư không chi lực tới xé rách tiêu viêm. trong lúc nguy cấp, tiêu viêm song quyền nắm chặt, hướng về phía trước trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, Lệnh Nguyên Thần phân thân thể nội kim sắc mạch lạc liên tục run rẩy, Tiêu Viêm vận dụng Nguyên Thần phân thân lực lượng chân chính, mặc dù đánh vào trên hư không, nhưng mà cũng là ở nơi này một cái chớp mắt, khiến cho hắn bị cưỡng ép dung nhập hư không trong trạng thái bị đánh gãy ra, đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh, từ cái kia giữa hư không tách ra, cơ hồ tại hắn phân ly trong nháy mắt, phía sau hắn hư không trực tiếp đổ sụp hóa thành hư vô, toàn bộ hư không hoàn toàn bị xé mở nơi thần phạt đã sụp đổ tuyệt đối không có khả năng lại chữa trị bởi vậy bị xé ra địa phương chính là không thể lại đi bởi vì bọn chúng bản thân liền đã tại tồn tại bất quá ngay tại tiêu viêm thoát ly một cái chớp mắt lực lượng cuồng bạo lần nữa đánh tới vẫn như cũ xuất hiện ở tiêu viêm bốn phía cũng vẫn là cái này xé trời chi lực tựa hồ không đem tiêu viêm như cái này hư không giống như triệt để xé nát quyết không bỏ qua tiêu viêm lần nữa tránh đi có thể kim quá nhỏ xé trời chi lực như bóng với hình không ngừng tiếp cận làm cho tiêu viêm quanh mình hư không hóa thành hư vô kéo dài sụp đổ tan tành dần dần lệnh tiêu viêm không chỗ tránh được lúc này mênh mông lão tổ hít sâu một hơi thần sắc trở nên ngưng trọng lên hai người chiến đấu không nói cường đại mà là bọn họ chiến đấu lệnh cái này tàn phá nơi thần phạt gia tốc phai mờ mắt thấy cái này tiêu viêm tránh cũng không thể tránh kim quá nhỏ thanh âm không lớn nhưng là tràn đầy sát khí quanh quẩn bốn phía còn không chết lời hắn vừa ra hai tay đầy kim quang lần nữa hướng về hư không xé đi oanh minh ở giữa nguy cơ sinh tử trong nháy mắt bộc phát trong lúc nguy cấp này tiêu viêm cũng không hướng mênh mông lão tổ cầu viện kỳ thực mênh mông lão tổ đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị nhưng hắn nhìn xem tiêu viêm kiên nghị ánh mắt liền biết kẻ này căn bản sẽ không sợ chết ít nhất một khi khai chiến cũng là không chết không thôi chủ nghiêm túc tất sát nghiêm túc quyền tiêu viêm nắm đấm nắm chặt bây giờ năm ngón tay phát ra khanh khách vang dội trải qua cái này mấy trận chiến đấu tiêu viêm cũng là dần dần nắm rõ ràng rồi cỗ này nguyên thần phân thân mặc dù mỗi một lần ra quyền uy lực điều mạnh đại vô song cũng không cần tiêu hao nguyên khí nhưng nguyên thần phân thân tốc độ khôi phục nhưng là có hạn lại tốc độ chậm chạp cùng la thiên kim vô giã một trận chiến tiêu viêm đều dùng 3 ngày nguyên thần phân thân sức mạnh mới khôi phục đến rồi hưng thịnh bất quá cho đến nay tiêu viêm vô luận là đối kháng la thiên vẫn là kim vô giã đều chưa bao giờ thi triển qua nguyên thần phân thân cực hạn theo lý thuyết nguyên thần phân thân tiềm lực còn rất lớn nhưng không thể hoàn toàn thi triển toàn lực nếu là như vậy liền không có đường lui một quyền này liền thi triển bảy thành sức mạnh tiêu viêm trong lòng tính toán phía trước chỗ của già nắm đấm đều là nguyên thần bản thân nhục thân chi lực mà trên thực tế chân chính hạch tâm chi lực cũng không dùng đến nguyên thần phân thân xác thực rất mạnh nắm đấm bản thân cũng đủ cường đại nhưng quyền này luôn cảm giác kém một ít gì trong chốc lát tiêu viêm trong đầu có vô số ý niệm gián tiếp cùng lúc đó hắn trong mắt cũng xuất hiện rất nhiều thôi diễn chi mang đột nhiên tiêu viêm trong mắt tinh mang chớp động hắn tựa hồ minh bạch cái gì nhục thân chi lực đã rất mạnh nhưng cái này ra quyền nhưng là thiếu một chút ý cảnh phía trước một quyền có thể diệt thương sinh như vậy quyền thứ nhất liền đặt tên là diệt sinh một quyền diệt sinh Tiêu Viêm giơ tay phải lên, hung hăng một quyền, một quyền này mang theo tín niệm, một quyền này mục đích chính là diệt sát, một quyền này nhìn như cùng phía trước không có khác biệt lớn, nhưng một quyền này chính là ẩn chứa nguyên thần phân thân bảy thành chi lực, theo lý thuyết, một quyền này phía sau, Tiêu Viêm chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cho nên một quyền này, Tiêu Viêm nắm chắc phần thắng, oanh minh ở giữa, từ Tiêu Viêm trên nắm tay gào thét mà hắn chính là nhìn thấy toàn bộ hư không phẳng phất một chiếc gương đồng dạng, tại tiêu viêm nắm đấm phía dưới trực tiếp bể ra, phẳng phất kết nối lấy hư không kim quá nhỏ, trên tay kim quang cũng là run lên tiếp đó trong nháy mắt từ từ tiêu tán tiếng vang vang vọng đồng thời kim quá nhỏ cũng là phát ra kêu lên một tiếng đau đớn rất ra nhìn như không có phát sinh gì cả nhưng cẩn thận đi xem liền có thể trông thấy hai cánh tay đang có máu tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống dưới thân thể ý thức lui ra phía sau lại lần nữa lúc ngừng đầu hắn trong mắt lộ ra một tia không cách nào tin một cái biến mất tông tộc ngược lại là ta đánh giá thấp trong lòng hắn rung động cái này xé trời tuy không phải tuyệt đối át chủ bài nhưng cũng là kim vô dã tuyệt đối đem ra được đòn sát thủ lợi hại một trong thậm chí tại hôm nay thần hy thế giới bên trong cơ hồ không người nào có thể ngăn cản điều này làm hắn ít nhiều có chút không thể nào tiếp thu được bị tiêu viêm phá vỡ sự thật cơ hồ tại kim quá nhỏ lui ra phía sau ổn định thân hình lúc tiêu viêm từ mặt khác một bên không có bể tan tành giữa hư không đi ra trên người hắn chiến ý ngập trời hắn song quyền càng là vẫn như cũ nắm chặt cất bước ở giữa mỗi một bước đều là lệnh lấy quanh mình hư không chấn động đế chi bất hủ sao trong mắt của ta cũng không cái gì không thể tiêu viêm lạnh lùng nói ánh mắt càng là xâm nhiên nhìn về phía kim quá nhỏ bây giờ vẫn là trạng thái dung hợp, cho nên vừa mới bày thành lực lượng đấm ra một quyền phía sau, quanh thần tí tại lúc này cũng sắp một quyền này sức mạnh chứa đựng xuống, lại sẽ trở nên mạnh hơn, đánh ta hơn nửa ngày, cũng nên đến phiên ta ra tay rồi, tiêu viêm trong giọng nói, hai tay đã nâng lên, song quyền lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên oanh ra, lực lượng cường đại từ tiêu viêm song quyền phía trên lập tức quét sạch mà ra một quyền này không phải đến từ nguyên thần phân thân bởi vì nguyên thần phân thân sức mạnh bây giờ tiêu hao hết gần tám thành bởi vậy một quyền này mà là đến từ tả hữu hai tay oanh thần tí sức mạnh sức mạnh chút xuống kim quá nhỏ thần sắc khẽ biến bất quá hắn tự hồ chuẩn bị kỹ càng mặc dù trong lòng có một tí cảm giác nguy cơ nhưng tiếp theo một cái chớp mắt trên người hắn lực lượng chân chính triệt để bộc phát kim quá nhỏ trong mắt tinh măng lấp lóe bàn tay vừa nhấc chính là ở tại thân thể vẽ ra kim sắc pháp ấn ẩm vang một tiếng một cỗ kinh thiên động địa khí tức từ kim quá nhỏ trên thân bộc phát ở xa mênh mông lão tổ cũng là vừa nhấc mắt ánh mắt lộ ra kinh ngạc người này che giấu thực lực thực lực chân chính càng là bước thứ hai mênh mông lão tổ nói xong thân hình chính là lập tức tiêu thất cùng lúc đó từ bốn phía xuất hiện vô số lôi đình mà chút nổ ẩm lôi đình toàn bộ đều là kim sắc, nhưng cái này lôi không phải tiêu viêm tu lôi, kim quá nhỏ bốn phía gào thét kim sắc lôi đình kỳ thực chính là từ bất hủ chi lực biến thành, chừng trăm kim sắc lôi đình, những thứ này màu vàng lôi đình phẳng phất đều ẩn chứa vô cùng tuế nguyện, có được lực lượng đặc biệt, đem kim quá nhỏ bao khỏa đồng thời, mấy chục kim sắc lôi đình nhanh như bôn lôi hướng về tiêu viêm đánh tới, tiêu viêm hai mắt đột nhiên rụt lại, hắn có thể đủ cảm thấy, chính mình nguyên bản cực kỳ tự tin một quyền, càng là ở nơi này kim sắc lôi đình chi phía dưới phi tốc hóa giải. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được kim quá nhỏ trên thân lực lượng kinh khủng, viễn siêu lực lượng của hắn, nhìn ra, trước đây kim quá nhỏ một mực tại ẩn nhẫn, cũng không muốn bởi vì Tiêu Viêm bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính, nhưng kim quá nhỏ nhưng vẫn là tính sai, Tiêu Viêm triệt để đem hắn chọc giận, lại ép hắn đúng là bất đắc dĩ, không thể không đem nó thực lực chân chính bại lộ, kim sắc lôi đình gào thét mà đến đồng thời, Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, hắn vừa muốn mở miệng kêu gọi Minh Mông lão tổ, nhưng còn chưa mở miệng, Tiêu Viêm chính là nhìn xem phía trước cái kia dáng người gầy gò lão đầu một thân áo gai xuất hiện ở trước người hắn chơi chán cần phải đi tiểu hữu mênh mông lão tổ nghiêng đầu chậm rãi nói tiêu viêm hơi chấn động một chút tiếp đó nặng nề gật đầu đa tạ tiền bối tiền bối yên tâm bảo hồ lô ta sẽ cỡ nào đợi hắn tiêu viêm chắp tay ôm quyền mênh mông lão tổ nghe vậy chính là cười cười khẽ gật đầu một cái mà lúc này mấy chục đạo màu vàng lôi đình gào thét mà đến mênh mông lão tổ khoát tay chính là hóa giải hơn phân nửa nhưng tiêu viêm nhưng là trông thấy mênh mông lão tổ thân hình đang nhanh chóng tiêu tan Tiền bối, mênh mông lão tổ lúc này trực tiếp vung tay lên, tiêu viêm thân hình lúc này liền là bị một cỗ trọng lực đánh bay, mà bay mê hoặc phương hướng chính là cái kia thần ẩn chi mà, nói nhảm nhiều quá, mênh mông lão tổ cả giận nói, nhìn thấy tiêu viêm muốn đi, kim quá nhỏ tự nhiên là không để, bất hủ chi lực đều bộc phát, làm bộ liền muốn ngăn lại tiêu viêm, dùng hết hết thảy cũng muốn ngăn lại tiêu viêm mới bỏ qua, mênh mông lão tổ thân hình khẽ động, một cỗ lực lượng trực tiếp đem kim quá nhỏ bao phủ ở bên trong, nhất thời, kim quá nhỏ càng là không cách nào chuyển động một chút, mặc dù mênh mông lập tức phải tiêu tan. Nhưng ở này phía trước, nơi đây như trước vẫn là lão hủ định đoạt, cho nên, ngươi coi là một cái quái gì, giúp ngươi, chỉ là bởi vì trên người ngươi có ta nhi một tia khí tức thôi, bất quá lão hủ nhìn ra được, thần hy cũng là hỏa loạn sắp tới, sẽ hay không bị thay thế cũng đều xem mệnh số của ngươi tạo hóa. Thần ẩn chi địa đột nhiên rung động, kỳ thực căn bản không có thông, chỉ bất quá mênh mông lão tổ đem thần ẩn chi địa ngay giữa di động không gian, dùng hắn còn thừa không nhiều lại lực lượng cuối cùng đem bọn hắn đưa ra ở đây thôi. Thần ẩn chi địa bên trong, Tiêu Viêm một đám chính là lặng chờ ở trong đó, trong đó cũng không phải không có gì cả bất quá nhiều nhất nhưng là thi thể, trong hư không, thi thể theo lý sẽ không hư thối, nhưng bản thân lại hoàn toàn ngưng kết, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, chính là triệt để hóa thành cho bụi. Tiêu Viêm nhìn xem những thi thể này lên nạp giới, nhưng là mừng rỡ trong lòng, nhưng không hề nghĩ tới, những thứ này nạp giới cũng là tại đụng một cái phía dưới, theo thi thể hóa thành cho bụi, phung phí của trời. Tiêu Viêm cắn răng một cái giậm chân một cái, trong lòng tức giận rất nhiều, xa xa nhìn lại, nơi này thi thể không có 10 vạn cũng có 5 vạn, không có khả năng 5 vạn người cũng là người nghèo, tốt xấu có mấy cái con em nhà giàu, ít nhiều đều có vớt không có nghĩ rằng cái này sức mạnh của tháng năm mạnh mẽ quá đáng hết thảy đều sẽ tại tuế nguyệt phía dưới lộ ra bất lực sau đó toàn bộ thần ẩn chi địa một trận rung động toàn bộ nơi thần phạt bên trong tất cả thi thể đều hóa thành cho bụi đến mức cái này thần ẩn chi địa ở trong liền chỉ còn lại có bọn hắn mấy chục người tồn tại một trận rung động sau đó đột nhiên đám người cảm thấy một cỗ cường đại lực áp bách từ bốn phía mà đến liền phẳng phất tất cả mọi người đặt mình vào ở một cái tốc độ cực nhanh ở trong mà tốc độ nhanh đến sinh ra cường đại lực áp bách từ đó lệnh những thi thể này nát bấy lại để đám người càng là cảm thấy mười phần khó chịu hơn nữa cảm giác bị áp bách như vậy càng ngày càng mãnh liệt, đến mức không ít người thất khiếu chảy máu, Tiêu Viêm bản tôn cũng là không ngoại lệ, dù sao chỉ có tứ tinh đấu thần thực lực, rất khó tiếp nhận cổ áp lực này, ầm ầm, thần ẩn chi địa mà đi sau ra tiếng vang kịch liệt, khi thì kịch liệt, khi thì nặng nề, giờ khắc này, trong lòng mọi người đều là giấy lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, cái này, Minh Mông lão tổ cuối cùng sẽ không cần hại ta, Tiêu Viêm bản tôn quỳ rạp xuống hư không, thất khiếu chảy máu, bộ dáng nhìn cực kỳ dọa người, nguyên thần phân thân liền lộ ra bình thản ung dung rất nhiều, mặc dù cũng có cảm giác, nhưng chỉ là một chút đâu cảm giác mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng, đối với bản tôn mà nói, bây giờ tiêu viêm bản tôn căn bản là không có cách đứng thẳng lên, thể nội khí huyết càng là phiên trào lợi hại, tiêu viêm bây giờ cái chán đỏ thấm ấn ký ảm đạm. Chứng minh còn không cách nào thi triển tố mệnh chi thuật cùng nguyên thần phân thân dung hợp, bởi vậy, loại thời điểm này chỉ có thể gượng chống, rất nhanh liền đạt đến mọi người cực hạn, bây giờ chỉ có nguyên thần phân thân cùng Đông Hải Sa còn có thể kiên trì, những người còn lại đều là liệt ngã xuống, bộ dáng rất khó chịu, ai cũng không biết loại tình huống này sẽ ra ngoài bao lâu, mà lúc này chỉ có Nguyên Thần Phân Thân không ngại, Đông Hải Sa sắc mặt cũng là dần dần không tốt đứng lên, Tiêu Viêm làm bộ chính là chuẩn bị muốn đi ra ngoài hỏi cho rõ, cũng không thể không công chết ở chỗ này, như bản tôn bỏ mình Phân thân cho dù sống sót, con đường tương lai biên tướng trở nên xa vời, Nguyên Thần phân thân lúc này khẽ động, chính là chuẩn bị từ ra ngoài, nhưng vào đúng lúc này, toàn bộ thần ẩn chi địa lại lần nữa chấn động, tiếp đó Tiêu Viêm chính là tận mắt nhìn đến, cái kia mở miệng vậy mà, mẹ nó biến mất, Tiêu Viêm lúc đó liền kinh ngạc lão nhân này nhất định chơi ta tiêu viêm nổi giận gầm lên một tiếng cảm giác bị trêu đùa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt toàn bộ thân ẩn chi địa run run càng ngày càng mãnh liệt đến mức bắt đầu xuất hiện băng liệt tựa hồ cái không gian này đang nhanh chóng sụp đổ tiêu viêm tức sạm mặt lại chẳng lẽ liền muốn vây chết ở chỗ này những cái kia bể tan tành chỗ lập tức xuất hiện cương phong cực đoan cường hãn cương phong tiêu viêm lập tức ánh mắt trầm xuống đành phải là lấy nguyên thần phân thân chi lực không ngừng huy quyền che chở đám người bây giờ nguyên thần lực lượng phân thân còn chưa khôi phục mặc dù không coi là nỏ mạnh hết đà nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, cũng không có người có thể hỏi thăm, chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ xuống, lại là một hồi mãnh liệt cương phong bao phủ, toàn bộ thần ẩn chi địa bốn phía pha toái, lại tiếp như vậy, e rằng nhiều nhất còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, nơi đây liền sẽ triệt để sụp đổ, có thể phía trước trong truyền thuyết nói qua, cái này thần ẩn chi địa coi như mênh mông thế giới hủy diệt, bọn chúng vẫn như cũ sẽ tồn tại, nhưng bây giờ lại như thế nào như vậy không chịu nổi. Trừ phi, thời khắc này Thần ẩn chi địa đang tại gặp trùng kích cực lớn, từ nơi này cương phong để phán đoán, Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc minh bạch được, Mênh Mông lão tổ tuyệt đối không có khả năng lừa hắn, nơi thần phạt căn bản không có lập tức nơi này thông, chân chính thông chính là Mênh Mông lão tổ, hắn lấy sức mạnh của bản thân, tại lấy Thần ẩn chi địa xem như thừa lại chi vật, trợ Tiêu Viêm một đám rời đi, nhưng có lẽ Mênh Mông lão tổ cũng không ngờ tới, cái này Thần ẩn chi địa vậy mà không chịu nổi mạnh mẽ như vậy áp lực, nếu thật sự là như thế còn còn chỉ có thể hy vọng có thể chống đỡ, rầm rầm rầm, run rẩy càng ngày càng kịch liệt, mọi người đã làm xong quyết tâm quyết tử, liền Tiêu Viêm cũng là tại lúc này cảm nhận được một tia tuyệt vọng, nếu thật là đến tuyệt đối trong lúc nguy cấp, cũng chỉ có vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp, chỉ có thể hy vọng Tử Thần Hư Linh Tháp có thể lại là trợ giúp, thần ẩn chi địa lao nhanh run rẩy, sắp gặp phải sụp đổ, toàn bộ thần ẩn chi địa không chút nào khoa trương mà nói, sụp đổ rơi mất hơn phân nửa có thừa, đám người ngẩng đầu ở giữa, càng là có thể nhìn thấy trên đầu của bọn hắn, một mảnh huyễn thải lưu quang, nhìn mặc dù mỹ lệ, nhưng lưu quang này lại làm cho người cảm thấy đây là ánh sáng tử vong, ngay tại thần ẩn chi địa sắp triệt để hỏng mất thời điểm, chấn động bỗng nhiên dừng lại, dừng phi thường đột nhiên, hơn nữa khó có thể chịu đựng áp lực cũng là trong nháy mắt tiêu thất, chỉ một thoáng, trên đỉnh đầu lưu quang chậm rãi tiêu tan, toàn bộ thần ẩn chi địa giống như bị sốc nóc phòng phòng, có thể trông thấy phía ngoài hết thảy, bốn phía đều là huyễn quang căn bản không nhìn thấy thực chất cảnh tượng mọi người thật giống như tiến vào một cái không rõ không gian ở trong nhưng cùng lúc đó luôn luôn không nói chạm lão nhưng là bỗng nhiên mở miệng tất nhiên tới đây liền để ngươi nhìn một chút chạm lão âm thanh rơi xuống không đợi tiêu viêm phản ứng lại tiêu viêm bỗng nhiên cảm giác thân thể nhẹ bâng tựa như linh hồn ra khỏi vỏ trước mắt hắn hết thảy phi tóc thu nhỏ tiếp đó xuất hiện ở trước mắt hắn là một mảnh lá cây một màn này triệt để nhường Tiêu Viêm chấn kinh, sự hiện hữu của chúng ta chẳng lẽ chỉ bất quá chỉ là một mảnh trong lá cây cực kỳ nhỏ tồn tại, Tiêu Viêm ánh mắt chấn kinh thời điểm, lá cây lại lần nữa bại co lại, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt một khỏa đại thụ, rắc rối phức tạp đại thụ, toàn thân màu trắng, phía trên minh mông lá cây, cùng lúc đó, Tiêu Viêm trông thấy trong đó một mảnh lá cây khô héo, tiếp đó rơi xuống, Tiêu Viêm biết được, đó chính là minh mông, Tiêu Viêm toàn bộ linh hồn quay về, vừa mới vậy không có thể tư nghị một màn liền tựa như ảo giác đồng dạng, mà giờ khắc này Tiêu Viêm lúc ngẩng đầu lên, trông thấy đầy mắt huyễn quang lúc mới hiểu được nguyên lai like một bông hoa mốt thế giới câu nói này chính là chân ngôn giờ khắc này tiêu viêm không biết là chân thực vẫn là hư giả nhưng giờ khắc này tiêu viêm tư duy đã nhảy ra nguyên bản tưởng tượng bên trong thế giới có thể chính như hắn nhìn thấy một dạng toàn bộ thần ẩn chi mà chính là cấp tốc trầm xuống thật giống như một chiếc bỗng nhiên bay lên trời thuyền lớn cuối cùng vẫn muốn trở xuống trong biển hải lý một dạng mà ở lần này nặng thời điểm đột nhiên đình trệ một cái chớp mắt này tiêu viêm ngẩng đầu xuất hiện ở trước mắt hắn là một mảnh tinh không nhưng vùng tinh không này nhưng là cực kỳ lạ lẫm nhưng đây chỉ là một cái chớp mắt, chính là tiêu thất, sau đó thần ẩn chi mà lại lần nữa trầm xuống, liền tại đây trầm xuống thời điểm, đột nhiên thần ẩn chi mà triệt để sụp đổ, Tiêu Viêm cảm thấy cơ thể bị một hồi cường đại vạn vẹo lực, cơ thể càng là không cách nào khống chế một chút, một cỗ lực lượng tựa như đang tại mang theo hắn dội rửa, nguyên bản đi theo Tiêu Viêm một đám, cũng là toàn bộ không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả khí tức đều không cảm giác được một chút, rất rõ ràng, cỗ lực hút này e rằng đều đưa bọn hắn mang đến địa phương khác nhau, nhưng vào lúc này, tại tiêu viêm không cách nào khống chế thân hình trong khoảng thời gian này bao quát nguyên thần phân thân cũng là không thể động đậy một chút đột nhiên cái này căn bản không tính toán không gian trong hư vô xuất hiện một cái đại thủ trực tiếp nhô ra mục tiêu của nó chính là tiêu viêm nguyên thần phân thân tiêu viêm lúc này liền là thi triển nguyên thần phân thân toàn bộ lực lượng muốn đi phản kháng nhưng giờ khắc này chạm lão nhưng là đột nhiên mở miệng không nên khinh cử vọng động hôm nay bọn chúng chúng ta còn vẫn trêu chọc trêu chọc không nổi chạm lão âm thanh rất nghiêm túc đến mức tiêu viêm bản tôn không cách nào hỗ trợ đại thủ vô mạnh một cái liền đem nguyên thần phân thân nắm trong chớp mắt chính là hoàn toàn biến mất mà cũng chính là ở nơi này một cái chớp mắt nguyên thần phân thân lâm vào hôn mê hoàn toàn cùng tiêu viêm thoát ly liên hệ tiêu viêm chấn động vô cùng nhưng lại không thể làm gì liền chạm lão đều lên tiếng chứng minh người xuất thủ e rằng đã vượt xa hắn tưởng tượng cấp độ đến nỗi tiêu viêm bản tôn tại một cỗ to lớn hấp xả lực phía dưới càng là có một loại quy tắc chi lực bao phủ phía dưới tiêu viêm tứ tinh đấu thần thực lực khó mà chống đỡ được càng là cũng đã hôn mê không biết qua bao lâu ở nơi này mênh mông hư vô hải bên trong một thân ảnh phiêu phù ở trong đó, mà lúc này, một chiếc phương chu chậm rãi tới gần, phía trên đứng nghiêm mấy thân ảnh, tìm được, cử sư đệ vậy mà thật sự ở đây, mà phiêu phù ở hư vô hải không biết bao lâu thân ảnh, chính là đã mất đi ý thức tiêu viêm, chiếc này phương chu bên trên, đứng nghiêm mấy thân ảnh, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn thấy tiêu viêm một cái chớp mắt, chính là lập tức xông ra, đem tiêu viêm cứu trở về phương chu phía trên, lập tức đối với tiêu viêm tiến hành kiểm tra, nguy rồi, cử sư đệ không có hít thở, nói chuyện là một bóng người xinh đẹp, dáng dấp không cao, Bộ dáng nhưng là khả ái, này bóng hình xinh đẹp chính là cổ thần Điện Diệp Phi, cũng là Tiêu Viêm thất sư tỷ, nữ hoàng điện hạ không phải để cho ngươi chuẩn bị về thần uống sao, cho cửu sư đệ ăn vào, hắn tự nhiên liền sẽ thức tỉnh, nói chuyện thân ảnh thân hình kiên cường, người này chính là cổ thần Điện đại sư huynh, Kha Mây, Diệp Phi lập tức gật đầu, lấy ra bình ngọc, đem Tiêu Viêm đỡ dậy, đem về thần uống đưa vào Tiêu Viêm trong miệng, hồi lâu sau, truyền đến Tiêu Viêm một hồi tiếng ho khan, Tiêu Viêm đôi mắt cũng là chậm chậm mở ra, ánh mắt mơ hồ đồng thời, linh hồn truyền đến đột nhiên trống rỗng cảm giác như vậy cực kỳ khó chịu cửu sư đệ ngươi có thể cuối cùng tỉnh ngươi nếu lại không tỉnh ngươi thất sư tỷ liền định làm cho ngươi hô hấp nhân tạo nhiễm xương hai tay ôm ngực cười lớn nói lời nói vừa mới rơi xuống hạ thể chính là truyền đến đau đớn kịch liệt diệp phi chân nhỏ không thiên lệch ở giữa hạ bộ của hắn ta còn không có dòng dõi ngươi ngươi nhiễm xương đau nhè răng trợn mắt đám người chính là cười ha hả gọi ngươi nói vậy diệp phi nổi giận vô cùng trong thoáng chốc tiêu viêm như cũ cảm thấy trước mắt một màn này tựa như đang nằm mơ đây là ở đâu tiêu viêm ngồi dậy lắc lắc chóng mặt đầu mở miệng hỏi Cửu sư đệ, chúng ta thế nhưng là phế đi thật lớn khổ tâm mới tìm đến ngươi, bây giờ lên đường trở về đấu thần liên minh, thật là khiến ta mười phần khó hiểu, cửu sư đệ không phải tại đấu thần liên minh sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây Nam Lăng Hư Vô? Nhiễm Xương không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, dò hỏi, nói rất dài dòng, sư đệ lại có thể nói ngắn gọn, Tiêu Viêm đau đớn muốn nứt, mọi người thấy Tiêu Viêm sắc mặt cực kém, Diệp Phi lập tức quát lớn, cửu sư đệ vừa mới thức tỉnh, muốn nghe cố sự trở về nghe, Tiêu Viêm trạng thái cực kém, căn bản vốn không đáp lại diệp phi ngư tướng đám người đuổi đi phía sau tiêu viêm chính là ngồi xếp bằng xuống tĩnh tâm khôi phục bây giờ tiêu viêm linh hồn chi lực càng là tràn ra hắn yêu cầu chứng nhận đây là có thật hay không mãi đến liên tục xác nhận phía sau tiêu viêm mới rốt cục thả lỏng trong lòng tự nhắm mắt khôi phục thật lâu mãi đến bọn hắn đều đã tới cổ thần điện tiêu viêm mới chậm rãi mở hai mắt ra bây giờ tiêu viêm trong đôi mắt mỏi mệt đã tiêu tan thay vào đó chính là dĩ vãng như vậy không hề bận tâm Đến nhà rồi, cửu sư đệ, Tiêu Viêm dừng một chút, cái từ này nhưng là cảm xúc rất sâu, chỉ có chân chính rời đi phía sau, Tiêu Viêm mới hiểu được, cái này đến từ toàn bộ thế giới cảm giác quen thuộc, trong lúc nhất thời càng là nhường hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, Tiêu Viêm đi theo đám người tiến nhập cổ thần điện, cái này như thế ngoại đảo nguyên vậy tồn tại cùng sương mù bốn phía không hợp nhau, rất xa, Tiêu Viêm chính là thấy được một thân ảnh quen thuộc, hai người xa xa tương vọng, ở xa thân ảnh trong mắt đã bao hàm nước mắt, thân ảnh chính là trước đây lưu lại cổ thần điện đinh duyệt, chậm rãi đi vào, đinh duyệt nhìn xem thân ảnh quen thuộc, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh cấp tốc hướng về Tiêu Viêm lao đến, cùng lúc đó, thân ảnh này hậu phương còn có một đám đàn bà xinh đẹp, "Tiểu tử ngươi, có thể tính xuất hiện, đem ta bỏ ở nơi này, chính mình nhưng là ra ngoài tiêu dao khoái hoạt, như ngươi loại này nam nhân không cần cũng được." "Rất xa, người còn chưa tới, cái này tiếng chửi rủa chính là trước tiên truyền đến." Tiêu Viêm nhìn phía xa đi tới thân ảnh, hơi hơi dừng một chút, bộ dáng này cũng không giống như nhận biết, cái này bề ngoài đẹp trai, có vẻ giống như đem hắn đều hoàn toàn nghiền ép, mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm sau lưng một đám nữ tử là đủ chứng minh là chúng tinh phủng nguyện cái này chẳng lẽ là hạ tăng huy tiêu viêm tức xạ mặt lại rời đi thời điểm hạ tăng huy nhục thân còn tại tái tạo giai đoạn cũng bởi vậy trốn ở không gian giới tự ở trong tránh khỏi hồng mông tinh đánh một trận tử kiếp người đây đều có thể nhận ra đinh duyệt kinh ngạc mở miệng tiêu viêm lúc này lắc đầu bộ dáng là nhận không ra chủ yếu là khí chất này trừ hắn chỉ sợ cũng không có người nào tiêu viêm vừa cười vừa nói rất xa hạ tăng huy mở rộng vòng tay nhưng tiêu viêm nhưng là vội vàng lui về phía sau mấy bước ngừng lão tử không thích nam giữ một khoảng cách tiêu viêm nói lời nói vừa ra hạ tăng huy chính là ngồi sổm ở một bên vẽ vòng tròn trong miệng còn vỡ nát lại nhảy niệm cái này cái gì người thay đổi khi xưa thể non hẹn biển hạ tăng huy biểu lộ trở nên rất chán ghét một mặt nghiêm túc nói bất quá hắn tại chuyển đầu lúc tiêu viêm cùng đinh duyệt đã hướng về cổ thần trong điện đi đến hoàn toàn không để ý đến hắn phai nhạt cái gì đều phai nhạt hạ tăng huy ánh mắt tịch mịch phảng phất đã mất đi toàn thế giới sau đó tiêu viêm cổ thần điện thời gian một tháng này bên trong chính là hoàn toàn trầm tĩnh xuống phát sinh tất cả mọi chuyện tiêu viêm cũng muốn dùng một chút thời gian để suy nghĩ đi lắng đọng. tại tiêu viêm rời đi trong khoảng thời gian này đinh duyệt đã là đem minh hà khoa kỹ lại lần nữa đề cao một cái cấp độ không chỉ đối với cổ minh hà khoa kỹ đều có chỗ hiểu ra lại trong khoảng thời gian này càng là vì vô ý chiến đội mỗi người đều chế tạo riêng mới áo giáp cùng vũ khí bởi vì không cách nào tham dự chiến đấu tại cổ thần điện đinh duyệt cũng chưa từng có nhàn rỗi nàng vẫn như cũ vô cùng cố gắng hơn nữa nàng bản thân liền tại đây minh hà khoa kỹ bên trên có cực cao tạo nghệ đinh duyệt một mực chờ đợi nàng biết vô ý chiến đội nhất định còn sẽ trở về bất quá đám người rơi xuống chuyện đã thành sự thật tiêu nguyệt ly cáo chi tiêu viêm mặc dù tiêu nguyệt ly sẽ hết tất cả sức mạnh trợ giúp nhưng tình huống chân thật tiêu viêm cũng không biết được một ngày này hạ tăng huy lộ ra có yên tĩnh đinh duyệt tiêu viêm ba người ngồi ở đình viện chỗ ba người trên mặt đều nổi lên ửng đỏ trên thân đều có một chút chính choáng tiêu viêm cùng bọn hắn nói rời đi cổ thần sau điện phát sinh hết thảy theo bọn hắn nghĩ đơn giản không thể tưởng tượng nổi cực kỳ nhưng tiêu viêm cảm thấy chuyến này nhưng là thất bại mặc dù lúc đó rời đi cổ thần điện lúc hắn còn vẻn vẹn chỉ là một đấu tiên bây giờ đột phá đến tứ tinh đấu thần không nói đến hơn nữa còn đoạt được đại bộ phận tôn thượng truyền thừa tứ chi cùng với thân thể nhưng đối với nữ hoàng điện hạ giao cho tiêu viêm nhiệm vụ tới nói tiêu viêm đã hoàn thành đoạt được truyền thừa chính là mục đích chuyến đi này bất quá tiêu viêm cũng không cam lòng bởi vì hắn trên tay còn có một sẹo đó là tiêu phong tâm nguyện mãi đến rời đi Tiêu Viêm cũng không có toàn bộ giúp hắn hoàn thành, Tiêu Thiếu đang tính chuyện gì, ta bây giờ có thể giúp ngươi chế tạo càng nhiều minh hà vũ khí, mặc dù ta biết được, thực lực cảnh giới phương diện, Tiêu Thiếu đã đạt đến theo không kịp tình cảnh, mang theo chúng ta cũng khó tránh khỏi sẽ kéo ngươi chân sau, Đinh Duyệt thừa dịp chính choáng, hỏi thăm Tiêu Viêm, cũng là nói ra nội tâm của nàng chi ngôn, Tiêu Viêm đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, chính là mỉm cười nhìn xem Đinh Duyệt, chậm rãi mở miệng, "Cô nàng, ta đây sao nỗ lực trở nên mạnh mẽ chính là muốn thủ hộ các ngươi, bản lãnh của ngươi thế nhưng là thế giới này cũng không có thể có nhiều, Chúng ta thế nhưng là vô ý chiến đội, ngươi cái này cầu vòng cái rắm vỗ, ngay cả chính ta đều không tin, Đinh Duyệt mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng mà trên gương mặt xinh đẹp nhưng là cười mở nhan, hắc hắc, nếu không thì cũng tới vỗ vỗ ta cầu vòng cái rắm, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, ta nhưng là phi thường nghiêm túc tu luyện, không có một tia chậm trễ. Hạ Tăng Huy nhưng là ở một bên phụ họa nói, Tiêu Viêm không nói gì chỉ là hơi hơi quay đầu, chính là nhìn thấy cách đó không xa, đứng cái này một đám nữ tử, nâng cao Hạ Tăng Huy bức họa, Đinh Duyệt cũng là thở dài một hơi, cùng Tiêu Viêm nấc nhau, giơ ly rượu lên thân đụng một tiếng chính là uống một hơi cạn sạch, có hay không nghiêm túc tu luyện, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, ngắn ngủi chỉnh đốn phía sau, Tiêu Viêm đi tới cổ thần điện đại điện ở trong, tiến vào đại điện phía sau, Tiêu Viêm đi thẳng tới ở vào đại điện hậu phương đình viện ở trong, đây là nữ hoàng chỗ cư trú, người bình thường căn bản không thể tiến vào, đại điện sau đó chính là một mảnh ưu nhã chi cảnh, linh tuyển bốc lên thanh khí, một bóng người xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn ở một bên, vuốt vuốt trong tay ba ngàn động ti, ướt nhẹp sợi tóc vung vẩy thời điểm, tại tăng thêm giải rác xương trắng, mơ hồ trong đó, cái kia sương mù dưới khuôn mặt làm cho người mơ màng bay tán loạn cởi ra những ngày qua hắc kim long bào trên thân chỉ mặc một kiện nông cạn thanh sam tố y tại tay của nàng bên cạnh là bình thường đeo đồ trang sức thật lâu mới chậm rãi nâng lên chán đôi mắt đẹp thành khe nhỏ ngọc phấn một dạng tuyết cơ như băng như tuyết dáng người tuyệt mỹ ôn nhu uyển ước trở về lâu như vậy mới nhớ tình ta đôi mắt đẹp hướng về phía trước nâng lên nhìn xem đứng lặng ở xa đã có một chút thờ ý gian thân ảnh hơn nữa không lễ phép như vậy xông vào nữ tử kiều khuê cũng không lớn hảo tiêu viêm lúc này có chút chân tay luống cuống quay người chính là muốn ly khai nhưng này sau lưng ôn nhu lại lần nữa vang lên nên nhìn không nên nhìn đều bị ngươi xem xong cái này quay người muốn đi tiêu viêm cước bộ lúc này liền là dừng lại gãi đầu một cái chính là cười hắc hắc xoay người lại cười nói đó cũng không phải ta chỉ là muốn xác nhận một chút lúc tiến vào đích xác không có môn vừa mới nói xong sau lưng chính là chuyển đến tiếng cười như chuông bạc ngươi tính tình này ngược lại là một điểm không thay đổi chuyển thế vẫn là trước sau như một không biết xấu hổ mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng xa xa có thể trông thấy nữ hoàng trên mặt không có chút nào tức giận, nói một chút đi, trong lòng ngươi nghi hoặc, nữ hoàng tiếp tục vuốt vuốt nàng ba ngàn động ti ở trong nước phiêu đãng, tiêu viêm không nhanh không chậm đi tới nữ hoàng sau lưng, cầm lấy bên cạnh bầu nước, treo lên thủy theo nữ hoàng sợi tóc lao xuống, động tác ta có chút quá phận mập mờ, nghi hoặc nhiều lắm, ta muốn rất nhiều nghi hoặc chỉ có thực lực chân chính đủ cường đại thời điểm, mới có thể giải khai, có một số việc cho dù biết được, lại có ý nghĩa gì tiêu viêm cười nói ngay cả như vậy ngươi sau này thế nào dự định nữ hoàng đối với tiêu viêm ngôn từ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trong đôi mắt đẹp phần lớn là tán thưởng đối với nữ hoàng tới nói tiêu viêm mặc dù là tôn thượng chuyển thế nhưng lúc này tiêu viêm chỉ bất quá vừa mới tu luyện gần vạn năm toàn bộ thần hy thế giới lịch sử rất dài tiêu viêm biết bao quát chính nàng biết bất quá gia lông cũng đích xác như tiêu viêm lời nói có chút vấn đề cần chính mình đi mở ra nếu như không giải được vậy đã nói rõ thực lực của mình còn chưa đủ mạnh có một chút dự định bất quá vẫn là tăng cao thực lực làm chủ ta muốn cố gắng đột phá đến bất hủ tiêu viêm hồi đáp nữ hoàng hơi sững sờ bất hủ ngươi bây giờ còn vẫn là tứ tinh đấu thần khoảng cách bất hủ còn quá mức xa xôi nhưng thần hy thế giới vẫn như cũ còn có rất nhiều kỳ ngộ bất hủ tạm thời không đề cập tới tấn cấp cửu tinh đấu thần mới là ngươi bây giờ mục tiêu chủ yếu nữ hoàng nói tóc thanh tẩy hoàn tất châm gài tóc chuyển động liền đem động ti kéo ở sau ót cùng tiêu viêm sóng vai đi về phía đình nghỉ mát ngồi trên mặt đất thủ pháp thuần thục pha trà xem ra tôn thượng đã từng cũng rất thích uống trà tiêu viêm nói nữ hoàng từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng nở nụ cười thế giới cơ duyên rất nhiều, ngươi như cần, thiên cơ các có thể giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, hương trà bốn phía, làm cho người cảm thấy tâm thần thoải mái, cái kia thiên cơ các có thể hay không tìm được hỏa diễm chi tâm tin tức, Tiêu Viêm bây giờ đã thu được hai cái hỏa diễm chi tâm, muốn tiến hóa tử thần hư linh quyết thì cần muốn ba cái hỏa diễm chi tâm, cho nên Tiêu Viêm nếu lại tìm được một cái hỏa diễm chi tâm mà có thể tiến hóa tử thần hư linh quyết, đã như thế, thực lực chắc chắn tăng mạnh, công pháp cấp bậc đối với nguyên khí tới nói 10 phần mấu chốt, lại tử thần hư linh quyết thập phần thần bí, cùng tử thần hư linh tháp có thiên ti vạn lũ quan hệ, để thăng công pháp tự nhiên là đặt ở thủ vị, có thể tìm, nhưng độ chuẩn xác bên trên không cách nào làm đến trăm phần trăm, có thể cho người một chút mục tiêu, hỏa diễm chi tâm vốn là kỳ vật, có thể hay không tìm được, còn phải nhìn tự thân cơ duyên, nữ hoàng trả lời, như thế là đủ rồi, ta từ trước đến nay không thiếu cơ duyên, vấn đề cũng không lớn, tiêu viêm ngược lại là tự tin nở nụ cười, hồi đáp, nói như vậy ngươi sẽ không cần thiên cơ các tin tức, lấy cơ duyên của ngươi, chính mình tìm nên vấn đề cũng không lớn, nữ hoàng lông mày trao lên, chính là chiều gẹo tiêu viêm, xin lỗi, ta thu hồi ta mới vừa ngôn luận, nếu là không có thiên cơ các, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tiêu viêm cười nói, mặc dù tử thần hư linh tháp trong bản đồ tinh không, có thể đại khái biết được hỏa diễm chi tâm tồn tại ở cái nào một phiến tinh không, nhưng cái này tinh không mênh mông cũng không phải nơi thần phạt, nếu như không có đủ vị trí chính xác tin tức, e rằng không biết được muốn lãng phí bao nhiêu thời gian tìm kiếm thu được hỏa diễm chi tâm phía sau lại có gì dự định nữ hoàng một thân tố y cởi ra hắc kim long bò phía sau thời khắc này nữ hoàng ngón tay nhỏ nhắn tại chén cha ở giữa hoạt động dịu dàng ôn nhu tản đi ngày thường bá khí phảng phất càng giống là một vị thư nhã hiền huệ tiên tử đồng bọn của ta còn tại minh giới có lẽ phải đi minh giới đi một chuyến lại tiếp đó mà nói ta muốn trở về cố hương nhìn một chút tiêu viêm trả lời thời gian thấm thoát mấy ngàn năm thời gian đã đầy đủ thay đổi hết thảy có thể cố nhân trí thân đã hóa thành cát vàng cái gọi là cố hương lại có ý nghĩa gì nữ hoàng chậm rãi nói đôi mắt đẹp chăm chú nhìn tiêu viêm trong đôi mắt lóe tinh điểm hoa nở hoa tàn thế gian vạn vật đều có bắt đầu có cuối số mệnh như thế, cũng không cần quá bi thương, đó là sinh ta nuôi ta chỗ, lại thêm những giới khác khoảng không cũng sẽ không ngừng, mang đến một chút tạo hóa, vì mình cố thổ ra một phần lực, tiêu viêm sau khi nói xong, cười nhấp một miếng nước trà, bốn phía hương trà, lệnh tiêu viêm giữa lông mày mây cuốn mây bay, những thứ này chính là người toàn bộ kế hoạch sao, nữ hoàng không có phản bác tiêu viêm, chỉ là ôn nhu hỏi, tiêu viêm dừng một chút sau đó, khẽ gật đầu, thần hy thế giới e rằng, còn có quá nhiều hắn bây giờ đều không thể đụng vào phương diện, vẫn là cước đạp thực địa, từng bước từng bước đi ổn lại nói, gần một tháng trôi qua, tiêu viêm vẫn như cũ cảm giác không thấy nguyên thần phân thân tồn tại cảm giác như vậy thật giống như nguyên thần phân thân đã vẫn lạc đồng dạng còn vẫn không cách nào phán đoán xảy ra chuyện gì ít nhất đối phó hắn nguyên thần phân thân tồn tại tuyệt đối là hắn bây giờ không cách nào sánh bằng đương nhiên trừ cái đó ra còn có một cái chỗ quá mức thần bí từ đấu đế đại lục thời điểm chính là biết được một hai trong đó cùng mình có huyết mạch chi liên đến tột cùng là ai tên này vì im lặng mục thần bí chi địa lại là nơi nào tóm lại tiêu viêm còn có quá nhiều chuyện không có đi hoàn thành lại nếu như nói thần hy thế giới cũng sẽ như mênh mông thế giới như vậy hắn không chỉ cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa càng là phải cường đại đến là đủ dung chuyển thế giới sức mạnh có lẽ chỉ có như vậy mới có thể tránh cho mênh mông thế giới như vậy bi kịch phát sinh tấn cấp từ tinh đấu thần sau đó tiêu viêm chính là phát giác dưới cấp tử thần hư linh tháp đã bắt đầu có chút không đủ dùng nhu cầu cấp bách tiến hóa cũng may chính là Tiêu Viêm bây giờ đã thu được hai cái hỏa diễm chi tâm, nếu lại thu được một cái, tử thần hư linh quét liền có thể có thể tiến hóa, bất quá cũng đúng như nữ hoàng nói tới, có thể hay không thuận lợi tình được, tự thân cơ duyên cũng rất trọng yếu, tựa như ngươi lời nói, có một số việc đợi ngươi đột phá tới cửu tinh đấu thần ta tại cáo chi ngươi. Nữ hoàng chậm rãi nói, Tiêu Viêm cũng không truy vấn, chỉ là ngầm đồng ý. Lần này tìm kiếm Hỏa Diễm Chi Tâm ngươi có thể mang lên Kha Mây một đám, đối với ngươi hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp." Tiêu Viêm nghe vậy nhưng là lắc đầu, cự tuyệt nữ hoàng hảo ý. Tiêu Viêm biết được bọn họ những sư huynh này nhóm rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm cũng không muốn mang theo bọn hắn cùng một chỗ, không cần thiết tăng thêm phong hiểm, lần này ta sẽ không tự mình đi tới, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy sẽ cùng ta tùy hành." Tiêu Viêm nói, nữ hoàng có chút không hiểu, hai người bọn họ bất quá đấu tiên, đột phá đấu thần xa vời, mang lên bọn hắn, e rằng nữ hoàng nghi ngờ nói, đúng là bọn họ không đủ cường đại, cho nên ta mới muốn dẫn bọn hắn đi rèn luyện thế giới này cần càng nhiều cường giả. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, nghe Tiêu Viêm kiên định ngôn ngữ, nữ hoàng chính là không tiếp tục phản bác, lúc nào chuẩn bị xuất phát, nữ hoàng hỏi, càng nhanh càng tốt, Tiêu Viêm nói, 7 ngày thời gian, ta sẽ để cho thiên cơ các bằng nhanh nhất tốc độ chỉnh lý hỏa diễm chi tâm tin tức, 7 ngày thời gian cũng đầy đủ ngươi chuẩn bị. Nữ hoàng nói, Tiêu Viêm đứng dậy ôm quyền chắp tay, sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị rời đi, lúc này nữ hoàng lại độ mở miệng, có một chuyện nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, đấu thần liên minh bây giờ người đi không được phải, thế giới này không có đơn giản như vậy đấu thần liên minh càng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy ngươi nên minh bạch nữ hoàng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tiêu viêm nghiêm túc hướng về phía tiêu viêm ngữ trọng tâm trường nói tiêu viêm trọng trọng gật đầu tại nơi thần phạt tiêu viêm tự nhiên có phát giác mặc dù kim vô giã kim quá nhỏ rất mạnh nhưng tuyệt không phải cường đại đến không thể địch nổi tình cảnh tiêu viêm nhiều lần hoài nghi kim thị nhất tộc đây cũng là đỉnh tiêm thực lực e rằng thật vẫn không có tư cách trưởng quản đấu thần liên minh cho nên chân chính trưởng quản lấy đấu thần liên minh hay là kim thị nhất tộc sau lưng có khó mà sánh bằng tồn tại, mà mới là kim thị nhất tộc có thể trưởng quản đấu thần liên minh nguyên nhân, biết được, huống chi mục tiêu chân chính cũng không phải là bọn hắn, bất quá bọn hắn ta nhất định sẽ giết, chỉ đợi thời cơ chín mùi, nữ hoàng nhìn xem Tiêu Viêm kiên nghị con mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt xinh đẹp nụ cười hiền hòa nghiêng người khuynh thành, cửu tinh đấu thần đều còn chưa đủ, con đường của ngươi còn rất dài, nhưng đưa cho ngươi thời gian lại không nhiều, không cần ta nhiều lời, Ngươi nên minh bạch, nữ hoàng tiếp tục nói, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn ra xa trên đỉnh đầu không có trời không hư vô, vô biên vô hạn, tựa hồ cũng như hắn đồng dạng, căn bản không nhìn thấy tương lai, không nhìn thấy điểm kết thúc, bước chân của ta rất nhanh, nhất định theo kịp, Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị, trên thân càng là tản ra chân thật đáng tin, không thể không nói, ta liền thích như ngươi loại này mù quáng tự tin, ngươi quả thực không còn cưới vợ, nữ hoàng vấn, nguyên bản một mặt nghiêm túc Tiêu Viêm lập tức cảm thấy bầu không khí không ổn, khụ khụ, nữ hoàng điện hạ, chuyện này vậy làm phiền ngươi, ta nhưng phải cỡ nào chuẩn bị một chút, lần này đi tới liền không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể trở về tiêu viêm lẩm bẩm nói tránh nặng tình nhẹ cưỡng ép né tránh nữ hoàng vấn đề đang nói tiêu viêm trên đùi truyền đến không rõ xúc cảm cái này không cúi đầu còn tốt cúi đầu xuống chính là thấy được hai đầu ôn nhuận trắng nõn xinh đẹp đùi đẹp thon dài đang nhẹ nhàng gõ hắn nữ hoàng điện hạ ngài dạng này e rằng là mất thân phận Tiêu Viêm vội vàng cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau nửa bước, thân phận, nữ hoàng phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, thật giống như một con sói đang theo dõi một cái đợi làm thịt dây con, thân phận của ta không phải liền là ngươi cho sao, nếu không phải nữ nhân của ngươi, thế nào nữ hoàng, sư huynh của ta nhóm đâu, lần này đi hung hiểm chưa biết, khả ái của ta các sư huynh lại không tới cùng ta tạm biệt sao? Tiêu Viêm cố ý nói rất lớn tiếng, thậm chí trộn lẫn lấy linh hồn chi lực, truyền vang toàn bộ cổ thần điện, đừng đi, liền nghĩ bóc lột chúng ta, rất xa, một đám thân ảnh nhìn xem ở xa Tiêu Viêm tiêu viêm chính là một bộ tiền đồ chưa biết như tráng sĩ xuất trình bộ dáng chỉ bất quá của mọi người sư huynh xem ra cái này sắc mặt đơn giản đáng giận sư huynh các ngươi rốt cuộc đã đến rất xa tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía một đám thân ảnh ẩn núp chi địa đám người lúc này liền là sắc mặt tối sầm tiêu viêm vậy mà chủ động chào hỏi nhất thời làm bọn hắn thì không khỏi không ra mặt mấy người chỉ có thể là cười khổ đi ra phía trước liền kha mây cũng đều là cưỡng ép gạt ra khuôn mặt tươi cười dù sao phía trước tổn thất liệt minh huyền vũ xác cùng hư không chi toa tổn thất này thế nhưng là không nhỏ cửu sư đệ đường đi hung hiểm, nhất định phải cẩn thận một chút, các sư huynh cũng là chỉ có thể vì ngươi cầu nguyện. Lục Nhi trước hết nhất nói chuyện, bởi vì Tiêu Viêm phân đi hắn kim tuyến giết lúc, khỏi phải nói có bao nhiêu đau lòng, hắn thật sự rất sợ Tiêu Viêm tiếp tục đưa tay muốn, đa tạ Lục sư huynh quan tâm, Lục sư huynh kim tuyến giết quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng là giúp ta đại ân. Tiêu Viêm đối với cái này Lục Nhi chắp tay cúi đầu nghiêm mặt nói, bị định hót Lục Nhi, lập tức chính là lộ ra nụ cười tự tin, chỉ tiếc, nếu là kim tuyến giết có thể tại nhiều một ít, hiệu quả có lẽ tốt hơn, lần này đừng đi hung hiểm, nếu là lục sư huynh có thể bỏ những thứ yêu thích tại phân ta năm sáu cây mà nói chính là đại ân không lời cảm ơn hết được sau này ta nhất định sẽ không bạc đãi lục sư huynh tiêu viêm tiếp tục nói nghe vậy lục nhi suýt chút nữa không có phun ra một ngụ máu tươi tới nên biết được mỗi một cây kim tuyến giết chế tác đều cực kỳ dườm già tài liệu không nói đến chế tạo một cây liền cần trăm năm tiêu viêm há mồm liền ra năm sáu cây đây không phải muốn đào của cải của nhà hắn sao cửu sư đệ toàn bộ tài sản ta cũng chỉ có 12 cây ngươi cái này lục nhi một mặt khổ tâm lục sư huynh ngươi yên tâm ta nhất định sẽ trả ngươi chỉ là tạm thời cho ta mượn dùng một chút, huống chi cổ thần này trong điện an toàn rất, Lục sư huynh cũng không phải như vậy keo kiệt người, nghĩ đến nhất định sẽ trợ giúp đường đi hung hiểm cửu sư đệ. Tiêu Viêm lời vừa nói ra, Lục Nhi lập tức đâm lao phải theo lao, chủ yếu nhất là ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Lục Nhi, lúc này ba thần quân càng là mở miệng, cửu sư đệ nói rất đúng thân là lục sư huynh trợ giúp tiểu sư đệ là việc nằm trong phận sự, ngươi không thể lại cự tuyệt. Lục Nhi, Lục Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy mướp đắng, liền Kha Mây cũng là khẽ gật đầu, cái này không cho là không được, cửu sư đệ, ngươi cũng biết Kim Tuyến giết chế tác hết sức khó khăn, lại tài liệu khó tìm, sư huynh tối đa chỉ có thể lại tặng 20 căn. Lục Nhi đúng là bất đắc dĩ, không đáp ứng hiển nhiên là không được, Tiêu Viêm cũng không có kẻ mặc cả, lúc này liền là chắp tay ôm quyền, cười nói cảm ơn, vậy thì cảm ơn Lục sư huynh, có vàng này tuyến giết, nhất định là có thể giúp đỡ đại ân, Lục Nhi cười khổ chỉ có thể tặng cho Tiêu Viêm hai cây kim tuyến giết, tiếp nhận kim tuyến giết, Tiêu Viêm trên mặt ngược lại là cười nở hoa, Lục Nhi mặc dù đang cười, nhưng nhìn đi ra, trong lòng của hắn kỳ thực đang khóc, đại sư huynh, Tiêu Viêm vừa muốn mở miệng, Kha Vân thủ bên trong đã lấy ra một cái vòng tay, không cần nói nhiều, ta hiểu, Kha Mây đưa tay vòng tay tặng cho Tiêu Viêm, ha ha, quả nhiên là đại sư huynh, cái kia Tiêu Viêm ở đây liền vạn phần cảm tạ, Tiêu Viêm lập tức cười to, các sư huynh nhao nhao bị bóc lột một cái phiên, Tiêu Viêm ngược lại là cười vui vẻ lớn tiếng, mấy vị này sư huynh sắc mặt nhưng là không đẹp mắt như vậy chỉ hy vọng tiêu viêm nhanh rời đi liền tốt cử sư đệ ngươi liền yên tâm đi thôi cuối cùng không thể so với đấu thần liên minh nguy hiểm chúng ta đều tin tưởng ngươi thực lực tuyệt đối không có vấn đề mấy vị sư huynh suýt chút nữa khóc trong tay còn thừa không nhiều mấy cái bảo bối đều bị tiêu viêm giày vò đi tiêu viêm ở đây liền đa tạ các sư huynh quan tâm vậy ta liền đi tiêu viêm cười to các sư huynh vội vàng gật đầu hy vọng tiêu viêm một giây cũng không cần lại chỉ hoãn chư vị sư huynh nhiều hơn bảo trọng những bảo vật này đợi ta sau khi trở về chắc chắn trả lại đa tạ Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay ôm quyền, chính là không còn trêu đùa các sư huynh, lên đường đi, Đinh Duyệt. Tiêu Viêm quay đầu hướng về phía Đinh Duyệt nói, Đinh Duyệt khẽ gật đầu, trăm vạn tiên nguyên khí đan trực tiếp rót vào tiến vào phương chu ở trong, nhất thời chính là nghe thấy phương chu truyền đến tiếng oanh minh, không gian cũng là một hồi vạn vẹo, sau đó không sợ hào chính là trong nháy mắt từ cổ thần trong điện biến mất không thấy, một đám sư huynh lúc này mới thở dài một hơi, mỗi lần ra ngoài đều phải tặng lễ, trong tay muốn bao nhiêu không có điểm hàng tích chữ lời nói, sợ rằng phải bị Tiêu Viêm bức điên cái này là tiểu sư đệ quả thực là chúng ta tiểu tổ tông khoan hãy nói như tiểu sư đệ thật cùng nữ hoàng điện hạ trở thành không phải liền thành chúng ta sư tổ sao đám người nghe vậy lập tức xạ mặt lại đều là không phản bác được tiêu viêm lần này trở lại cổ thần sau điện cũng không dừng lại quá lâu chỉ là mang đi hạ tăng huy cùng đinh duyệt nhưng hai người bây giờ thực lực còn còn dừng lại ở đầu tiên tại mọi người cảm thấy mang lên bọn hắn đối với tiêu viêm sẽ không đưa đến nửa điểm trợ giúp không nói ngược lại sẽ trở thành tiêu viêm vướng víu bất quá đối với tiêu viêm tới nói đây đều là chính mình vào sinh ra từ đồng bạn càng sẽ không bởi vì chính mình trở nên mạnh mẽ phía sau liền vứt bỏ vô luận hạ tăng huy cũng tốt vẫn là đinh duyệt cũng được hai người thiên phú kỳ thực rất cao hạ tăng huy tại linh hồn chi lực thiên phú tạo nghệ thậm chí tại tiêu viêm phía trên chỉ cần có đầy đủ cơ duyên hạ tăng huy linh hồn chi lực tất nhiên sẽ trưởng thành đến tồn tại cực kỳ khủng bố mà về phần đinh duyệt nàng phương hướng tu luyện cũng không phải là tại thực lực trong cảnh giới chính là minh hà khoa kỹ tiêu viêm trên thân chính là có một cái từ đồng xương nơi đó đoạt được trường thương màu đỏ đây cũng là cổ minh hà khoa kỹ bởi vậy có thể thấy được tại ức vạn năm trước minh hà khoa kỹ phát triển tới đỉnh phong thời điểm tại toàn bộ thần hy thế giới át hẳn đều có tuyệt đối thống trị sức mạnh bất luận cái gì một con đường cũng không có sai nếu là đinh duyệt thật sự có thể hiểu ra cổ minh hà khoa kỹ chế tạo ra đủ cường đại minh hà vũ khí như vậy lấy sắt thép thân thể sánh vai thần minh cũng chưa chắc không có khả năng điểm này đinh duyệt tự nhiên quá là rõ ràng bởi vì nàng nhìn rồi quá nhiều sách cổ ghi chép đã từng chính là có một người đem cổ minh hà khoa kỹ sinh sôi tới được đỉnh phong người lấy minh hà khoa kỹ chiến bất hủ chỉ bất quá người này tên không có lưu toàn bộ chỉ biết họ nắm nhưng cái này đã cho đủ đinh duyệt tương lai đường phía trước mục tiêu nàng cũng không khát vọng trở thành phá vỡ người ý nghĩ của nàng rất đơn giản tại vô ý chiến đội bên trong có thể vì đại gia làm nhiều chút gì liệt minh huyền vũ xác cũng là trong chiến đấu sụp đổ làm tiêu viêm giao cho đinh duyệt trước mặt thời điểm đinh duyệt nhìn xem hư hại liệt minh huyền vũ xác trên mặt nhưng là một mặt nhẹ nhõm vấn đề nhỏ chữa trị không phải là cái gì việc khó, thậm chí còn có thể càng thêm hoàn thiện, có thể làm ra một cái phản có thể chứa đưa, như thế chống cự thời điểm công kích, hút có thể tiếp đó có thể hóa thành thế công, như thế rất tốt, tiêu viêm vui vẻ cười nói, hôm nay thời tiết thật là không tệ, cái này linh tuyển bên trong vẫn còn có cá. Tiêu Viêm cười ngượng hai tiếng, cước bộ dần dần tăng tốc, cấp tốc thoát đi nữ hoàng phạm vi tầm mắt, rời đi nơi đây, nhìn xem hoàng hốt chạy trốn Tiêu Viêm, nữ hoàng nụ cười dần dần cứng ngắc lại xuống, xích lại gần cạnh đầm nước, nhìn xem cái bóng trong nước, trong chớp nhoáng này, nữ hoàng càng là có chút tự ti, nghĩ thầm chính mình lúc nào vậy mà đã mất đi mị lực, liền một cái con bê con đều mị hoặc không được, trước kia lão nương chính là như thế cao ngạo, không ngờ tới chuyển thế sau đó cư nhiên bị người đối đãi như vậy, bất quá không ngại, có chút khó khăn mới tốt chơi, nữ hoàng nói, trên mặt nổi lên nụ cười, trên gương mặt càng là có một chút tà mị, Tiêu Viêm vừa mới đi ra, chính là thấy được một đám giống như hắn cuống quýt thân ảnh, cả đám người chính là Tiêu Viêm những sư huynh này nhóm, đều là từng cái sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, đều là cuống quýt bốn phía cưỡng ép tìm một số việc làm rất rõ ràng vừa mới cái này cả đám người cũng không có nhàn rỗi chỉ sợ là lại nghe lén lại nhìn lén tiêu viêm cước bộ cũng chỉ là dừng một chút ho khan hai tiếng cũng hơi có vẻ lúng túng bước nhanh rời đi đại điện bảy ngày thời gian cũng không cách nào chuẩn bị quá nhiều chỉ có thể đơn giản là một chút chuẩn bị tỷ như phương chu làm tiêu viêm đưa ra phải ly khai lúc đi ra ngoài đinh duyệt cùng hạ tăng huy trong mắt đều nổi lên tinh mang ở đây mặc dù an toàn nhưng hai người hiển nhiên đã ở đây chờ ngán cũng muốn ly khai nơi này đi bên ngoài nhìn một chút nói lên chuẩn bị chi vật thời điểm Đinh duyệt nhưng là đã sớm chuẩn bị, tại cổ thần điện trong thời gian mấy trăm năm, Đinh duyệt chính là vận dụng tại cổ thần điện bên trong học tập Minh Hà khoa kỹ, chế tạo một chiếc phương chu, mà chiếc phương chu dựa theo nữ hoàng lời nói, là đủ đứng vào thế giới này trước 10. Đinh duyệt tại Minh Hà khoa kỹ bên trên tạo nghệ cực cao, cổ Minh Hà khoa kỹ cũng có lĩnh ngộ, làm Tiêu Viêm nhắc đến thời điểm, Đinh duyệt chính là mang theo Tiêu Viêm đi tới nàng chế tạo phương chu địa điểm, làm Tiêu Viêm trông thấy xuất hiện trước mắt chiếc này cực lớn phương chu lúc, chính là hội tâm nở nụ cười, bởi vì này chiếc phương chu bộ dáng cùng trước kia bọn hắn ngồi lại không sợ hào giống nhau như đúc chiếc này phương chu phương diện tốc độ không có hạn chế chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng bổ sung nó có thể thật nhanh đinh duyệt tự tin nói mặc dù bộ dáng một dạng nhưng chiếc này phương chu sử dụng tài liệu lại hoàn toàn khác biệt nên biết được vì chế tạo chiếc này phương chu thế nhưng là đem cổ thần điện tử trên xuống dưới cũng là một trận thu hết còn kém không có phá nhà cửa long tích dùng là cao thuần độ chấn kim còn có cực quang vòng phòng hộ cho nên tại cao tốc qua lại thời điểm thân tàu có thể có tuyệt đối trèo chống lực tính ổn định bên trên cứ yên tâm đi Đinh Duyệt giới thiệu nói, vừa nói một bên dẫn Tiêu Viêm đi lên Phương Chu, đi vào Phương Chu nội bộ phía sau, càng thêm cảm thấy Đinh Duyệt dụng tâm lương khổ, hết thảy đều giống nhau như đúc, dù sao đã từng đại gia tại không sợ hào bên trên một trời chính là mấy trăm năm, mỗi người đều đối có cảm tình, mặc dù giống nhau như đúc, nhưng khuynh hướng cảm xúc bên trên mạnh không biết bao nhiêu lần, thân thuyền tất cả đều chế tạo 10 phần tinh lương, như thế Phương Chu đã không phải là đơn giản tái cụ, chính là thực sự là một cái chân chân thực thực tác phẩm nghệ thuật, chỉ là lại lần nữa leo lên chiếc này giống nhau như đúc không sợ hào lúc, lại thiếu đi đám kia vui chơi đùa dẫn người cũng thiếu thích làm chút tâm cẩn thận bồi dưỡng quả thụ các cô gái giờ khắc này cho dù tiêu viêm cũng là trong mối cảm xúc ngổn ngang tiêu thiếu người có biết các đoàn người tin tức đinh duyệt cũng là ánh mắt lộ ra hồi ức mặc dù nàng là về sau mới gia nhập vào nhưng mà tất cả mọi người là chân thành đối đãi nàng cũng rất nhanh sắp nhập vào đại gia đình này bọn hắn cũng đã vẫn lạc tiêu viêm nói đinh duyệt nghe vậy thân thể mềm mại chính là khẽ run lên hốc mắt lập tức trở nên hồng nhuận nước mắt liền muốn trượt xuống bất quá đừng lo lắng mặc dù vẫn lạc nhưng bọn hắn còn không có chân chính tử vong hết thầy còn sẽ có chuyển cơ lần này xuất hành nhất định sẽ đi tới minh giới nhất định sẽ phục sinh bọn hắn tiêu viêm nói nghiêm túc đinh duyệt nghe vậy trong lòng còn tốt chịu rất nhiều trước khi rời đi còn phải chuẩn bị một phần tinh không đồ càng kỹ càng càng tốt tiêu viêm đánh giá một tuần sau chậm rãi nói nói đinh duyệt chính là đi tới phương chu trung ương nơi đó có một cái trong suốt viên cầu làm đinh duyệt bàn tay để lên thời điểm viên cầu lập tức tia sáng nở rộ lập tức chính là xuất hiện một bộ tinh không la bàn phát huy vô cùng tinh tế xuất hiện ở tiêu viêm trước mắt hiện tại xem ra ngươi đã chuẩn bị xong tất cả cũng không cần ta lo lắng tiêu viêm lập tức lộ ra ý cười không ngờ tới đinh duyệt tự hồ sớm đã liệu đến hôm nay đã đem tất cả đều chuẩn bị xong ta còn vì mọi người chế tạo áo giáp chỉ bất quá những thứ này áo giáp còn chưa chế tạo xong trong tài liệu có chỗ khiếm khuyết thực sự tìm khắp cả cổ thần điện cũng không có đinh duyệt bất đắc dĩ nói tài liệu sao cái này nạp giới ở trong ta góp nhạt không thiếu chỉ là không biết có hữu dụng hay không ngươi cầm lấy đi nhìn một chút tiêu viêm nói chính là đưa cho đinh duyệt một cái nạp giới trong chiến đấu tiêu viêm cũng có vơ vét quen thuộc dù sao giết người nạp giới ở trong nhiều ít có một chút tài nguyên tiêu viêm không có đi xác nhận có hữu dụng hay không đều thu thập lại có thể thì có hy hữu tài liệu ở trong đó tiếp nhận nạp giới đinh duyệt một phen xem xét phía sau lập tức trong mắt nổi lên tinh quang kinh ngạc hỏi tiêu thiếu ngươi là chiếm được ở đâu những tài liệu này mặc dù phế vật rất nhiều nhưng hy hữu tài liệu cũng không ít giết người cướp của cũng không thể uổng phí mù tiêu viêm ngắn gọn trả lời đinh duyệt lại lần nữa cảm thấy chấn kinh cái này cần giết bao nhiêu nhân tài có như thế nhiều tài liệu bảy ngày thời gian còn phong phú Tiêu Viêm ở nơi này mới không sợ hào bên trên bố trí sống uổng truyền tống trận, phía trước thu được một chút tài liệu, cũng có thể tiếp tục đối với Bát Hoang Huyền Trọng Xích rèn đúc, bây giờ đột phá đến đấu thần phía sau, Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại trong tay Tiêu Viêm đã là xính tâm như ý, mà ở có nguyên thần phân thân thời điểm, cùng kim quá nhỏ một trận chiến, vận dụng Bát Hoang Huyền Trọng Xích lúc, lại như cũ cảm giác vẫn là có chút tạm được, theo lý thuyết, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đối với bây giờ tứ tinh đấu thần Tiêu Viêm bản tôn tới nói, là vừa đúng, nhưng đối với tầng thứ cao hơn, như vậy Bát Hoang Huyền Trọng Xích sẽ chả có tiến bộ không gian, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, đen tang thần thụ liền có thể vì tiêu viêm rèn đúc bát hoang huyền trọng xích, chỉ có không ngừng tăng cường, đến rồi tiêu viêm chân chính đạt đến bất hủ thời điểm, cái này bát hoang huyền trọng xích mới có thể vẫn như cũ gánh nhiệm vụ lớn này, 7 ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, lần này rời đi, trang diện có chút hùng vĩ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ cổ thần điện e rằng có 8 thành nữ tử đều tới, càng khoa trương hơn là, đều là dưng dưng cáo biệt, lúc này phương chu lên hạ tăng huy khóc cũng là nước mắt như mưa tiêu viêm cùng đinh duyệt đều là cách hạ tăng huy rất xa nói thật ta cảm thấy hắn vẫn một bộ khô lâu tốt hơn đinh duyệt trợn trắng mắt nàng cũng sớm đã chịu đủ rồi đối với đinh duyệt tới nói hiểu rất rõ hạ tăng huy cho dù hạ tăng huy lại có mị lực đinh duyệt cũng đều không có chút nào cảm giác tiêu viêm không có đi hắn đang chờ ánh mắt liếc nhìn bốn phía đây không tính là cái gì đợi ta tập hợp đủ tài liệu đem cái này thí thần áo giáp làm ra đây chính là cổ minh hà khoa kỹ ở trong xếp hạn trước người sản phẩm ta muốn bây giờ trên thế giới đã không có hoàn hảo thí thần áo giáp đinh duyệt nhưng là mỉm cười chậm rãi nói: "Cần cái nào tài liệu, có thể tìm được sao?" Tiêu Viêm hỏi, "Cần tài liệu quá mức hỗn tạp, bất quá tài liệu sự tình không thể cưỡng cầu, nhiều thu hết có thể liền có thể xoay sở đủ." Đinh Duyệt cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cười ha ha, một bên Hạ Tăng Huy liền tương đối lúng túng, ánh mắt u oán nhìn xem hai, mười phần không vui, ngươi cái ánh mắt này là muốn lưu lại cổ thần điện. Tiêu Viêm phủi một mắt Hạ Tăng Huy, không tức giận nói: "Sớm biết mang hai cái tiểu nương tử cùng nhau liền tốt, tránh khỏi xem các ngươi hai người nị nị oai oai, đều nhanh đem ta lạnh nhạt." Hạ Tăng Huy giọng nói chuyện liền tương đương không bình thường ngươi lại nói như vậy như cái nương môn một dạng ta một cước liền đem ngươi từ trên thuyền đá ra ngươi không được thử một lần người bây giờ cũng không phải đối thủ của ta mặc dù vẫn luôn không phải tiêu viêm lập tức nghiêm túc lên cũng không giống như đang nói đùa dáng vẻ khụ khụ kỳ thực ta vẫn có thể bình thường có thể cùng đám kia nương môn ở lâu cần khôi phục khôi phục hắc hắc hạ tăng huy lập tức chính là cười hắc hắc hòa dịu lúng túng thế giới này ăn giật thời gian không nhiều lắm chăm chỉ tu luyện ta muốn bế quan một chút thời gian có việc liền gọi ta tiêu viêm chân thành nói đinh duyệt tự nhiên gật gật đầu trong tay nàng sống cũng không ít lại thêm tiêu viêm cho nàng nạp giới ở trong tài liệu không thiếu nàng có thể chế tạo ra không thiếu vật tiêu thiếu lời này ý gì chẳng lẽ là có cái gì đại sự muốn phát sinh sao hạ tăng huy nghe vậy có chút không hiểu tiêu viêm khẽ gật đầu mau chóng tăng cao thực lực miễn cho đến lúc đó liền pháo hôi cũng không tính tiêu viêm không có quá nhiều giảng giải chỉ làm ngắn gọn trả lời một mặt không hiểu hạ tăng huy không cách nào minh bạch tiêu viêm lời nói bởi vì hạ tăng huy không nhìn thấy nơi thần phạt bộ dáng càng là không cách nào tưởng tượng mảnh thế giới này có thể sẽ sụp đổ. Đây là hắn không cách nào tưởng tượng, cho nên giờ khắc này hắn không thể minh bạch. Nhưng Hạ Tăng Huy theo thời gian trôi qua, lòng rộn ràng thần trải qua mấy lần tự nghĩ ra huyễn cảnh rèn luyện phía sau, cuối cùng bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp tục tu luyện linh hồn của mình chi lực, không sợ Phương Chu tại hư vô hải bên trong phi nhanh. Lần này đi tới chi địa tên là Vạn yêu đại giới, chính là ngũ đại thượng đẳng giới không chi một. Hắn khổng lồ trình độ tự nhiên là đấu đế đại lục loại này hạ đẳng ở đây, chờ giới không vô số lần, Hắn tài nguyên cùng cường giả càng là không cách nào so sánh, mà vạn yêu đại giới ở trong nổi danh nhất chính là cái này tổ yêu điện, nói lên cái này tổ yêu điện, Tiêu Viêm mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng này tổ yêu điện tại vạn giới tranh bá trong cuộc so tài bị Tiêu Nguyệt Ly trêu quá sức, đường đường tổ yêu điện, cư nhiên bị một cái cô nàng trêu đùa, đây nếu là truyền đi e rằng tổ yêu điện dự thi mấy người không còn cách nào khác, còn có thể làm sao, chỉ có thể thay cái giới không sinh sống, muốn đến vạn yêu đại giới. Nếu là bình thường phương chu tốc độ nhanh nhất trồng khoảng không, cũng cần gần trăm năm thời gian mới có thể đến, nhưng bây giờ cái này không sợ hào nắm giữ cái này cổ minh hả khoa kỹ, đường đi thời gian rút ngắn không chỉ gấp mấy lần, chỉ bất quá tiên nguyên khí đan tiêu hào đại lượng mà thôi, trước đây giết cướp, tiêu viêm vẫn là tích lũy không ít tiên nguyên khí đan, đầy đủ trèo chống không sợ hào bàng bạc tiêu hao, bởi vậy, cứ như vậy tốc độ xuống đi, chỉ cần 5 năm không tới thời gian liền có thể đến, bực này tốc độ, quả thực lệnh tiêu viêm đối với đinh duyệt lo mắt mà nhìn, đinh duyệt nói rất nhanh, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, từ Đông vận hư vô vượt qua đến tay Hải hư vô, trong lúc này lộ trình trừ phi cực lớn lỗ sâu, bằng không tầm thường phương chu căn bản không có khả năng sẽ có tốc độ kinh người như thế, hơn nữa tại dạng này tốc độ xuống, cũng căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì quá nhiều biến cố, bởi vì không có bất kỳ cái gì một chiếc phương chu có thể đuổi kịp, cùng đừng nói đi sóng vai, tốc độ cực nhanh phía dưới, không sợ hào tại hư vô hải bên trong là cô độc, tiêu viêm bế quan sau chuyện thứ nhất chính là thông qua sống uổng truyền tống trận đi tới loạn ma lăng tìm kiếm đen tang thần thụ đối với bát hoang huyền trọng xích tiến hành rèn đúc thăng cấp tiêu viêm sẽ thu hoạch được tài liệu điều giao cho đen tang thần thụ không đến hai ngày thời gian đen tang thần thụ nhánh cây mây bay múa chỉ thấy bát hoang huyền trọng xích thước trên thân nguyên bản đường vân bị săn bằng chậm rãi xuất hiện mới phù văn đường vân giảm bớt 5% trọng lượng, phóng thích đấu kỹ lúc tăng cường 5%, công kích minh văn gia chỉ để thăng 5%, trước mắt cung cấp tài liệu chỉ có thể làm đến nhiều như vậy, đen tang thần thụ rèn đúc hoàn tất phía sau, một lần nữa đem bát hoang huyền trọng xích giao cho Tiêu Viêm, tiếp nhận bát hoang huyền trọng xích phía sau Tiêu Viêm không có điều tra, không cần điều tra, bởi vì lần trước rèn đúc phía sau Tiêu Viêm trong chiến đấu vận dụng chính là có thể cảm giác được rõ ràng, hơn nữa bây giờ nếu là quan sát bát hoang huyền trọng xích thức thân liền có thể phát hiện bát hoang huyền trọng xích trở nên càng thêm tinh xảo đứng lên lại bản thể còn nổi lên ánh sáng nhạt sau đó tiêu viêm lại đem trường thương màu đỏ lấy ra đây là cổ minh hà khoa kỹ không biết đen tang thần thụ có thể hay không rèn đúc thứ nhất hai chuôi này vũ khí không hoàn chỉnh không cách nào rèn đúc đen tang thần thụ nhưng là rất nhanh hồi đáp tiêu viêm đành phải là thở dài một tiếng đem trường thương màu đỏ thu hồi lớn như vậy giới không sợ rằng phải tập hợp đủ hoàn chỉnh đó không thể nghi ngờ là màu kim đáy biển không có chút nào có thể Tiêu Viêm truyền tống tới không lâu sau, vượng tài chính là hóa thành chó con, lung lay cái đuôi hành hành tức tức cọ sát Tiêu Viêm ống quần, lấy bác Tiêu Viêm hảo cảm, chưa từng nghĩ Tiêu Viêm không để ý đến hắn, mà là trực tiếp truyền tống rời đi, lòng ý đi theo Tiêu Nguyệt Ly tu luyện, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có ở đây chờ lâu tất yếu, rèn đúc sau khi kết thúc thông qua sống uổng truyền tống trận lại lần nữa về, tới không sợ hào bên trên, mà lần này khoảng cách vạn yêu đại giới còn vẫn có một chút thời gian, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không xuất quan, mà là lại lần nữa tiến vào tử thần hư linh tháp ở trong, đi tới tầng thứ ba, công pháp tầng thước pháp đã có chút giới hạn, ngũ trọng chấn thiên thước rõ ràng theo tiêu viêm tăng lên nhiễm nhiên không đủ dùng, tiêu viêm cần mạnh hơn xích pháp đấu kỹ, bởi vậy chính là tới này công pháp tầng nhìn một chút có thể, hay không tìm được càng mạnh hơn một chút xích pháp đấu kỹ, ngũ trọng chấn thiên thước chỉ có thể coi là làm đúng giới giai đấu kỹ, cho dù là nguyên thần phân thân thi triển, bản thân nó cũng chỉ là chuẩn giới cấp đấu kỹ, cho nên tiêu viêm hy vọng tìm được giới giai trung phẩm hoặc vận khí tốt chút tình được giới trên bậc phẩm tốt hơn công pháp tầng bên trong vẫn là lưu quang bay đầy trời từng chùm lưu quang có sắp có đầy tiêu viêm liếc nhìn bốn phía hắn biết công pháp này tầng cũng không phải là tùy tiện tìm kiếm mà chỉ cần động một chút tâm niệm như cơ duyên đầy đủ hoặc là thời cơ đã đến nên xuất hiện công pháp đấu kỹ liền sẽ tự động hướng hắn bay tới tiêu viêm đánh giá bốn phía ước chừng thời gian nửa nén hương chính là trông thấy có đã đến lưu quang bỗng nhiên lập lòe hướng hắn lướt đến tiêu viêm không do dự bởi vì hắn biết có lẽ đây chính là hắn chỗ tầm đích đấu kỹ tay phải đột nhiên nâng lên hướng về lưu quang vồ một cái đi tiếp theo một cái chớp mắt tiêu viêm bắt được lưu quang lưu quang sau khi dừng lại chính là một cái ngọc giản tỏa ra tia sáng phía trên vô số ký tự như vật sống đồng dạng theo tiêu viêm cánh tay lan tràn tiến nhập thân thể của hắn ở trong Nhất thời, Tiêu Viêm trong đầu tràn đầy số lớn tin tức, tại một phen đắm chìm sau đó, Tiêu Viêm ánh mắt dần dần trở nên sáng lên, giới trên bậc phẩm đấu kỹ phệ viêm bôn lôi thước, chính xác nói tới đây đấu kỹ chỉ có thể coi là làm giới dưới thềm phẩm đấu kỹ, nhưng này đấu kỹ có thể đem hỏa diễm cùng lôi đình đồng thời tập trung, tiếp đó lấy thức pháp phương thức thi triển, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, này thức pháp bản thân độ khó cũng không cao, trái lại, đối với sức mạnh bản thân yêu cầu còn muốn cao hơn một chút, đối với lực lượng cơ thể, bao quát đối với vũ khí bản thân đều có cực cao yêu cầu, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy kỳ lạ, bây giờ hắn vừa vận nắm giữ trắng diễm cùng bất diệt chi hỏa, hai đại hỏa diễm chi tâm làm hỏa diễm thu phát, cộng thêm 2000 phương lôi hải, mà phệ viêm bôn lôi thức thật giống như vì hắn chế tạo riêng đồng dạng, mà thước pháp cũng là đơn giản thô bạo, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là cần khá lâu thời gian chuẩn bị, phệ viêm bôn lôi thước chủ yếu sức mạnh nơi phát ra chính là tiêu viêm rót vào hỏa diễm cùng lôi đình chi lực mạnh yếu, rót vào càng nhiều uy lực của nó chính là càng mạnh hiểu rõ này đấu kỹ phía sau tiêu viêm hồi ức diễm phân phệ lãng xích chính là cảm thấy cái này vạn pháp không rời trong đó tựa như hết thảy đều là diễn biến sở dĩ càng mạnh hơn chính là có càng hoàn thiện cơ cấu thôi cũng đích sắc muốn bản thân thực lực đã đạt đến thi triển như thế đấu kỹ cấp độ lúc mới có thể như cá gặp nước nếu để cho một cái đấu đế thi triển e rằng thiêu đốt sinh mệnh cũng không cách nào rót vào có thể thi triển này đấu kỹ cần có sức mạnh đây cũng là cấp độ chỉ có đủ thực lực mới có thể bù đắp nhận được này đấu kỹ phía sau tiêu viêm chính là đi tới tầng thứ năm thực chiến môn từ trắng cửa mở vừa mới thẳng khiêu chiến tiếp đó lục môn lam môn mãi cho đến tím môn tím môn ở trong tiêu viêm đã mô phỏng thi triển qua vô số lần phệ viêm bôn lôi thước tại thực chiến môn ở trong tiêu viêm cũng là bằng nhanh nhất tốc độ thu được chân chính thực chiến có được phản hồi tốc độ có chút chậm nếu là cái này bát hoang huyền trọng xích có thể mau hơn tụ lực vậy liền tốt hơn không biết tiếp xuống tài liệu rèn đúc có thể hay không có chỗ để thăng tiêu viêm vẫn như cũ có chút không thỏa mãn mặc dù cái này phệ viêm bôn lôi thước uy lực mạnh mẽ nhưng thời gian chuẩn bị quá dài như vậy tại chính thức trong chiến đấu sử dụng tỷ lệ thì sẽ không rất cao tiêu viêm mang theo bát hoang huyền trọng xích trên thân trắng diễm cùng bất diệt chi hỏa lấy hai loại màu sắc bất đồng hòa diễm theo tiêu viêm cánh tay xoay quanh xuống không ngừng rót vào tiến vào bát hoang huyền trọng xích ở trong cùng lúc đó tại tiêu viêm trên đỉnh đầu trên bầu trời càng cũng là xuất hiện mảng lớn lôi vân một tiếng vang thật lớn kinh lôi rơi xuống chính là ở giữa rơi vào bát hoang huyền trọng xích bên trên cùng lúc đó tiêu viêm trong mắt cũng là xuất hiện ngoan sắc một thước hoành không bổ ra giờ khắc này bát hoang huyền trọng xích hóa thành nóng bỏng nham tương chi sắc nhức mắt ánh lửa đem toàn bộ thế giới chiếu sáng trong biển lửa càng là không ngừng nổ tung kéo dài tạo thành lực trùng kích quét sạch tứ phương toàn bộ biển lửa cua ra một cái chớp mắt phẳng phất thật giống như bị phỏng toàn bộ phía chân trời nó không tản đi hết mà là kéo dài bao phủ mãi đến ở xa đó là tiêu viêm thân ảnh thực chiến môn bên trong phục chế cũng là kinh thiên một thước cả hai trong nháy mắt chống lại vung ra một thước sau tiêu viêm lại lần nữa tụ lực cái này đệ nhị thước so đệ nhất thước thời gian càng dài thứ tám hoang huyền trọng xích bên trên tán phát ba động cũng là so trước đó càng thêm mãnh liệt, phệ viêm bôn lôi thước. Tiêu Viêm lại lần nữa gầm lên giận dữ, cái này một thước lại lần nữa nhắc lên thiên dựng lên, mới vừa biển lửa cũng chưa từng tán đi, cái này thứ hai phong thiên biển lửa lại lần nữa bao phủ, đệ nhị thước uy lực rõ ràng so đệ nhất thước muốn mạnh hơn quá nhiều, nhưng cùng lúc, chuẩn bị tụ lực thời gian cũng là nhiều hơn một nửa không chỉ, nhưng cái này đệ nhất thước uy lực nhiều lắm là, chỉ có thể coi là làm giới dưới thêm phẩm, nhưng này đệ nhị thước uy lực chính là đạt đến giới giai trung phẩm, dù vậy, Tiêu Viêm còn chưa kết thúc, cầm trong tay bát Hoang Huyền Trọng Xích, đây là đang thực chiến môn, hắn hữu dụng không hết sức mạnh, bởi vậy cái này đệ tam thước chính là đem hết toàn lực một thước, Tiêu Viêm rót vào tất cả hỏa diễm chi lực cùng với lôi hải, lại lần nữa một tiếng tiếng nổ tung âm bao phủ, toàn bộ bầu trời xuất hiện thứ ba biển lửa vết sẹo, không ngừng bắn đầu biển lửa uy lực của nó có thể thấy được lốm đốm, này đấu kỹ uy lực Tiêu Viêm ngược lại là hết sức hài lòng đệ nhất thước biển lửa vết sẹo mấy trăm trượng, đệ nhị thước chính là mấy ngàn trượng, nhưng cái này đệ tam thước vẫn như cũ là mấy ngàn trượng, theo lý thuyết, lấy tiêu viêm thực lực hôm nay, còn không cách nào đem cái này phệ viêm, bôn lôi thước hoàn toàn uy lực thi triển đi ra, có thể giới giai trung phẩm chính là tiêu viêm bây giờ có thể thi triển ra tối cường, chỉ thế thôi, đã đầy đủ, tiêu viêm thành công khiêu chiến tứ sắc thực chiến môn, bởi vậy nguyên khí bên trong, chính là lại tăng thêm một vạn tinh thần, từ 350 ngàn tinh thần hải tăng thêm đến rồi 36 vạn đối với cái này tiêu viêm đã là vừa lòng thỏa ý tại tiêu viêm tu luyện chơi sau đó không lâu chính là nghe được đinh duyệt tiếng kêu nhìn như ngắn ngủi tu luyện chỉ là hiểu ra học tập một cái đấu kỹ giờ khắc này kỳ thực đã qua thời gian 5 năm phương chu chậm rãi dừng lại bốn phía nguyên bản hư ảo chi cảnh chậm rãi trở nên ngưng thực tiêu viêm cũng là từ tử thần hư linh tháp bên trong đi ra đi tới phương chu bong thuyền vạn yêu đại giới ở trong cấm phương chu lái vào chúng ta nhất thiết phải thoát ly phương chu đinh duyệt nói nàng trong khoảng thời gian này làm một chút vạn yêu đại giới bài tập tiêu viêm lúc này gật gật đầu ở tại bọn hắn xuất hiện trước mặt là một cái to lớn quang cầu, đây không phải hành tinh, hành tinh là tồn tại ở mặt ngoài, mà giới không nhưng là đơn độc mở trong hư không không gian, thực tế cùng nơi thần phạt tinh cầu không khác nhau chút nào. Đương nhiên, cái này thần hy thế giới ở trong cũng tồn tại hành tinh, nhưng cùng hành tinh so sánh, giới không to lớn hơn, hơn nữa bảo hộ tính chất càng mạnh hơn một chút, bởi vì bản thân nó liền tồn tại một cái kết giới, muốn đi vào nhất định phải thông qua kết giới, đinh duyệt đem không sợ hào trực tiếp áp xúc, cất vào một cái trong suốt cái bình ở trong, tiếp đó thu nạp tiến vào nạp giới ở trong sau đó hướng về vạn yêu đại giới tiến hướng về tới gần phía sau chính là phát hiện lục tục ngo ngoe có phương pháp thuyền xuất hiện tiêu viêm lông mày hơi nhíu một cái trong lòng tự nhủ chẳng lẽ những người này cũng là vì hỏa diễm chi tâm mà đến tới gần phía sau chính là có giới không thủ vệ tiêu viêm ba người hơi hơi ôm quyền không cần thiết phát sinh tranh chấp vạn yêu đại giới mặc dù là trung đẳng giới không nhưng phát triển cùng nắm giữ tài nguyên thậm chí có thể so với thượng đẳng giới không tiêu viêm tứ tinh đấu thần nghiễm nhiên không thể nào là tối cường như thế trung đẳng giới không ắt hẳn có người mạnh hơn tọa trấn trong đó các ngươi cũng là đến tham gia tổ yêu đấu giá hội, tiến vào vạn yêu đại giới mỗi người cần giao nạp 500 thần nguyên khí đan, thủ vệ tự mình nói, tựa hồ tới đây người đều là vì trong miệng hắn tổ yêu đấu giá hội mà đến, Tiêu Viêm không có trả lời, chỉ là trực tiếp lấy ra 1500 mai thần nguyên khí đan giao cho tên thủ vệ này, thủ vệ gặp một lần Tiêu Viêm ra tay xa xỉ, trên mặt chính là lộ ra ý cười, chắp tay làm tập, thỉnh, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chính là chuẩn bị bước vào cái này vạn yêu đại giới, bất quá lúc này một bên xuất hiện một đoàn người, mà khác một cái thủ vệ sau khi mở miệng, lại lệnh Tiêu Viêm nhướng mày, trăm mai thần nguyên khí đan một người, dám dọa dẫm ta, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt trầm xuống, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay chính là nhô ra, gắt gao đem tên thủ vệ này bóp lấy, nhất thời bốn phía gần hơn 10 người thủ vệ chính là nhao nhao xông tới, đều là nhìn hầm hầm Tiêu Viêm, lớn mật, dám ở vạn yêu đại giới gây chuyện, lúc này liền có một cái thủ vệ phẫn nộ quát, Tiêu Viêm khí thế trên người lập tức bạo phát đi ra, tứ tinh đấu thần uy áp vẫn là tràn đầy lực uy hiếp dù sao những thủ vệ này không có khả năng nắm giữ đấu thần thực lực một đám đều không qua là chút tam tinh đến bốn sao đấu tiên thôi nơi nào đỡ được tiêu viêm uy áp đối với bọn hắn tới nói tiêu viêm chính là như là thần tiên bất quá cho dù tiêu viêm thi triển ra uy áp hậu phương nhưng là lại tới một người thủ vệ thần sắc chính là ngạo nghễ một chút cái chán mọc ra hai cái sừng thú trên thân tản mát ra khí chẳng chính là không giống nhau khi hắn xuất hiện thời điểm hai bên hộ vệ chính là nhao nhao tránh ra ánh mắt cũng là trở nên kính trọng rất nhiều Vị huynh đài này, chuyện gì muốn đả thương ta vạn yêu đại giới hộ vệ?" Người này chậm rãi mở miệng, không đợi Tiêu Viêm nói chuyện, Đinh Duyệt nhưng là trước tiên mở miệng, "Hắn thu chúng ta 500 thần nguyên khí đan." Đinh Duyệt cả giận nói, "500 thần nguyên khí đan?" Người kia có chút dừng lại, sau đó nhíu mày, lại nói, "Có vấn đề gì không?" Đinh Duyệt lập tức càng thêm phẫn nộ, liền chỉ chỉ một cái khác thủ vệ nói, "Nhưng bọn hắn lại chỉ thu 100, vì cái gì chúng ta liền muốn 500? Các ngươi cũng là vì tổ yêu đấu giá hội mà đến, nếu ngay cả mấy trăm thần nguyên khí đan đều không bỏ ra nổi mà nói?" chẳng lẽ không phải tới đấu giá mà là nghĩ đến giết người cướp của người này nói ánh mắt chính là nhìn chòng chọc vào tiêu viêm ba người tiêu viêm nghe vậy chính là khịt mũi nở nụ cười thả ra nhìn bóp lấy cổ thủ vệ ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện khá lắm trực tiếp đi tới liền ngã đánh một bừa cào xem ra hôm nay nhiều ít muốn dính điểm huyết tanh tiêu viêm vừa mới nói xong trên người uy áp chính là ẩm vang rơi xuống bốn phía hơn 10 người thủ vệ đều là ở nơi này một cái chớp mắt phun ra một ngụ máu tươi cùng lúc đó càng là quỳ gối quỳ xuống đương nhiên trong đó cũng bao quát đối với tiêu viêm nói năng lỗ mãng người sắc mặt hoàn toàn trắng bệch bây giờ nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt hóa thành hoảng sợ đấu thần người này tựa hồ mới phát giác tới tiêu viêm cũng không phải bình thường mặc cho bọn hắn làm thịt đám kia đầu tiên tiêu viêm bây giờ chỉ dựa vào uy áp đều đầy đủ để bọn hắn thịt nát xương tan tiêu viêm ánh mắt rét lạnh có thể thấy được tiêu viêm dám ra tay liền căn bản không sợ cái này vạn yêu đại giới trên người tán phát ra sát khí càng là là đủ chứng minh, Tiêu Viêm cũng không phải một cái nhân từ nương tay chủ, uy áp càng ngày càng mạnh, một đám thủ vệ không ngừng phun ra tiên huyết, trên người xương cốt cũng là khanh khách vang dội, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy, bên trên, thượng thần tha mạng, phía trước nói năng lỗ mãng người thay đổi hoàn toàn một cái ngữ điệu, bây giờ giống như là một đầu sắp chết cẩu, Tiêu Viêm vẫn lạnh lùng như cũ, tựa hồ không có tính toán buông tha bọn hắn, nhưng Tiêu Viêm cũng không lập tức đem bọn hắn gạt bỏ, mà dường như đang chờ đợi cái gì, còn xin vị này thượng thần thủ hạ lưu tình mà đúng lúc này bỗng nhiên một thanh âm truyền đến rất ra chính là nhìn thấy một thân ảnh cấp tốc mà đến, vội vàng cấp Tiêu Viêm làm tập chịu tội, là tại hạ cai quản không chu toàn, đây là tổ yêu đấu giá hội thầy khách quý, mong rằng thượng thần bất giận. Thân ảnh chạy đến, là một gã trung niên nhân, vội vàng cười làm lành, nhưng ngũ quan lại nhiều ít có một loại gian hoạt cảm giác, bởi vì cái gọi là dạng gì tướng lĩnh chính là cái gì dạng binh, hắn rõ ràng lo lắng Tiêu Viêm đem chuyện làm lớn chuyện, dù sao một cái đấu thần nhiều ít vẫn là có chút trọng lượng, đương nhiên, càng thêm lo lắng chính là chỉ sợ phía sau Tiêu Viêm có cái gì cường đại bối cảnh, nếu là trách tội xuống, hắn nhưng làm đảm đương không nổi những thủ vệ này như thế cách làm nghĩ đến cũng chỉ dám lấn yếu sợ mạnh có thể bình thường xuất hiện đấu thần cũng là chưa từng chút nào quá nhiều để ý cái này thần nguyên khí đan hôm nay không khéo đã phải tiêu viêm khối này tấm sắt tiêu viêm lạnh lùng nhìn xem chạy tới nam tử trung niên nhìn xem hắn bồi tiếu khuôn mặt tiêu viêm lúc này mới chậm rãi thu hồi uy áp một đám quỳ xuống đấu tiên đây mới là như chút được gánh nặng đa tạ tiêu viêm cũng không có khách khí nhận lấy nam tử trung niên trong tay thẻ khách quý dám vì vị này thượng thần là đến từ cái nào thượng đẳng giới không ta gọi chu tiểu địch thượng thần bảo ta tiểu chu liền tốt tiêu viêm tiếp nhận thẻ khách quý cũng không trả lời Chu Tiểu Địch, mà là trực tiếp quay người, mang theo Hạ Tăng Huy cùng Đinh Duyệt tiến nhập Vạn Yêu Đại Giới ở trong, Chu Tiểu Địch đành phải cười khổ, không dám tiếp tục truy vấn Tiêu Viêm, đành phải là đưa mắt nhìn Tiêu Viêm ba người chậm rãi rời đi, Chu Tiểu Địch cơ hồ trong thời gian ngắn ngủi này, theo Tiêu Viêm thân hình không ngừng đi xa, Chu Tiểu Địch nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bất quá trong này hắn tự hồ sợ Tiêu Viêm sẽ bỗng nhiên xoay đầu lại, một mực cười khổ, mãi đến Tiêu Viêm thân hình hoàn toàn sau khi biến mất, Chu Tiểu Địch biểu lộ mới hoàn toàn cứng ngắc lại xuống, dần dần trở nên âm u lạnh lẽo. Trên người người này tản mắt ra bá khí át hẳn là, đến từ một cái thượng đẳng đại giới, từ bộ dáng cùng trang phục tới nói, hẳn là đến từ tinh thần điện, cũng không cần trêu cho bọn hắn cho thỏa đáng. Chu tiểu địch chậm rãi nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái này một đám đầu tiên cũng không tức giận, tiếp tục thủ vệ, ít nhất không được thấp hơn 200 thần nguyên khí đan, Chu tiểu địch nói, đám người lập tức chắp tay ôm quyền, không dám thất lễ mảy may, đám người cùng kêu lên, ba người thân hình không ngừng trầm xuống, dưới bầu trời, mới thật sự là vạn yêu đại giới, ngũ thải loang lổ bầu trời, ban ngày có ba cái thái dương, ban đêm cũng có ba cái mặt trăng, cũng có khuyết nguyệt cũng có trăng tròn, mà khi trăng tròn thời điểm, chính là cái này vạn yêu đại giới tất cả yêu tộc huyết mạch tối cường thời điểm, cho dù từ trên cao quan sát toàn bộ vạn yêu đại giới, cũng là mênh mông một mảnh, xa xa mong không thấy biên giới, cái này không biết sao đấu đế đại lục muốn khổng lồ gấp bao nhiêu lần, càng thêm nguy nga là, trên không có thể nhìn thấy bay nhanh thân ảnh, bất quá qua trong giây lát, chính là hóa thành khổng lồ thân thể, giống như long giống như hổ, giống như thú giống như yêu, một mảnh bàng bạc sinh cơ, tiêu thiếu, chúng ta nên đi đi đâu? Ba người huyền lập giữa không trung đã dây lát, bây giờ Hạ Tăng Huy chậm rãi vấn, trong mắt tản ra khác thường tinh mang, Tiêu Viêm nhìn về phía phương xa, từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy tại nơi vô biên trên mặt đất, có từng tòa nguy nga thành thị, cũng như hắc thiết cự thú đồng dạng đứng lặng, trong tay Tiêu Viêm xuất hiện cái kia chu tiểu địch cho hắn thẻ khách quý, chính là chậm rãi mở miệng, đấu giá hội, nói đến cũng là tốt lâu chưa từng tham gia, cái này vạn yêu đại giới khổng lồ, có thể có thể ở buổi đấu giá này bên trong tìm được một chút tin tức, tiêu thiếu ta cảm thấy lấy trước tiên hướng về thành thị gần nhất, đi trước tìm hiểu một chút cái này. tổ yêu đấu giá hội cụ thể là gì tình huống lại nói hạ tăng huy nhưng là tại lúc này nói, tiêu viêm nghe vậy nhíu mày nhìn về phía hắn, dừng một chút phía sau, khẽ gật đầu, có lý. xuất phát, hạ tăng huy một ngựa đi đầu, tiêu viêm cùng đinh duyệt cũng là xứng sở, đứng xa xa nhìn hạ tăng huy thân hình, hai người chính là liếc nhau, đều là ngầm hiểu, trong nháy mắt chính là minh bạch hạ tăng huy đưa ra ý tưởng nguyên nhân thực sự. Rõ ràng là chạy cô nàng đi, một lát sau, thân ảnh của ba người xuất hiện ở một tòa thành trì bên ngoài, những thứ này thành trì đều có cấm bay cấm chế, cho nên nhất thiết phải từ đại môn mới có thể tiến vào, cửa thành to lớn, còn có một đầu không biết kéo dài đến nơi nào thông thiên đại, người đến người đi nối liền không dứt, mà vạn yêu đại giới cũng là tên như ý nghĩa, đây là yêu tộc thiên hạ, bởi vậy, dáng dấp người kỳ kỳ quái quái nhiều đi, Tiêu Viêm Hòa Đinh duyệt còn tại ngừng chân quan sát, nhìn lại thời điểm, Hạ Tăng Huy đã không có thân ảnh, Tiêu Viêm Hòa Đinh duyệt đều biểu thị bất đắc dĩ, cũng là không cần đi quản Hạ Tăng Huy, ở nơi này thành trì phạm vi bên trong tiêu viêm tùy thời đều có thể cảm ứng được hạ tăng huy khí tức cửa thành phía trên viết gió ngữ cổ thành tên như ý nghĩa cả tòa thành trì kiến trúc nhiều lấy cổ phong kiến trúc làm chủ càng là cho người ta một loại thanh nhàn cảm giác phảng phất đây là một tòa chỉ có thương mại sinh hoạt thành thị tiêu viêm đi theo dòng người tiến vào gió ngữ cổ thành ở trong ở đây tiêu viêm hòa đinh duyệt bộ dáng ngược lại lộ ra rất kỳ quái bởi vì nơi này cơ hồ 90% cũng là yêu tộc cho dù là hình người nhưng bọn hắn tuyệt đại bộ phận bảo hiểm tất cả lưu lại chính mình chủng tộc đặc thù đặc thù mới vừa vào gió ngữ cổ thành, chính là thấy được bốn phía cắm đầy lá cờ, mà chút lá cờ trên viết một ít chữ phù, Tiêu Viêm cũng không nhận ra, bất quá cờ này từ phía trên nhưng lại có cực kỳ dễ thấy tiêu chí, xem xét cái này tiêu chí Tiêu Viêm chính là nhận ra, những quân cờ này lên tiêu chí chính là Chu tiểu địch tặng cho hắn thẻ khách quý, hai người vừa đi, một bên đã nhìn thấy ở tại bọn hắn phía trước, tụ tập không ít người nhóm, vừa ý lên tựa hồ mười phần náo nhiệt, tới xem xem. Tiêu Viêm ra hiệu, chính là Hòa Đinh Duyệt hai người đi thẳng đi lên, nguyên lai like cái này tụ tập đám người cũng không phải là nhàn hạ xem náo nhiệt, mà là từ nơi này lan tràn đi qua cả con đường, ngồi xếp bằng vô số thân ảnh, mà chút thân ảnh trước người đều là hiện đầy đủ loại đồ vật, rực rỡ muôn màu, ta còn tưởng rằng, tình thế như vậy, giao dịch phương thức sẽ chỉ xuất hiện ở tại chúng ta hạ đảng ở đây chờ giới không, không nghĩ tới, cái này vạn yêu đại giới cũng là như thế, thú vị. Tiêu Viêm cười một cái nói, nhìn xem một màn này, cảm giác quen thuộc thản nhiên dựng lên, loại cảm giác quen thuộc này, sợ rằng phải ngược dòng tìm hiểu đến đấu khí đại lục thời điểm, cái kia nho nhỏ đấu giả, tiêu ra dưới quyền phường thị, còn có tự mình bày quầy bán hàng giả cũng là không thiếu, cũng không biết Hạ Tăng Huy chạy tới cái nào, vừa vặn chúng ta cũng có thể đi dạo một vòng. Tiêu Viêm cười một cái nói, mặc dù hắn bây giờ liếc nhìn lại, những vật này căn bản không vào được Tiêu Viêm pháp nhãn, sở dĩ Tiêu Viêm muốn đi dạo một chút, chỉ là muốn nhờ vào đó hồi ức, đi hồi ức thời niên thiếu, Tiêu Viêm chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước, xuyên thẳng qua tại đám người chen lấn ở trong, mặc dù chen chúc, nhưng Tiêu Viêm trên mặt vẫn như cũ mang theo cười yếu ớt, người, một khi lên chút niên kỷ, liền thích đi hồi ức, thật là có chút buồn giàu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Đinh Duyệt nghe vậy cũng là mỉm cười, Tiêu thiếu đây là nhớ nhà, Đinh Duyệt nói, Tiêu Viêm cước bộ có chút dừng lại, sau đó liếc mắt nhìn Đinh Duyệt, cũng là mở miệng hỏi, nói đến, người đã đi ra mấy trăm năm, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ thân của ngươi cùng đại ca sao? Lão đầu mặc dù có chút đáng giận, bất quá bây giờ nhắc lên, lại có chút nhớ không nổi lão đầu bộ dáng, Ha ha, Đinh Duyệt vừa cười vừa nói, trong miệng lời tùy ý, nhưng hốc mắt đột nhiên hồng nhuận là đủ chứng minh nàng cũng nhớ nhà, nhất định có cơ hội trở về. Tiêu Viêm nhẹ nói, Đinh Duyệt nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, Tiêu Viêm có lẽ cũng không có nói cho nàng sẽ phát sinh cái gì, nhưng Đinh Duyệt biết được, Tiêu Viêm, trên thân lưng mang đồ vật xa xa không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, một cái cổ thần điện chính là là đủ chứng minh quá nhiều đồ vật, hơn nữa Tiêu Viêm tốc độ phát triển quả thực là làm cho người không thể tin được, mấy ngàn năm thời gian, bắt đầu từ đấu tiên đột phá đến đấu thần một hàng mặc dù đang tuyên cổ lịch sử ở trong không thiếu có một chút thiên kiêu đã từng làm đến nhưng dù sao cái này vẫn như cũ là số ít hơn nữa mặc dù có những ngày kia kiêu hoặc là đến từ tài nguyên phong phú thượng đẳng giới không hoặc là hính là đạp huyết đoạt lại rất rõ ràng tại đinh duyệt trong mắt tiêu viêm thuộc về cái sau nàng cũng không biết tiêu viêm là tôn thượng chuyển thế nàng chỉ biết hiểu tiêu viêm rất mạnh cường đại đến bọn hắn đã hoàn toàn đuổi không kịp tiêu viêm bước chân xem một chút đi nơi này có không thiếu tài liệu nếu là muốn nói một câu liền có thể tiêu viêm nói đinh duyệt lúc này mới phản ứng lại cẩn thận chú đáo hoàn toàn chính xác phát hiện những thứ này hàng vỉa hè mặc dù đơn sơ thật là có một chút đồ tốt tiêu viêm trong tay thần nguyên khí đan mặc dù không tính toán nhiều nhưng long linh tệ nhưng là không thiếu cái này long linh tệ là đấu thần liên minh đặc hữu tiền tệ tại đấu thần trong liên minh cũng có thể hối đoái bảo vật bởi vậy long linh tệ cùng thần nguyên khí đan địa vị lực lượng ngang nhau cái này đi dạo một vòng Đinh Duyệt chính là triệt để lâm vào điên cuồng mua sắm ở trong, rất nhiều cực kỳ hiếm hoi tài liệu vậy mà tại này bị hắn tìm được, mãi đến đi dạo xong toàn bộ phiên chợ, mà trong tay Tiêu Viêm 170 vạn long linh tệ cơ hồ toàn bộ bị Đinh Duyệt, tiêu xài hầu như không còn, bất quá Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, những vật này cũng là vật ngoài thân, nhìn xem Đinh Duyệt biểu tình hài lòng, Tiêu Viêm chính là lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, nhưng sau đó Tiêu Viêm chính là phát giác, tựa hồ có người đang theo dõi bọn hắn, dùng ánh mắt còn lại có thể trông thấy, tựa hồ xuất hiện một chút ánh mắt cừu địch, Tiêu Viêm nhíu mày, Đinh Duyệt cũng là cảm giác được, Tiêu thiếu đây là gặp phải cừu nhân sao đinh duyệt dò hỏi tiêu viêm nhưng là lắc đầu hẳn không phải là ta muốn có lẽ là long linh tệ khai ra mầm tai vạ xem ra đấu thần liên minh đắc tội người so với ta trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều tiêu viêm lẩm bẩm nói đi thôi ly khai nơi này nơi đây không nên ở lâu tiêu viêm nói đinh duyệt gật gật đầu lập tức đuổi kịp tiêu viêm bước chân cùng lúc đó tiêu viêm linh hồn chi lực tản ra lập tức tìm kiếm hạ tăng huy khí tức sau đó chính là hòa đinh duyệt đi tới một chỗ tên là đầy hoa lâu chỗ tiêu viêm vỗ chán một cái đơn giản im lặng đến cực điểm ở nơi này chỗ chờ ta, Đinh Duyệt nhìn xem lâu này, hai gò má hơi hơi phiếm hồng, Tiêu Viêm sau khi mở miệng nàng cũng là gật gật đầu, Tiêu Viêm thân hình thiểm lược mà vào, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nghe được kêu rên một tiếng, Hạ Tăng Huy chính là một cước bị Tiêu Viêm đạp ra, "Tiêu thiếu, ngươi làm gì làm chi?" Hạ Tăng Huy vẻ mặt đưa đám, "Bây giờ nhưng đánh bất quá Tiêu Viêm, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, ở nơi này chỗ làm gì làm chi?" Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy, mới đến, ta nhất định là tới đây là Tiêu thiếu tìm hiểu tin tức, Hạ Tăng Huy một mặt ủy khuất, lời nói này đi ra ai mà tin, bây giờ nhìn xem Hạ Tăng Huy khuôn mặt vết son môi tử, Đinh Duyệt trực tiếp lui về phía sau thật xa, chỉ sợ nhận hắn, tin tức dò thăm trên giường đi. Tiêu Viêm chớp mắt, chất vấn, lòng người khó dò, Tiêu thiếu người cũng hiểu biết, muốn đánh tìm được chân thật tin tức, ta nguyện ý làm ra dạng này hy sinh, vì chiến đội, ta không tiếc bất cứ giá nào. Hạ Tăng Huy càng nói càng là lòng đầy căm phẫn, quả nhiên là nghiêm trang nói gâu nói vượn, tốt, bớt nói nhiều lời, đi. Tiêu Viêm nói, Hạ Tăng Huy đành phải đúng một tiếng, vội vàng đứng lên đuổi kịp tiêu viêm cùng đinh duyệt bước chân bọn hắn chân trước mới ra thành đằng sau chính là xuất hiện một đám thân ảnh ánh mắt đều là hướng về tiêu viêm bọn hắn đi xa phương hướng nhìn ra xa đấu thần người trong liên minh trong đó có một người mở miệng người này tóc đỏ mắt đỏ trên gương mặt càng là có mịn lông nhìn cũng không muốn là cái gì một cái kẻ tốt lành gì ta vừa rồi quan sát qua hắn ra tay xa xỉ đều là dùng long linh tệ mua sắm người này nhất định là đấu thần liên minh người nhiều hơn nữa thêm quan sát xác định sau đó mới tùy tiện ra tay người này cần phải sẽ đi tổ yêu đấu giá hội, đều là động thủ lần nữa cũng không muộn, lập tức thông chi phong linh yêu tổ, chỉ cần là đấu thần liên minh hạng người, cũng không thể để bọn hắn ly khai nơi này, mấy người một phen thương thảo sau đó, chính là lưu mấy người tiếp tục theo dõi tiêu viêm, một người trong đó chính là cấp tốc rời đi, tựa hồ đi tìm người, tiêu viêm tam nhân rất nhanh liền rời đi gió này ngữ cổ thành, thân hình ba người không nhanh không chậm sẹt qua không trung, một lát sau hạ tăng huy chính là nhướng mày, tiêu thiếu, chúng ta bị người theo dõi. Hạ Tăng Huy phát hiện khác thường, Tiêu Viêm tự nhiên đã sớm phát hiện, để bọn hắn đi theo, mấy cái đầu tiên thôi, không đáng để lo. Tiêu viêm nói, nếu bọn họ chủ động ra tay, tiêu viêm tự nhiên sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn gạt bỏ, không qua tới này mục đích là vì tìm kiếm hòa diễm chi tâm. Tùy ý gạt bỏ sinh mệnh cũng không phải tiêu viêm phong cách hành sự, lại không biết sau lưng cả đám người là địch hay bạn, bất quá tiêu viêm biết được, hơn phân nửa là vì tài mà đến hoặc là chính là bởi vì hắn dùng long linh tệ khai ra giây lát phía sau tiêu viêm tam nhân thân hình chui vào phía dưới khu rừng rậm rạp ở trong cùng lúc đó sau lưng đi theo cả đám người đều là ngây ngẩn cả người khí thức biến mất một đám thân ảnh vội vàng đuổi kịp nhưng bọn hắn đi tới tiêu viêm tam nhân nơi biến mất lúc nơi đó còn có tiêu viêm tam nhân nửa điểm dấu vết theo mất rồi không nóng nảy bọn hắn át hẳn cũng là chạy tới tổ yêu đấu giá hội bộ dáng ta đều nhớ kỹ bọn hắn chạy không được đám người một phen tìm kiếm phía sau đành phải coi như không có gì theo mất rồi cũng chỉ có thể hướng về tổ yêu đấu giá hội đi sau một hồi, tiêu viêm tam nhân mới từ vùng rừng rậm này ở trong lướt đi, sau lưng theo dõi một đám đã sớm theo mất rồi, lấy tiêu viêm cùng hạ tăng huy cường đại linh hồn chi lực, muốn ẩn nấp thực sự quá đơn giản. Cùng lúc đó, ngay tại khoảng cách tiêu viêm bọn hắn chỗ không xa, đang phát sinh lấy một hồi tranh đấu, chỉ thấy một đám toàn thân đen như mực, hơn 10 thân ảnh đem mấy người vây quanh, bị vây lại mấy người bộ dáng chật vật, xem ra thương vong thảm trọng. Hừ hừ, tú linh chịu chết đi, tất nhiên không chịu từ ta, tính mệnh liền lưu lại nơi đây, chỉ thấy người cầm đầu, sau lưng cánh màu đen, nam tử bộ dáng nhìn có chút âm tà, mà bị vây ở mấy người nhìn kỹ vậy mà đều là nữ tử bộ dáng thanh tú nhưng bây giờ đều là mặt lộ vẻ hung sắc các ngươi cô linh điểu nhất tộc chú định chỉ có thể sống ở người khác cánh tay phía dưới ngươi nếu bây giờ từ ta chuyện này liền có thể đến đây thì thôi nếu như không tuân vậy cũng chỉ có thể lưu lại tính mạng rất xa tiêu viêm tam nhân hơi hơi dừng lại nghe lần đối thoại này tiêu viêm cười khổ hai tiếng hảo tục sáo đối thoại nơi đây vẫn còn có trắng trợn cướp đoạt sự tình quản quản đinh duyệt nhìn xem mấy cái nữ tử có chút đáng thương ta muốn đã có người đi tiêu viêm cười cười đinh duyệt vừa quay đầu lúc này mới phát hiện Hạ Tăng Huy chẳng biết lúc nào vậy mà biến mất, chư vị đừng sợ, các ngươi dâm đồ liền giao cho ta. Rất ra chỉ thấy Hạ Tăng Huy thân hình từ trên trời giáng xuống, lại giống như thiên thần hạ phàm, bộ dáng uy phong cực kỳ. Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt lập tức lật một cái liếc mắt, quả thật không biết hắn nói dâm đồ nói là người khác vẫn là chính hắn. Người nào, ta bơi ưng yêu tộc sự tình ngươi cũng dám quảng. Người cầm đầu kia nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hạ Tăng Huy chính là nhướng mày, phẫn nộ quát, chỉ thấy Hạ Tăng Huy xuất hiện ở mấy cái nữ tử phía trước, hơi hơi nghiêng đầu, đem đẹp, đẹp trai nhất bên mặt lộ ra, không để ý tới không hỏi nói chuyện người kia, chỉ là hướng về phía mấy cái nữ tử ôn nhu mở miệng, kế tiếp giao cho ta, các ngươi yên tâm, mấy cái nữ tử vốn là thân ở tuyệt cảnh, đột nhiên xuất hiện Hạ Tăng Huy lập tức để các nàng trong mắt nổi lên lệ quang, nhìn xem Hạ Tăng Huy bóng lưng càng phát cảm thấy vĩ ngạn, anh hùng cứu mỹ nhân. Đinh Duyệt vẩy một cái lông mày, mặc dù có chút khuôn sáo cũ, bất quá không thể không nói, chiêu này xác thực dùng rất tốt. Tiêu Viêm cười cười, chiêu này hắn có thể dùng qua không ít số lần, nhưng so với Hạ Tăng Huy, Tiêu Viêm cũng sẽ không đi cứu người xa lạ cho dù nữ tử cũng không được, bên trên, một tiếng quát trói tai, chỉ thấy mười mấy người chính là hướng về Hạ Tăng Huy công tới, mười mấy người này thực lực đều không kém, cái kia người cầm đầu lại còn là một cái ngũ tinh đấu tiên, mà Hạ Tăng Huy thực lực, tái tạo nhục thể phía sau mặc dù cũng đạt tới đấu tiên, nhưng là vẻn vẹn chỉ là một nhị tinh đấu tiên thôi, bành, chỉ thấy một đám thân ảnh đem Hạ Tăng Huy vây quanh phía sau, chính là nghe được một tiếng vang trầm, chợt một thân ảnh bắn ngược mà ra, thân ảnh kia chính là Hạ Tăng Huy, hỏng bét, tiêu thiếu, cứu mạng, chỉ là nhị tinh đấu tiên cũng dám học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, bàn tay nâng lên, đầu ngón tay càng là xuất hiện như là thép nguội lợi chảo, hướng thẳng đến Hạ Tăng Huy chộp tới, "Tiêu thiếu, cần cứu hắn sao?" Đinh Duyệt lông mày hơi nhíu, có chút bận tâm, "Không cần, mấy cái này lâu la, Hạ Tăng Huy hẳn là có thể giải quyết." Tiêu Viêm nói, hai tay ôm ngực, một bộ tư thái xem trò vui, chỉ một thoáng, Hạ Tăng Huy lòng sinh cảm giác nguy cơ, nhất thời, cường đại linh hồn chi lực chính là khoách tán mà ra, nhất thời, cái này một đám phóng tới thân ảnh của hắn con người tan rã, Hạ Tăng Huy lập tức ổn định thân hình, kéo lại một cô gái trong đó chính là cấp tốc bỏ chạy, như cẩn thận đi xem, Hạ Tăng Huy kéo nữ tử chính là trong đó dáng dấp xinh đẹp nhất một cái, cũng chính là phía trước được xưng là tú linh nữ tử, còn lại mấy cái nữ tử hướng về Hạ Tăng Huy chính là không có hảo ánh mắt, đành phải là ngay cả vội vàng đuổi kịp, Hạ Tăng Huy trực tiếp thẳng hướng lấy Tiêu Viêm mà đến, "Tiêu thiếu, ta vừa rồi thiếu chút nữa thì chết, tâm của ngươi thật ác độc, vậy mà không cứu mình đồng bạn." Hạ Tăng Huy chính là nổi giận, Tiêu Viêm nhưng là nhìn xem Hạ Tăng Huy bình tĩnh mở miệng, không có ta mệnh lệnh tự tiện hành động không giết người đã tính toán rất tốt tiêu viêm nhưng không có hảo ngữ khí lạnh lùng nói hạ tăng huy lập tức một mặt lúng túng đừng sợ hắn chính là chỗ này tính xấu yên tâm ta bảo vệ ngươi mấy cái kia cạn bã không phải là đối thủ của ta hạ tăng huy quay đầu nhìn về phía tú linh lời thề son sắt nói nhưng mới rồi ta nhìn thấy người học máu tú linh nói nhất thời bầu không khí cũng có chút lúng túng ngươi xem sai rồi đó cũng không phải là huyết chính là ta bí thuật đi thôi nơi đây không nên ở lâu mấy người kia trong nửa nén hương sẽ không chuyển động hạ tăng huy nói tiêu viêm khẽ cho mày nhìn xem cái này bốn cái nữ tử lại nhìn về phía hạ tăng huy nói hồ nháo ngươi phải mang theo các nàng không đợi hạ tăng huy nói chuyện tên là tú linh nữ tử nhưng là trước tiên tiến lên một bước hướng về phía tiêu viêm ôm quyền chắp tay cúi đầu vị đại nhân này đa tạ các ngươi cứu giúp vãn bối cả gan hỏi một câu các ngươi là đến từ những giới khác khoảng không sao tú linh thanh âm êm dịu trong lúc giơ tay nhấc chân điều tản ra nữ tính mị lực khó trách sẽ dẫn tới cái kia cả đám người đối với các nàng như vậy ngấp nghé tiêu viêm trầm mặc không có trả lời hắn cũng không cần trả lời một bên khác hạ tăng huy nhưng là gật đầu một cái mở miệng nói chúng ta là tới tham gia kia cái gì đấu giá hội tổ yêu đấu giá hội sao khoảng cách đấu giá hội chính thức mở ra còn có thời gian 5 năm ta có thể mang các vị đại nhân đi tới tú linh ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem tiêu viêm nàng tự hồ ngược lại là tinh tường ở đây ai là lão đại các ngươi đi thôi chúng ta tự do dự định tiêu viêm lạnh lùng mở miệng mang lên các nàng tiến lên sợ là muốn chọc không thiếu phiền phức tiền bối tú linh lập tức lộ ra vẻ lo lắng coi bọn nàng trạng thái bây giờ nếu là không dựa vào tiêu viêm ba người tuyệt đối không cách nào từ nơi này bình yên vô sự đi ra ngoài đi tiêu viêm nhìn về phía hạ tăng huy lạnh lùng nói hạ tăng huy cầu khẩn một dạng nhìn về phía tiêu viêm nhưng nhìn thấy tiêu viêm nghiêm túc ánh mắt chính là không còn dám nhiều lời tiền bối nơi đây phức tạp nếu là có chúng ta dẫn đường nhất định thông suốt chúng ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi tú linh lập tức hốc mắt phiếm hồng tiêu viêm nhưng là vẫn lạnh lùng như cũ nói chính là hướng về phía trước lao đi hạ tăng huy cũng là bất đắc dĩ đành phải giao phó vài câu theo sát tiêu viêm cùng đinh duyệt tú linh cắn răng một cái đành phải lập quát một tiếng đi không dám do dự, bởi vì đuổi giết bọn hắn một người chỉ là lâm vào huyễn cảnh, đợi bọn hắn sau khi tỉnh dậy, lại đi nhưng là không còn kịp rồi, Tú Linh mấy người cũng là cấp tốc rời đi, ngay tại các nàng sau khi rời đi không lâu, cái này một đám thân ảnh liền đều là từ Hạ Tăng Huy trong ảo cảnh thoát ly, mở mắt ra một cái chớp mắt người người trong mắt đều vằn vện tia máu, có thể thấy được Hạ Tăng Huy huyễn cảnh cường đại rừng nào, nếu không phải Hạ Tăng Huy rời đi, e rằng cái này một đám không người có thể từ Hạ Tăng Huy, huyễn cảnh đột phá đi ra, đáng giận, đuổi theo cho ta, chờ tất cả mọi người tỉnh lại thời điểm chính là phát ra gầm thét không do dự chính là cấp tốc chia ba chi đội ngũ đi truy tầm tú linh bọn người trong rừng rất ra chính là truyền đến âm thanh xé gió tú linh ba người không có lựa chọn ở giữa không trung gấp rút lên đường mà là chìm ngập vào bên trong ít nhất trên mắt thường không cách nào trước tiên nhìn thấy rất rõ ràng tú linh biết được truy sát các nàng một đám cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha các nàng cũng đích xác như các nàng sở liệu trong rừng gấp rút lên đường tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ bởi vậy rất nhanh liền nghe được hậu phương truyền tới âm thanh xé gió gặp ẩn nấp Tú Linh lập tức dừng thân lại, nếu là tiếp tục tiến lên động tĩnh tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ba người dừng lại, lập tức ẩn núp xuống, bất quá cái này không thể nghi ngờ quá mức bịt tai mà đi trộm chuông, dù sao các nàng thực lực không đủ, khó mà ẩn giấu đi. Rất nhanh âm thanh xé gió từ các nàng trước đỉnh đầu lướt qua, mãi đến âm thanh đi xa, ba người ánh mắt khẩn trương mới dần dần trầm tĩnh lại, bọn hắn không có phát hiện chúng ta, đợi thêm một chút, để bọn hắn lại đi xa một chút, nửa nén hương phía sau, Tú Linh mới mang theo ba người đi ra, đổi một cái phương hướng tiếp tục thoát đi nơi đây, bất quá vừa mới khởi hành sau lưng chính là truyền đến kêu đau một tiếng tú linh vừa quay đầu chính là nhìn xem nàng cái gì một nữ từ gương mặt cứng đờ chậm rãi cúi đầu lúc đã nhìn thấy phần bụng chậm rãi ướt đẫm mũi kiếm sắc bén còn thấm lấy tiên huyết lúc này tú linh mới phát hiện tại các nàng hậu phương chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám bóng đen đang một mặt âm tài nhìn xem các nàng hắc hắc mấy cái thối cô nàng thiên cung có đường ngươi không đi dưới mặt đất không cửa càng muốn sông nếu như các ngươi đi theo cách quạ đại nhân sao lại có hôm nay sau lưng chuyển đến quát lạnh một tiếng âm thanh rơi xuống trực tiếp đem kiếm mãnh liệt rút ra tú linh lập tức đem hắn nâng lên đương nhiên thân là một cái đấu tiên, một kiếm này tự nhiên là không mất mạng, bất quá bị đâm chúng nữ tử huyết dịch dần dần biến thành đen, rõ ràng kiếm này có độc, tú linh trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra biểu tình hung ác. đến ba người các nàng bây giờ liền tốt cá trên thớt, vốn là bị thương, căn bản khó mà kháng địch, các huynh đệ lên, cũng đừng hạ tử thủ, thật tốt hưởng dụng sau đó mới giết cũng không muộn. một người trong đó chậm rãi mở miệng, nói mấy người trong mắt đều lộ ra âm tà ánh mắt, không có cách nào, ai bảo các ngươi cô linh điều nhất tộc huyết mạch trời sinh chính là tốt nhất lô đỉnh nghe nói xuân tiêu một khắc liền có thể tăng cao thực lực chuyện tốt bực này cũng không thể buông tha ta đây mấy cái huynh đệ khoảng cách đột phá tứ tinh còn kém một bước vậy thì ủy khuất các ngươi một người trong đó chậm rãi mở ta ánh mắt nhìn chăm chú lên tú linh trên ánh mắt phía dưới kích động ngắm nghía tú linh như chủ đoạn một dạng dáng người bây giờ tú linh tay phải chấn động chính là xuất hiện một thanh băng lam trường kiếm gắt gao nhìn xem mấy người kia rất rõ ràng tú linh cận kề cái chết cũng sẽ không từ coi như chết trận các ngươi đám này rác rưởi cũng đừng hòng được như ý tú linh phát ra gầm lên giận dữ trong mắt đẹp lộ ra dứt khoát kiên quyết càng có lệ quang tại trong hốc mắt quay tròn vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi nói xong mấy người chính là cấp tốc tiến lên thân hình nhanh chóng trực tiếp động thủ tú linh ba người cô gái bị thương cũng là ra sức đứng thẳng tựa như đã làm ra phải chết giác ngộ vô luận như thế nào cũng muốn liều mạng đánh một trận tử chiến nghiền ép một dạng thực lực và nhân số trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều cứ việc ba cái nữ tử khí thế hùng hổ nhưng năm sáu bóng đen tốc độ cực nhanh công kích như như mưa rào khuynh tả tại hai người trên thân phanh, phanh 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 ngắn ngủi công kích tiếng va chạm tiếp theo một cái chớp mắt ba cái nữ tử chính là trực tiếp bắn ngược đều là phun ra búng máu tươi lớn bộ dáng chật vật không chịu nổi cùng lúc đó càng là có mấy cái thân ảnh trực tiếp tiến lên đột nhiên khoát tay chính là hướng về ba người vỗ tới bất quá cũng không phải là muốn gạt bỏ các nàng chỉ thấy kình phong sắc bén ba người quần áo tại kình phong bao phủ phía dưới hóa thành nát bấy nhất thời lộ ra mảng lớn trắng như tuyết trông thấy một màn này cái này cả đám người tiếng cười mạnh hơn ánh mắt tại ba người trên thân liếc nhìn nụ cười càng ngày càng dữ tợn ba cái nữ tử chỉ còn dư thiếp thân nội giáp bất quá vẫn như cũ bại lộ không thể nghi ngờ đều là sắc mặt trắng bệch hắc hắc nhìn một chút cái này tư thái quả nhiên danh bất hư truyền các huynh đệ cũng không cần khách khí mấy thân ảnh chính là hướng về ba tên nữ tử vây lại kỳ thực bây giờ ngay tại trong rừng một chỗ khác còn đứng ba bóng người khoảng cách rất gần nhưng mà tựa hồ không người phát hiện bọn hắn hạ tăng huy còn chờ cái gì đây không phải người thích nhất anh hùng cứu mỹ nhân sao một thanh âm vang lên nói chuyện chính là tiêu viêm mà một mực tại một bên ngắm nhìn ba người cũng chính là tiêu viêm bọn hắn thực sự là đáng tiếc hạ tăng huy thở dài một hơi trong mắt đều là tiếc hận chỉ thấy hạ tăng huy ánh mắt dừng lại ở ba tên cô gái nội giáp phía trên tiêu viêm cùng đinh duyệt đầy đầu hắc tuyến đinh duyệt chính là không tức giận nói đường đường đầu tiên lại là một cái nửa người dưới đinh duyệt mặt mũi tràn đầy khinh bỉ Hạ Tăng Huy vội vàng giải thích, nói hết những vết thương này ôn hòa lời nói, ta là vì những người này cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn lập tức phải trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Hạ Tăng Huy một mặt chính khí, Đinh Duyệt một mặt ghét bỏ, đã như vậy, ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau bên trên? Tiêu Viêm liếc một cái Hạ Tăng Huy, chính là quát to, âm thanh có chút lớn, bất quá nhóm người kia tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới, càng là cảm thấy ở đây trừ bọn họ không có khả năng có những người khác tồn tại. Hạ Tăng Huy nặng nề gật gật đầu, tay cầm trường kiếm, một bộ tiễn nỏ nhổ trương chi thế, bất quá thân hình lại chậm chạp không có xông ra, tiêu thiếu, nói thật, anh hùng cứu mỹ nhân là vinh lấy được phương tâm tốt cơ hội, bất quá dưới mắt xem ra, ta cảm giác đánh không lại bọn hắn, nếu là đánh không lại tiêu thiếu át hẳn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, đúng hay không? Hạ Tăng Huy thận trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm gật đầu một cái, cười nói, đương nhiên, có Tiêu Viêm câu nói này, Hạ Tăng Huy cái eo trong nháy mắt cảm giác đánh liền thẳng, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, ba vị đừng sợ, có ta, Hạ Tăng Huy thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở ba tên nữ tử trước người, cùng lúc đó, một cái chớp mắt này, hắn bản thân cảm giác là như vậy vĩ ngạn, bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh lại lần nữa khiến cho mọi người đều rung một cái, liền Tú Linh cũng đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng biểu lộ, kinh ngạc nhìn xem lại lần nữa xuất hiện Hạ Tăng Huy, mà một đám thân ảnh nhìn thấy Hạ Tăng Huy phía sau, biểu lộ chỉ là hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền lộ ra nhe răng cười, mặc dù đang ngoại nhân xem ra cực kỳ ngắn ngủi, bất quá hạ tăng huy huyễn cảnh nhưng là trong thời gian ngắn ngủi này để bọn hắn nhận lấy sâu đậm dày vò biết tiểu gia lợi hại cút nhanh lên bằng không đừng trách tiểu gia tại đem các ngươi đưa vào đi lần này độ khó thăng cấp hạ tăng huy hừ lạnh nói hắn ngược lại là muốn dùng phía trước huyễn cảnh lưu lại lực uy hiếp đi chấn nhiếp đám người chỉ là huyễn cảnh phía trước bất quá là chúng ta không có chuẩn bị thôi chúng ta đã uống tránh linh đan người huyễn cảnh đối với chúng ta sẽ không ở lên nửa điểm tác dụng năm người lạnh lùng nhìn xem hạ tăng huy ánh mắt trở nên xâm nhiên trong đó hai người trực tiếp không cùng hạ tăng huy nói nhảm Phân biệt từ hai bên trái phải hai bên hướng về Hạ Tăng Huy giáp công mà đến, còn lại ba người cũng là không có ngừng trệ, mà là cùng nhau ra tay, làm bộ liền muốn trực tiếp gạt bỏ Hạ Tăng Huy. Hạ Tăng Huy cười lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy tự tin, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn chính là trực tiếp bắn ngược, liên tục đụng ngảy một mảnh sơn lâm mới dừng lại. Cùng lúc đó, công kích Hạ Tăng Huy năm người không có ngừng phía dưới tiếp tục hướng về Hạ Tăng Huy truy kích mà đi, Hạ Tăng Huy thân hình xuất hiện ở một bên khác, hắn bây giờ trên mặt tự tin đã tiêu tan, mà là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hướng về Tiêu Viêm vị trí điên cuồng bạo lướt mà đến, "Tiêu Thiếu, nói chuyện hỗ trợ đây, lại tiếp như vậy, ta đây Trương Anh Tuấn gương mặt đẹp trai nhưng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, Hạ Tăng Huy tâm liệt phế quát, Tiêu Viêm khóe miệng cười mỉm cho, nhìn xem bị đuổi theo đuổi theo Hạ Tăng Huy, hắn cùng Đinh Duyệt vẫn luôn bất vi sở động, "Tiêu Thiếu, hắn giống như tình huống có chút hỏng bét." Đinh Duyệt nhìn xem khóe miệng đã tràn ra máu tươi Hạ Tăng Huy, không ngừng cô trường kiếm trong tay nhưng tự hồ song quyền nan địch tứ thủ, một người đối phó năm người, hắn tự nhiên là đánh không lại, cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho về sau còn muốn nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Tiêu Viêm cười nói, mặc dù Hạ Tăng Huy thực lực không mạnh, nhưng bằng mượn chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực lại cứng rắn cùng năm người này, dây dưa thật lâu, thương thế trên người hắn cũng càng ngày càng nhiều, biểu hiện trên mặt càng ngày càng đen, còn kém không có khóc phanh lại là một cước đạp ở tại phần bụng hạ tăng huy trọng trọng té ngã trên đất trực tiếp kéo ra khỏi một đầu dài rắn dấp khe rãnh hạ tăng huy nằm vật xuống trong đó một mặt khổ tâm tiêu thiếu ta sai rồi vẫn không được sao lão nhân ra ngày nếu là lại không ra tay chỉ sợ ta hôm nay liền thật sự viết di trúc ở đây rồi hạ tăng huy cười khổ tiếp tục mở miệng mấy người không biết hạ tăng huy một mực tại nói thầm cái gì bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có phát hiện tiêu viêm sự hiện hữu của bọn hắn chỉ là nhị tinh đầu tiên nhiều phiên hỏng chuyện tốt của ta người đi chết đi Năm người lại lần nữa hướng về Hạ Tăng Huy vây lại, còn chưa tới, Hạ Tăng Huy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bất thình lình kêu thảm ngược lại là dọa năm người này nhảy một cái, ngươi tên gì, sợ chết còn dám anh hùng cứu mỹ nhân? Năm người nghe Hạ Tăng Huy sợ hãi kêu thảm, kinh hãi nhìn xem Hạ Tăng Huy, nhưng bọn hắn không biết, Hạ Tăng Huy chính là cố ý gọi cho Tiêu Viêm nghe. Hạ Tăng Huy dãy dụa đứng dậy, nhìn xem đem hắn bao bọc vây quanh năm người bỗng nhiên cười lạnh nói, các ngươi cũng không thể giết ta, năm người hỏi lời phía sau, chính là liếc nhau, sau đó chính là cùng tiếu, tiếp đó châm chọc nói, đừng nói là ngươi, tam tinh đầu tiên chúng ta cũng từng giết không thiếu, hôm nay ngươi hẳn phải chết, năm người vừa mới nói xong, liền đều là cầm trong tay vũ khí hướng về Hạ Tăng Huy đâm tới. Hạ Tăng Huy một cái chớp mắt này ánh mắt kinh hoàng, bất quá bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dần dần biến hóa, trở nên tràn đầy tự tin, các ngươi tin hay không, không cần ta ra tay liền có thể để các ngươi lập tức cho tiểu gia ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Tăng Huy lại lần nữa nói, năm người rõ ràng không thèm phí lời với hắn, trường kiếm đại đao đã gào thét ở giữa không trung, bất quá cũng liền lúc này, năm người bao nhiêu cảm giác toàn bộ linh hồn cũng là run lên, nguyên bản gào thét ở giữa không trung đám người, chính là búng máu tươi lớn phun ra, sau đó thật sự trọng trọng quỳ dạp xuống đất, Hạ Tăng Huy cười lớn một tiếng, chính là chậm rãi đi tới té quỵ dưới đất năm người trước mặt, vỗ vỗ không cách nào nhúc nhích năm người, nói các ngươi còn không tin, năm người chật vật ngẩng đầu, Ánh mắt lấy làm kinh ngạc, ánh mắt bên trong càng là hiện đầy tơ máu, "Tốt, tiêu diệt bọn hắn, đừng ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian." Ngay tại năm người còn hoảng sợ nhìn xem Hạ Tăng Huy thời điểm, phía sau bọn họ nhưng là chậm rãi truyền đến một âm thanh bình thản, mà nói tiếng âm chính xác như sấm đánh xuống đầu, làm năm người quay đầu lúc, chính là trông thấy phía sau bọn họ chẳng biết lúc nào xuất hiện hai thân ảnh, một nam một nữ, đều là ánh mắt lãnh đạm nhìn xem bọn hắn năm người cũng minh bạch điều này làm cho bọn hắn không cách nào nhúc nhích uy áp cũng không phải đến từ hạ tăng huy mà là đến từ sau lưng hạ tăng huy gật đầu một cái giơ tay lên trúng kiếm một kiếm hàn mang quét ngang mà qua năm viên đầu người bắt đầu từ hắn trên cổ bay qua tiêu viêm khoát tay năm người nạp giới chính là bay như trong tay của hắn cùng lúc đó tiêu viêm giơ tay phải lên trong lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên chỉ thấy năm cái không có đầu lâu cơ thể trong chớp mắt liền hóa thành cho bụi sinh mệnh khí thức cũng theo đó hoàn toàn tiêu thất cũng liền tại mặt sát năm người một cái chớp mắt tại mặt khác hai nơi chia ra tìm kiếm hai đội đều là đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng không có nhiều lời chính là trực tiếp hóa thành trường hồng lao nhanh lao đi tiêu viêm khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời tựa hồ lập tức liền cảm nhận được hướng bọn họ cướp được khí tức tiêu viêm trực tiếp há miệng ra hư không chi toa víu một tiếng phá không mà ra hướng về phương xa lao đi lấy tiêu viêm cường đại linh hồn chi lực ở đây bốn phía cơ hồ không chỗ ẩn trốn lao nhanh cướp được trong đó một đám chỉ nghe qua đến từng trận âm bạo tiếp theo một cái chớp mắt ầm vang một tiếng bảy tám thân ảnh trong nháy mắt nổ tung vô số nát hướng về bốn phía vỡ nát sau đó hư không chi toa phương hướng lại lần nữa nhất chuyển tiếp tục hướng về một chỗ khác lao đi trực tiếp cách không gạt bỏ đối với tứ tinh đấu thần tiêu viêm tới nói cái này cũng không tính là gì việc khó hư không chi toa lại lần nữa bạo lướt một lát sau chính là xuất hiện ở một cái khác chúng thân ảnh phía trước vẫn là nghiền ép chi thế chừng gần 10 người, nhưng nhân số không có bất kỳ cái gì tác dụng, hư không chi toa liên tục xuyên thấu mấy người cơ thể, người cầm đầu sắc mặt kinh hãi, lập tức phi nhanh bỏ chạy, nhưng hư không chi toa tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm cũng là trực tiếp tâm thần khẽ động, hư không chi toa liền đem đầu lâu xuyên thủng, 10 người, không đến 5 cái thời gian hô hấp, chính là toàn bộ chết thảm, sau đó hư không chi toa chính là một lần nữa quay về, Tiêu Viêm há miệng ra chính là bay thẳng vào, toàn bộ đều giải quyết. Tiêu Viêm thản nhiên nói, Hạ Tăng Huy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn hiển nhiên đã cảm thấy cùng Tiêu Viêm tồn tại không cách nào bù đắp chênh lệch, cho dù hắn là vực cảnh linh hồn chi lực chỉ sợ, cũng trong nháy mắt sẽ bị Tiêu Viêm gạt bỏ. Tú Linh ba người đã một lần nữa xuyên sơn khinh sam, đi tới Tiêu Viêm trước mặt, chính là chắp tay cúi đầu, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ, chúng ta không thể báo đáp, nếu là đại nhân nguyện ý cùng ta đi, tới cô linh điều nhất tộc chắc chắn khoản đãi đại nhân, hơn nữa tộc ta cũng sẽ tham gia tổ yêu đấu giá hội, cho nên đại nhân có thể yên tâm. Tú Linh nhìn xem Tiêu Viêm nghiêm mặt nói, nhìn ngươi thân phận không đơn giản, ngươi là cô linh điều công chúa. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, đánh giá Tú Linh, Tú Linh có chút dừng lại, ánh mắt xuất hiện một vẻ kinh nghi, nhưng nàng biết được, bây giờ giấu giếm đối với nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, là công chúa còn có ý nghĩa gì, bây giờ chỉ có thể nhìn gia tộc của mình ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong, ta cũng không có thể ra sức, hơn nữa, vì bảo hộ ta, càng là hy sinh đã có mấy trăm người. Tú Linh nắm đấm nắm chặt, đang khi nói chuyện, toàn bộ thân thể mềm mại đều ở đây run nhẹ nhẹ, ta có thể ra tay giúp ngươi. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì quanh co, mà là trực tiếp mở miệng nói. Cái này chỉ sợ là Tú Linh một mực đau khổ cầu khẩn nguyên nhân thực sự, mà tự hồ Tiêu Viêm sớm đã biết được, bất quá ngươi được nói cho ta biết trên người ngươi khí tức là chuyện gì xảy ra. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tú Linh nghe vậy có chút dừng lại, mặt lộ vẻ sầu khổ, vẫn là đành phải toàn bộ đỡ ra, bởi vì nàng biết, Tiêu Viêm chỉ sợ là duy nhất có thể chỉ nàng toàn cả gia tộc người, không biết đại nhân phải chăng biết được tứ chuyển độ ách cây. Tú Linh dừng một chút sau đó vẫn là mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, thiên tài địa bảo quá nhiều, Tiêu Viêm lại nơi nào biết được, Đinh Duyệt cùng Hạ Tăng Huy tự nhiên càng là chưa từng nghe nói qua. Đối với cái này Tiêu Viêm ngược lại là không có bao nhiêu hứng thú, bởi vì tú linh trên thân nhiễm lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt khí tức, Tiêu Viêm đã có hai cái hỏa diễm chi tâm, cho nên vốn là đồng căn sinh, Tiêu Viêm nhiều ít có phát giác, chỉ bất quá Tiêu Viêm cũng không thể xác định tú linh trên thân chỗ nhiễm chính là hỏa diễm chi tâm khí tức, nhưng loại dây này tác tự nhiên không bỏ qua, nếu là đi nhìn một chút cũng sẽ không có bao nhiêu thiệt hại, tứ chuyển độ ách cây vốn không có thể kết quả, cũng không biết vì cái gì, ngay tại mười mấy năm trước, tứ chuyển độ ách cây bỗng nhiên kết quả, càng là dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, mà cuốn sách này lại trùng hợp là ta cô linh điểu nhất tộc lịch đại dựa vào sinh hoạt chỗ tú linh chậm rãi nói mà giờ khác này nàng nói chính là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiêu viêm nếu là đại nhân nguyện ý giúp ta cô linh điểu nhất tộc vượt qua kiếp nạn này ta có thể hứa hẹn ít nhất sẽ cho 10 cái độ ách quả tú linh ngưng trọng nói tiêu viêm hơi sững sờ vì thiên tài địa bảo không để ý chủng tộc an nguy vì cái gì không muốn từ bỏ tiêu viêm nói tú linh cắn răng một cái ánh mắt lộ ra kiên nghị chân thành nói vậy không chỉ là chỗ chúng ta ở đó là chúng ta nhà là của chúng ta căn tiêu viêm nhìn xem ánh mắt kiên nghị tú linh hắn biết được tú linh lời nói chắc có bảy phần là thực sự bởi vì tú linh rõ ràng biết được tiêu viêm thực lực nếu là dám kỳ hạn nàng cũng hiểu biết kết quả ta đáp ứng ngươi tiêu viêm trả lời tú linh nghe được tiêu viêm sảng khoái trả lời lập tức trong mắt nổi lên nước mắt kích động hướng về phía tiêu viêm ôm quyền trọng trọng cúi đầu theo như nhu cầu việc này không nên chậm trễ lên đường đi tú linh lập tức trọng trọng gật gật đầu lập tức dẫn dắt tiêu viêm một đám hướng về phương xa lao đi hạ tăng huy dọc theo đường đi đầy mặt nụ cười liền vây quanh tú linh vòng tới vòng lui tú linh cũng là từ từ cùng hạ tăng huy có chỗ trò chuyện tiêu viêm đối với cái này bất đắc dĩ thở dài không thể không bội phục quấy giày đòi hỏi thực sự là hiệu quả lạ thường tứ chuyển độ ách cây đây là một quả đại thụ che trời chừng ngàn trượng to lớn tán cây đã lan tràn tiến nhập phía chân trời không trong mây tầng bên trong hình ảnh cực độ rung động mà lúc này tại tứ chuyển độ ách cây bốn phía có rất nhiều thân ảnh lần lượt từ bốn phía chạy đến cuối cùng không ngừng tụ tập đều là ngừng đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía đại thụ đỉnh chóp tin tức đã truyền ra cũng biết độ ách quả tồn tại, mà chạy tới không chỉ có là đủ loại yêu tộc, còn có tồn tại ở bên trong vùng rừng rậm này cường đại ma thú. Đối với bọn chúng tới nói, loại thiên tài địa bảo này cũng có có được mãnh liệt sức hấp dẫn, đạt tới cái này giống như tầng thứ ma thú, tâm trí đã cùng nhân loại không khác, chỉ bất quá bởi vì huyết mạch khác biệt, phải cải biến nhục thân, cần mạnh hơn tạo hóa mới được, mà độ ách quả chính là là đủ làm chúng nó thèm thuồng thiên tài địa bảo. Những ma thú này tự nhiên cũng nghĩ huyễn hóa ra hình người, mặc dù ma thú thân thể rất mạnh nhưng hình người lại là đối tại chiến đấu tới nói hình thái mạnh nhất cái này độ ách quả chưa thành thục bất quá nhìn bộ dáng cần phải không bao lâu nữa thời gian nghe nói cái này cô linh điểu nhất tộc đã phái ra nhiều chi đội ngũ tìm kiếm ngoại viện nếu thật mời đến một chút lão quái chỉ sợ cũng không dễ làm ha ha coi như mời đến lão quái cũng là lấy cái này độ ách quả vì thẻ đánh bạc hơn nữa cái này bốn bể lão quái ta xem đã không ít nếu bọn họ không muốn từ bỏ diệt tộc đã là chiều hướng phát triển trong rừng không ít người trực tiếp chú đóng ở như thế chờ Độ ách quả thành thục sắp đến, tất cả mọi người đều ánh mắt cực nóng, muốn liều chết một cái, giá trị không thể đánh giá, nhưng vào lúc này, ở xa truyền đến âm thanh xe gió, sáu thân ảnh, cầm đầu liền chính là Tú Linh, tứ chuyển độ ách cây hiện đầy thủ vệ, nhìn thấy là Tú Linh lập tức lộ ra vẻ kính sợ, nhưng trông thấy Tú Linh sau lưng Tiêu Viêm một đám lúc, đều là mắt lộ ra vẻ cảnh giác, rất nhanh liền có một cái cô linh điều trưởng lão đến đây, khẽ nhíu mày nhìn xem Tiêu Viêm ba người, hai cái đầu tiên, Linh Nhi, để bọn hắn rời đi thôi, chờ có hại nhân ra trưởng lão thở dài một hơi lắc đầu bố thật dài lão bọn hắn rất mạnh nhất định có thể giúp tộc ta tú linh nhưng là chân thành nói nói xong trưởng lão lại lần nữa dò xét tiêu viêm ba người ánh mắt chỉ ở hạ tăng huy cùng đinh duyệt trên thân dừng lại một chút sau đó nhìn thấy tiêu viêm thời điểm ánh mắt mới rốt cục một trận tú linh tộc ta đã mời được ba vị ngoại tộc cường giả người đáp ứng điều kiện là cái gì nếu là quá cao tộc ta đã không thể chịu đựng bố thật dài lão chậm rãi nói tú linh nghe vậy dừng một chút phía sau chính là mở miệng mười cái độ ách quả Tú Linh, bố thật dài lão nghe vậy lập tức chấn động, 10 cái, bố cực lập tức cả kinh nói, vị đại nhân này, ta cô Linh điều nhờ người ngoài đã dự định xong tất cả độ ách quả, cho nên chúng ta không có cách nào đăng cấp ngươi cái này 10 cái độ ách quả, thật sự là xin lỗi, bố cực lời nói vừa ra, Tú Linh lập tức mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì nàng biết được, tiêu viêm cường đại trình độ tuyệt không phải là bọn hắn đủ khả năng tưởng tượng, đại nhân ngài đừng nóng vội, ngài chờ, Tú Linh hướng về phía tiêu viêm chắp tay cúi đầu chính là cùng bố cực thoáng đi xa, hai người chính là một phen ngắn ngủi trò chuyện, bố cực sau khi nghe cũng là mặt lộ vẻ khó xử, nhưng tựa hồ hắn cũng không có lừa gạt, vì bảo toàn đại cục có thể đã toàn bộ đỡ ra, giây lát phía sau chính là nhìn xem Tú Linh cúi đầu, chậm rãi đi tới Tiêu Viêm trước mặt, lại lần nữa chắp tay cúi đầu, đại nhân, tộc ta xác thực lại không dư thừa độ ách quả, bất quá đại nhân yên tâm, ân cứu mạng Tú Linh ghi nhớ trong lòng, tộc ta bây giờ gặp nạn, nếu là đại nhân không chê, có thể tới tộc ta ở tạm một chút thời gian, độ ách quả chưa thành thục, cho nên còn không biết gặp nguy hiểm, nếu là thành thục lúc, đại nhân ở rời đi cũng được, tộc ta không cách nào yêu cầu xa với đại nhân tương trợ, Tú Linh khuôn mặt xấu khổ, rõ ràng nàng cũng là đối với cái này không có biện pháp nàng cảm thấy tiêu viêm nếu là không có thù lao dưới tình huống như vậy luận ai cũng không có khả năng không có đền bù trợ giúp lại bốc lên như vậy nguy hiểm dưới tình huống sẽ dừng lại cho nên tú linh cảm thấy tiêu viêm bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi thịnh tình không thể chối từ không biết có thể lưu lại thưởng thức một chút nơi đây phong cảnh tiêu viêm bây giờ nhưng là mỉm cười mở miệng nói nghe vậy tú linh tựa như đã làm xong cáo biệt tiêu viêm ngôn từ đây là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến tiêu viêm vậy mà lại nguyện ý ở lại đây mục tiêu công kích đại nhân ngày hẳn là nhìn ra được tộc ta bốn phía đã có quá nhiều cường giả ngừng chân chờ đợi các ngươi lưu lại nơi đây phong hiểm cực lớn ta lo lắng tú linh mặt lộ vẻ lo nghĩ nàng cũng không phải sợ tiêu viêm lưu lại mà là thật sự chỉ sợ liên lụy tiêu viêm chỉnh đốn mấy ngày cũng không tệ đến nỗi phong hiểm với ta mà nói coi như không thể tiêu viêm bình thản mở miệng tú linh nghe vậy có chút dừng lại cũng là cười khổ một tiếng đại nhân yên tâm ta nhất định sẽ vì đại nhân tranh thủ độ ách quả Tú Linh chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm nhưng là không cho là đúng khoát tay áo, "Đi thôi." Tiêu Viêm mở miệng, Tú Linh vội vàng gật gật đầu, dẫn Tiêu Viêm tiến nhập cái này tứ chuyển độ ách cây ở trong, đại thụ bên ngoài bị cây lá rậm rạp chỗ che đậy, trong đó càn khôn không cách nào dùng mắt thường thăm dò, mãi đến Tú Linh dẫn Tiêu Viêm chậm rãi xuyên qua một tầng có một tầng cây lá rậm rạp phía sau, mới nhìn rõ cái này có động thiên khác chi cảnh, cô linh điểu nhất tộc hiện đang ở cũng là cơ cấu tại trên tán cây, cũng không có đi phá hư tứ chuyển độ ách cây bản thể mặc dù như thế, vẫn như cũ kiến trúc vô cùng tinh mỹ bao la hùng vĩ, cũng vẫn như cũ có một loại cung điện cảm giác, lui tới bay vút thân ảnh, có thể gặp phải cái trùng tộc này cũng là mười phần thịnh vượng, chẳng qua hiện nay bầu không khí lại hết sức ngưng trọng, không có người nào trên mặt nắm giữ nụ cười, bởi vì bọn hắn cũng biết, đại chiến lửa xém lông mày, Tiêu Viêm đánh giá đại thụ này bên trong cung điện thời điểm, cũng là ngẩng đầu nhìn lên, cái này độ ách quả cũng không phải là lớn lên bí mật, mà là ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy gần như có hơn trăm mai trái cây đang tỏa ra linh quang, có thể rõ ràng phân biệt, tối lệnh Tiêu Viêm cảm thấy thần kỳ là, ở nơi này đại thụ bên trong lại có nguyên khí lượn lờ, rõ ràng đây chính là hiếm có chỗ tu luyện, cây này lớn lên như thế tươi tốt, còn có linh khí nồng nặc di động, nhưng ta ở nơi này, trên người nữ tử cảm nhận được khí tức lại tại đại thụ này ở trong cũng không có, xem ra bọn hắn không muốn buông tha nguyên nhân thực sự e rằng, cũng không phải là cái này tứ chuyển độ ách cây, cũng không phải là độ ách quả, mà là có khác để bọn hắn vẫn như cũ thủ vững chi vật, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, trong lòng suy tư nói, cái này cũng khiển trách lấy lý giải, ai cũng có chỗ giấu giếm, đây là người tư tâm, cũng là tất nhiên cho nên tiêu viêm cũng sẽ không đi trách tội tú linh tự mình tìm tòi liền tốt đại nhân đi theo ta ta an bài cho các ngươi thượng thừa nhà trên cây mặc dù chiến sự lúc nào cũng có thể đánh bất quá ta tộc vẫn như cũ trật tự bình ổn đại nhân có thể yên tâm ở đây dừng lại tú linh nói cái này bên trái có ta tộc đặc chế quần áo là dùng tứ chuyển độ ách cây lá cây đặc chế mà thành đại nhân cũng chớ xem thường đi qua gia công không chỉ có thiếp thân hơn nữa còn có tốt đẹp khinh bạc áo thân cực kỳ thích hợp làm thiếp thân y vật, đại nhân nếu là để mắt, ta có thể tặng cho đại nhân, Tú Linh giới thiệu nói, theo ánh mắt nhìn, hoàn toàn chính xác có treo ở trên thân cây cây cung, có thể nhìn thấy qua lại dòng người, bên phải có đủ loại tửu lâu, tộc ta mặc dù không tính toán đại, nhưng tuyệt đối ngũ tạng đều đủ định sẽ không để cho đại nhân thất vọng, bất quá nói lên cái này nổi danh nhất, hay là ta tộc dùng tứ chuyển độ ách cây này sinh chỗ đặc chế độ ách trà, tuyệt đối thuộc về thượng đẳng trà ngon, tại toàn bộ vạn yêu đại giới cũng là có chút danh tiếng, đại nhân nhất định muốn nếm thử, Tú Linh nói, như nàng lời nói, nhìn sang thời điểm, có một mảnh khổng lồ vườn trà, Tiêu Viêm đối với cái này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá khi hắn cùng Đinh Duyệt lúc quay đầu, Hạ Tăng Huy chẳng biết lúc nào lại sớm đã không có âm thanh, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt cũng là chỉ có thể thở dài một hơi, chợt Tiêu Viêm ôm quyền nói, "Ta đây vị huynh đệ có chút không có thành tựu, nếu là chọc tới phiền toái gì thỉnh kịp thời cáo chi, ta tới chừng trị hắn." Nghe vậy Tú Linh có chút dừng lại, như thế nào có một loại lão tử chỉ huy điều hành ra nhi tử lo lắng cảm giác, đem Tiêu Viêm lĩnh đến nhà trên cây phía sau, Tú Linh hàn huyên vài câu chính là vội vàng rời đi, nhìn ra, nàng vô cùng muốn tranh thủ Tiêu Viêm trợ giúp, mặc dù Tiêu Viêm không có cho nàng nửa điểm uy áp, nhưng mà nàng tại Tiêu Viêm bên cạnh thời điểm, lại có thể rõ ràng cảm thấy cảm giác áp bách mãnh liệt cùng với loại kia không thể lay động cảm giác hơn nữa nàng có một loại dự cảm nếu là không có tiêu viêm tương trợ bọn hắn toàn bộ chủng tộc đều sợ sắp lâm vào nguy cơ tiêu viêm cùng đinh duyệt nhưng không có nhàn rỗi tú linh sau khi rời đi chính là bắt đầu tại bốn phía đi dạo sau khi rời đi tú linh lập tức đi tới đại thụ đỉnh cao nhất tán cây ở đây chỉ có một cây cung nhưng mà hoa lệ trình độ vượt qua tất cả rất rõ ràng đây là cô linh điều nhất tộc hạch tâm nhất chỗ bây giờ cây cung nội chừng hơn trăm người nhiều hai bên đứng đầy người cây trong nội cung ngồi bốn bóng người từ trang phục bên trên một mắt chính là nhìn ra được bốn người này cũng không phải là cô linh điểu nhất tộc nhìn thấy tú linh quay về cây cung chính giữa nhất thân ảnh chợt ngẩng đầu lên lo lắng nhìn xem tú linh cha tú linh ôm quyền tú linh ngươi tại sao trở lại chính giữa nhất thân ảnh cọ một chút đứng dậy ánh mắt có tức giận cha ta muốn cùng gia tộc cùng tiến thối thân là tộc trưởng tri nữ có thể nào là một cái lâm trận bỏ chạy lùi bước người Tú Linh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đẹp tất cả đều là kiên nghị. Nghe vậy thân ảnh khẽ run lên, đành phải là lập tức ngồi xuống, thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: Nha đầu ngốc, lần này gặp phải tình huống đã không phải là tộc ta có thể nắm trong tay phạm vi. Cô Cư tộc trưởng cứ yên tâm đi, người mời ta bốn người đến đây, không phải liền là trợ giúp bộ tộc của ngươi trải qua lần này nguy cơ sao? Không thể không nói, Cô Cư tộc trưởng công chúa xanh xinh đẹp, nếu là có thể cùng ta linh kiều nhất tộc thông gia, cái kia há lại không thể tốt hơn. Trong bốn người, có một người thân hình cao lớn, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể lộ ra cực kỳ lạnh lùng trên thân tản ra một cỗ kiêu hùng bá khí tú linh nghe vậy chính là lông mày nhíu một cái cái này rõ ràng là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cô linh điểu nhất tộc tộc trưởng cô cưu cũng chính là ngồi ở cây cung trung tâm nhất thân ảnh kia cũng là nhướng mày thực sự xin lỗi kiêu nhiên huynh cũng hiểu biết tộc ta từ trước tới giờ không gả ra ngoài cô cư tự nhiên không thể lại để cho mình nữ nhi bảo bối bởi vì chuyện này mà ủy khúc cầu toàn mọi thứ phải có tiền lệ trước đó không có không có nghĩa là về sau cũng không có chẳng lẽ là cô cưu tộc trưởng xem thường ta linh kiêu nhất tộc nói tên là kiêu nhiên người chính là ánh mắt híp lại ngữ khí mang theo mấy phần ý uy hiếp kiêu nhiên tộc trưởng nói đùa các ngươi linh kiêu nhất tộc thực lực cường hãn đây là công nhận sự thật chỉ bất quá tộc ta xác thực chưa bao giờ có gà ra ngoài tiền lệ mong rằng kiêu nhiên tộc trưởng tha lỗi nhiều hơn cô cưu cười khổ một tiếng nếu không phải bây giờ hai mặt thụ địch cũng tuyệt đối không có khả năng như thế biệt khuất vậy thật đúng là đáng tiếc ta còn mong nếu là có thể thông ra cái này bao nhiêu cũng là thân gia hỗ trợ thời điểm ắt hẳn cũng không để lại dư lực thật sự thật sự là thật là đáng tiếc Kiêu Nhiên liên tục thở dài, cô cứ ánh mắt chính là âm trầm, kỳ thực cô cứ biết được, nếu là chiến sự một khi có biến, e rằng trước hết nhất chạy trốn chính là bọn hắn, tại tai họa đến tánh mạng thời điểm, cái này độ ách quả quyết nhưng cũng không có khả năng trở thành tuyệt đối thẻ đánh bạc, cô cứ nắm chắc trong lòng, muốn hoàn toàn dựa vào những người này cũng không thực tế, chỉ là bọn hắn tham dự bao nhiêu sẽ mang đến lực uy hiếp, nhưng muốn giải quyết vấn đề căn bản, e rằng còn phải dựa vào bọn họ chính mình mới đi, khoảng cách độ ách quả thành thục đã lửa xém lông mày, một khi thành thục bên ngoài nhìn chằm chằm ngấp nghé người chắc chắn của lên, ta hy vọng đại gia không lưu dư lực, chỉ cần có thể bảo vệ tộc ta, tộc ta nguyện ý nhường ra tất cả độ ách quả. cô cưu chậm rãi nói, xem trọng bộ dáng là nghiêm túc, bốn người lập tức hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không nghĩ tới cô cưu vậy mà lại lớn như thế khí, cô cưu tộc trưởng vì bảo hộ gia tộc, nguyện ý trả giá hết thảy, như vậy làm nhưng chúng ta cũng thực sự bội phục, cô cưu tộc trưởng cứ yên tâm đi, ta huyền lang nhất tộc chắc chắn dốc hết toàn lực kêu mặc dù bên cạnh người này màu nâu đôi mắt trên thân tản ra một loại mùi máu tươi bộ dáng nhìn càng là lạnh lùng lang đồ huynh ta tự nhiên yên tâm qua ta chỗ hứa hẹn cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời cô cư hướng về phía lang tàn sát chắp tay trọng trọng cúi đầu ba người khác cũng là nhao nhao cam đoan nhưng những thứ này cam đoan nghe một chút thì cũng thôi đi trận hội nghị này rất nhanh cũng là kết thúc cây cung ở trong tất cả mọi người dần dần sau khi rời đi chính là chỉ còn lại có cô cư cùng tú linh mà cô cư tại tất cả mọi người sau khi đi trên mặt cũng là lộ ra vẻ mệt mỏi dùng ngón cái xoa nắn mi tâm tú linh lần này cực kỳ hung hiểm thậm chí có thể sẽ diệt tộc ngươi vì sao muốn trở về cô cư rất là không hiểu tú linh sau khi trở về nhường hắn bây giờ có càng nhiều lo lắng cha ta tìm được một vị cường giả là từ ngoại giới mà đến hắn ắt hẳn có thể giúp tộc ta vượt qua bực này nan quan tú linh vội vàng nói cô cư nghe vậy chính là sững sờ người ngoại giới, hồ nháo, bọn hắn ở đâu? Cô cư lập tức cái chán gân xanh một bốc lên, chính là tức giận nói, cha, tộc ta nguy cơ sớm tối, bọn hắn mặc dù không thuộc về ở đây, nhưng có thể trợ giúp chúng ta có gì không thể. Tú Linh mười phần không hiểu, nữ nhi, chuyện này không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi nhanh để bọn hắn rời đi, tộc ta tồn vong cũng tuyệt đối không thể để cho ngoại giới nhúng tay. Cô cư tiếp tục nói, trong mắt đều là vẻ phức tạp, cha, Tú Linh còn nghĩ tranh thủ, không cần nói nhiều, người ngoại giới không thể lưu lại tộc ta, tình huống hiện tại càng thêm không thể cô cư ngôn từ kiên định lập tức nói tú linh không dám vi phạm nhìn xem cô cư kiên nghị bộ dáng tú linh minh bạch nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng nhưng tú linh nhưng trong lòng có dự định mặc dù không biết được tiêu viêm bọn họ là không sẽ hỗ trợ nhưng dạng này cường giả chỉ cần tồn tại cũng có một tia hy vọng cho nên tú linh dự định giấu giếm cô cư cũng sẽ không đuổi theo tiêu viêm rời đi vạn yêu đại giới bầu trời vẫn như cũ nắm giữ ban đêm ngẩng đầu ở giữa càng là có thể trông thấy bầu trời chỉ là tinh quang lập lòe mà ban đêm tứ chuyển độ ách trong cây nhưng là đom đóm lập lòe xua tan hắc ám, qua lại không dứt đám người lộ ra 10 phần náo nhiệt, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt đi dạo sau một lúc lâu, Tú Linh lại lần nữa tìm được bọn hắn, đến nỗi Hạ Tăng Huy, nhưng không thấy tung tích ảnh, Tiêu Viêm cùng Đinh Duyệt cũng lười tìm kiếm, ngược lại hắn là không có khả năng lập tức ở đây, đại nhân, chúng ta chuẩn bị tiệc tối, nếu là không ghét bỏ có thể tham gia một chút, Tú Linh nói tiêu viêm khẽ gật đầu tiêu viêm mặc dù cảm thấy cây này có khí tức khác thường nhưng là không hoảng hốt cái này nhất thời tú linh dẫn tiêu viêm cùng đinh duyệt đi tới một cái tu kiến đắt tiền cây cung ở trong ở đây đã hiện đầy thân ảnh liếc nhìn lại trang phục đều là khác biệt có thể trực tiếp phân biệt ra cũng không phải là cô linh điểu nhất tộc tú linh mang theo tiêu viêm mới vừa tiến vào cái kia kiêu nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện đi thẳng đến trước người của nàng công chúa điện hạ tự mình giá lâm ta kiêu nhiên nhất tộc quả nhiên là thành tâm thành ý nếu là có thể thông ra, đối với song phương đều tốt, ngươi làm ta thập tam di quá, ta nhất định sẽ không bạc đãi cùng ngươi." Kiêu Nhiên nghĩa chính ngôn từ nói, Tú Linh nghe vậy nhưng là lông mày nhíu chặt, nhìn ra nàng mười phần không vui, Tiêu Viêm tại Tú Linh sau lưng cũng không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo, "Đi, đại nhân." Tú Linh quay đầu đối với Tiêu Viêm, Kiêu Nhiên lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới Tú Linh vậy mà trực tiếp lở đi hắn, mà Kiêu Nhiên ánh mắt lập tức chính là bỏ vào Tiêu Viêm trên thân, thứ nhất mắt chính là nhận ra, Tiêu Viêm cũng không phải là vạn yêu đại giới người lại có người ngoại giới, kiêu nhiên thanh âm không nhỏ, lời nói vừa ra, nhất thời, cây cung bên trong trí ít có một nửa thân ảnh đột nhiên đứng lên, ánh mắt mọi người đều hướng về Tiêu Viêm nhìn lại, có hơn phân nửa ánh mắt mang theo bất thiện, chư vị, hắn là của ta ân nhân cứu mạng, hy vọng đại gia không nên làm khó, sau dạ tiệc tự sẽ rời đi, Tú Linh lập tức ôm quyền cúi đầu, trịnh trọng nói, kiêu thế nhưng là lại lần nữa tiến lên đây, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, lạnh lùng ánh mắt cứ như vậy trừng Tiêu Viêm, người ngoại giới, ở đây không phải ngươi nên tới chỗ, nhanh chóng cút cho ta. Kiêu Nhiên hoàn toàn không cho Tú Linh nửa điểm mặt mũi, lạnh lùng nói, mà tú linh cũng không có nghĩ đến tiêu viêm thân phận của bọn hắn vậy mà lại gây nên như thế sóng to gió lớn lúc này liền là muốn mang theo tiêu viêm ly khai nơi này tiêu viêm nhưng là ánh mắt bình thản đối với kiêu nhiên nói năng lỗ mãng tiêu viêm chỉ là nói khẽ nói chuyện khách khí một chút đối với tất cả mọi người hảo nói xong chính là xoay người đi theo tú linh chuẩn bị rời đi nhưng hắn câu này tựa hồ không có chút nào công kích tính ngôn ngữ nhưng là chọc giận kiêu nhiên cũng không biết là ngôn ngữ vẫn là tú linh không để ý tới duyên cớ của hắn nhưng hắn giận tím mặt ha ha khách khí đây là vạn yêu đại giới đi tới nơi này mặc kệ ngươi là long là hổ, ngươi cũng phải cho ta cuộn lại. Kiêu Nhiên nghiêm nghị mở miệng, vừa mới nói xong, thân hình giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, bàn tay đột nhiên nhô ra, biến trưởng thành chảo, nhọn móng tay trong nháy mắt dài ra nhọn như dao, vậy mà trực tiếp đối với Tiêu Viêm ra tay, ken két, tại Kiêu Nhiên xâm nhiên cười lạnh lóe lên thời điểm, kỳ lợi chảo đã tới gần Tiêu Viêm, nhưng mà đám người liệu sẽ bị xuyên thủng thân thể một màn cũng không xuất hiện, Tiêu Viêm đấm ra một quyền, nắm đấm như sắt, chỉ thấy Kiêu Nhiên kịch liệt như là thép nguội lợi chảo vậy mà trực tiếp đứt gãy, đầu ngón tay lập tức tiên huyết dâng trào thanh âm thanh thúy tại thụ cung ở trong truyền vang ra, kiêu nhiên bén nhọn công kích cư nhiên bị tiêu viêm nhục quyền trực tiếp sinh sinh đánh nát, làm sao có thể? cái kia kiêu nhiên trên gương mặt cười lạnh lập tức ngưng kết, tiêu viêm bây giờ ánh mắt lạnh lùng nhìn kiêu nhiên một mắt, tiếp đó bước chân lại lần nữa bước ra, tàn ảnh sau có tia lôi dẫn thoáng qua, lấy bôn lôi một dạng tốc độ hướng về kiêu nhiên công kích mà đi, tốc độ thật nhanh, kiêu nhiên tâm thần chấn động, cùng lúc đó thân hình của hắn lui nhanh, gãy mất lợi chảo lại lần nữa một lần nữa lớn lên, tiếp đó hướng về vọt tới tiêu viêm lại lần nữa một chảo nhô ra chỉ thấy kỳ lợi chào bao phủ tím đen một dạng khí lưu tại trào ở giữa lưu chuyển muốn cùng tiêu viêm đối kháng tiêu viêm thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của hắn đối mặt kiêu nhiên tím đen năng lượng bao phủ vết trào tiêu viêm năm ngón tay đột nhiên nắm chặt thành quyền nhất thời trên nắm tay liền có tí ti lôi đình lấp lóe đây là tiêu viêm thể nội hai phương lôi hải tiêu viêm trên thực tế cũng không tận lực vận dụng lôi hải bởi vì đối phó kiêu nhiên đối với bây giờ nắm giữ oanh thần tí tiêu viêm tới nói bằng vào nhục thân chi lực chính là hoàn toàn đầy đủ tiêu viêm bình thản một quyền đột nhiên oanh ra không có bất kỳ cái gì xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa cực đoan lực lượng kinh khủng bành, một chảo một quyền, lại lần nữa cùng một chỗ, bất quá lần này, kiêu nhiên chính là tại tất cả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tiêu Viêm nắm đấm trực tiếp lại lần nữa đánh nát hắn lợi chảo, sau đó nắm đấm nặng nề rơi vào trên người hắn, một dị thường trầm thấp trầm đục, chính là tại thụ cung bên trong truyền vang ra, hung hãn sức mạnh tại kiêu mặc dù bên trên chút xuống, hắn sắc mặt tái đi, búng máu tươi lớn cuồng phún mà ra, thân hình lập tức giống như như đạn pháo bắn ngược mà ra, kiêu mặc dù sau tùy tùng thấy thế, vội vàng ra tay muốn giúp kiêu nhiên, nhưng đưa tay ra cánh tay tiếp xúc đến kiêu nhiên đồng thời, chính là nghe được mấy tiếng kêu rên Mấy người trực tiếp theo Kiêu Nhiên cùng nhau bị đánh bay, thình thịch, Kiêu Nhiên một đám thân ảnh cuối cùng chật vật rơi xuống đất, hung hăng đụng vào thụ cung trên vách tường, thanh âm trầm thấp truyền vang, cái này khiến không ít người lập tức tâm thần chấn động, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm ánh mắt đều là lộ ra ngưng trọng, vẻn vẹn một quyền, thậm chí đều cảm giác không được bao nhiêu nguyên khí ba động, chính là trực tiếp đánh tan linh Kiêu nhất tộc tộc trưởng Kiêu Nhiên, nên biết được, cái này Kiêu Nhiên nghe nói cũng là đột phá đến Cửu Tinh đầu tiên, hắn thực lực cường đại không thể nghi ngờ, cũng chính bởi vì hắn đột phá đến Cửu Tinh đầu tiên bởi vậy linh kiêu nhất tộc tại bốn phía những thứ này chủng tộc ở trong thuộc về đỉnh tiêm thực lực đương nhiên ở đây chỉ là bạn yêu đại giới một góc mà thôi bây giờ thụ cung bên trong hội tụ không chỉ có linh kiêu nhất tộc còn có khác tam tộc cùng với cô linh điểu nhất tộc tộc nhân một màn như vậy tất cả mọi người nhìn ra được vẻn vẹn chỉ là lực lượng cơ thể chính là cường hãn như thế nếu là thi triển nguyên khí e rằng kiêu nhiên chắc chắn phải chết một quyền có thể đem kiêu nhiên trực tiếp đánh tan thực lực như vậy ai dám khinh thường giờ này khắc này ánh mắt mọi người đều đặt ở tiêu viêm trên thân sau đó vừa nhìn về phía tú linh tiêu viêm cũng không dừng lại mà là xoay người trực tiếp thẳng hướng lấy thụ cung đi ra ngoài tú linh vội vàng đuổi theo chắp tay ôm quyền vội vàng nói xin lỗi ta biết được ngươi ở đây thăm dò ta có thể phía trước ta cân nhắc qua ra tay giúp ngươi nhưng bây giờ ngươi làm ra làm ta rất phản cảm tiêu viêm nhưng là ánh mắt lạnh nhạt lạnh nhạt nói hơn nữa ta còn biết được bộ tộc của ngươi chỗ bảo vệ căn bản không phải cái này tứ chuyển độ ách cây càng không phải là độ ách quả nếu ta đoán không sai, ở nơi này tứ chuyển độ ách cây dưới cây, nhất định chả có thứ càng quý giá, tiêu viêm tiếp tục nói. Tú Linh nghe vậy lập tức thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nói thật, chỉ cần ta nguyện ý, không cần phải cùng ngươi ở đây tốn công tốn sức, ta cũng thẳng thắn. Cây này phía dưới chi vật so với độ ách quả càng thêm cảm thấy hứng thú, tiêu viêm nói, bây giờ không có nghĩ đến Tú Linh còn tại trên người hắn chơi tâm cơ lòng dạ. Tiêu viêm cũng triệt để không có tính nhẫn nại, tú linh hàm răng cắn môi, cũng không phản bác, độ ách quả ngày mai liền sẽ thành thục, trời vừa sáng, các ngươi liền sẽ lọt vào vây công, ta cảm nhận được quanh mình khí tức, nếu là bằng vừa rồi mấy người, chỉ sợ các ngươi kết quả là cái gì bảo hiểm tất cả không được, đối với ta mà nói không có ảnh hưởng gì, bởi vì, từ quanh mình khí tức đến xem, còn không người nào có thể uy hiếp được ta, tiêu viêm ánh mắt lạnh nhạt, chậm rãi nói, đương nhiên, tiêu viêm câu nói này ít nhiều có chút lượng nước, trên thực tế, quanh mình trong hơi thở, vẫn có mấy không kém khí tức, tiêu viêm cảm thấy những người này có một bộ phận là vì độ ách quả mà đến, nhưng cùng lúc cũng có một bộ phận mục đích cùng tiêu viêm có thể một dạng cái này tứ chuyển độ ách dưới cây có cái gì tiêu viêm có thể cảm thụ được bất quá còn không thể xác định là không phải hỏa diễm chi tâm tú linh lập tức ánh mắt phức tạp tựa hồ hết thảy đều bị tiêu viêm xem thấu lại bọn hắn cũng tựa hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội lựa chọn nàng biết được tiêu viêm nhưng không có hù nàng ngươi cũng không cần che lấp lòng đất có cái gì ngươi rất rõ ràng bởi vì ngươi tự mình đi qua không phải sao tiêu viêm nghiêng đầu ánh mắt nhìn chòng chọc vào tú linh đại nhân xin mời đi theo ta chuyện này đã vượt qua năng lực ta phạm vi ta dẫn ngươi đi gặp cha của ta tú linh nói tiêu viêm ánh mắt híp lại khẽ gật đầu tán cây đỉnh đắt tiền thụ cung bên trong cô cư đang cùng mình hạch tâm bộ hạ thương thảo cái gì tú linh bỗng nhiên đến đây cũng sắp bọn hắn đánh gãy tú linh tới gần cô cư ở tại bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu phía sau cô cư sắc mặt biến đổi lớn nhìn xem tiêu viêm đồng thời ánh mắt trở nên cực kỳ cảnh giác người ngoại giới ta mười phần cảm kích ngươi xuất thủ cứu giúp tiểu nữ nhưng ngươi nếu muốn tiếp xúc lòng đất ta tuyệt không đồng ý cô cư trực tiếp mở miệng nói ra tiêu viêm nghe vậy cũng là nhướng mày ta ngược lại thật ra không nóng này ngược lại độ ách quả ngày mai liền muốn thành thục hy vọng các ngươi có thể ở trong vây công sống sót cô cư thẳng thắn tiêu viêm cũng không tất yếu khách khí cô cư lập tức biến sắc tiêu viêm nhưng là tại lúc này lại lần nữa nói đương nhiên các ngươi như có thể nói cho ta biết tin tức cần ta có thể làm trao đổi có thể bảo trụ bộ tộc của ngươi nhưng lòng đất ta phải đi tiêu viêm nghiêm mặt nói cô cư diễn biến sắc huyễn bây giờ tiêu viêm tản ra một chút uy áp cái này là đủ lệnh cô cư tâm thần chấn động cô cư chợt cười khổ một tiếng tựa hồ hắn tại lấy toàn bộ chủng tộc tính mệnh phía dưới đi tận lực bảo hộ lấy cái gì chẳng lẽ lòng đất có bọn hắn nhất thiết phải thủ hộ chi vật ngươi rất mạnh bất quá muốn đi lòng đất ngươi vẫn như cũ không đủ tư cách đấu thần cũng không được cô cư nhẹ nhàng nở nụ cười chính là chậm rãi mở miệng nói nói xong tiêu viêm chính là ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cô cư hắn biết được không đơn giản nếu không phải như vậy tiêu viêm đã sớm tự mình đi tới cho nên ta mới cùng ngươi ở nơi này nói nhảm các ngươi đều có thể đi vậy ta cũng có thể đi đương nhiên ngươi có thể lựa chọn trầm mặc bất quá ta cũng có thể trực tiếp sưu hồn ta đứng ở chỗ này chỉ là muốn cho sinh mệnh một chút tôn trọng thôi tiêu viêm đứng chắp tay chậm rãi mở miệng trên người bá khí tự nhiên sinh ra cô cư nghe vậy lập tức ánh mắt trở nên âm trầm hắn nhìn xem tiêu viêm cảm nhận được tiêu viêm trên người uy áp chính là là đủ chứng minh tiêu viêm lời nói không giả hơn nữa vừa mới một quyền trọng thương kiêu nhiên càng là nói rõ tiêu viêm thực lực cường hãn cô cư không cách nào chính xác ngờ tới tiêu viêm thực lực nhưng bằng vào uy áp này cùng trọng thương kiêu nhiên chính là có thể phán đoán tiêu viêm ít nhất cũng là một cái đấu thần ta có thể đáp ứng ngươi nhưng nhất thiết phải hóa giải lần này nguy cơ phía sau mới được Ta có thể dẫn ngươi đi lòng đất, bất quá ngươi là sống hay chết ta không xen vào. Cô cư đành phải là thở dài một hơi, hắn biết được bây giờ cục diện chỉ có thể như thế, độ ách quả hấp dẫn số lớn cường giả đến đây không nói, còn có không ít ma thú cường đại, một lời đã định, tiêu viêm ánh mắt bình thản, nói khẽ, cái này vạn yêu đại giới cần phải, tại ngày đêm giao thế thời điểm thiên địa linh khí nồng nặc nhất, độ ách quả thành thục sắp đến, các ngươi cũng làm chuẩn bị cẩn thận, thích hợp thời điểm ta sẽ ra tay. Tiêu viêm tiếp tục nói, cô cư vốn định mở miệng, nhưng chút do dự hứa vẫn là không có nói ra, nói xong tiêu viêm chính là chậm rãi đi ra cây cung ngước đầu nhìn lên đỉnh cao nhất cây mây phía trên, nơi đó lóng lánh gần trăm cái điểm sáng, những điểm sáng này liền chính là sắp thành thục độ ách quả. Bầu trời đã hừng sáng, có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía nguyên khí trở nên táo động, mà giờ khắc này cũng chính là tu luyện thời cơ tốt nhất, đồng dạng cũng là độ ách quả như vậy thiên tài địa bảo tốt nhất thành thục lúc. Mà lúc này tại bốn chuyển độ ách cây ở trong, lại có thể nghe thấy bên ngoài trong rừng cây truyền đến thanh âm huyên náo, mà còn có từng ma thú tiếng gầm, rất rõ ràng, bọn hắn cũng đều cảm giác được cái này độ ách quả lập tức phải thành thục, chuẩn bị chiến đấu. Bốn chuyển độ ách cây bên trong chỉ nghe thấy một tiếng giống to chỉ thấy trong lá cây gần ngàn thân ảnh xuất hiện rất rõ ràng bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tiêu viêm nhưng là lộ ra bình thản một chút cùng đinh duyệt đứng lặng tại nào đó căn trên cành cây ánh mắt bình tĩnh cùng lúc đó bị chiêu nạp bốn cái ngoại tộc trợ giúp cũng là mang đến nhân mã của mình tổng số người đã đạt đến ba ngàn về khí thế vẫn là hoàn toàn không thua kiêu nhiên thân ảnh cũng là xuất hiện bây giờ hắn sắc mặt âm trầm cũng không có trông thấy ở xa đứng nghiêm tiêu viêm chỉ bất quá lần này hắn vốn định tại tú linh trước mặt biểu hiện biểu hiện lại không có nghĩ đến nhắc tới thép tấm bên trên không chỉ có chân đau hơn nữa mất hết mặt mũi làm luồng thứ nhất tử quang từ phía chân trời dâng lên thời điểm chính là nhìn thấy gần trăm mai độ ách quả đổi thành khác thường màu sắc trái cây dần dần trở nên thông thấu càng là hiện ra ánh sáng lóa mắt choáng sau một khắc chính là có một cỗ đậm đà mùi trái cây bốn phía ra phẳng phất tại trong chớp nhoáng này lấy độ ách quả làm trung tâm hướng về bốn phía trong nháy mắt khoách tán tiêu viêm cũng là hơi hơi giật giật cái mũi trong mắt cũng có một chút tinh quang lóe lên chậm rãi nói vật này đối với ta ngược lại là không có bao nhiêu tác dụng bất quá đối với ngươi và hạ tăng huy nhưng là tuyệt đối đại tạo hóa tiêu viêm chậm rãi nói đinh duyệt nghe vậy cũng là ngẩng đầu con mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu độ ách quả nàng cũng có thể cảm thụ được cái này độ ách quả tràn đầy dụ hoặc cũng khó trách sẽ dẫn tới như thế sóng to gió lớn dẫn đám người tranh đoạt thậm chí những cái kia ma thú cường đại cũng là không cam lòng cũng muốn đến đây tham dự tranh đoạt từng âm thanh xé gió chính là phá vỡ vốn có yên tĩnh chỉ thấy bốn chuyển độ ách cây bên ngoài lại cũng là hội tụ hơn ngàn đạo thân ảnh đều là ánh mắt sáng ngời đối với độ ách quả đều có cực đoan đậm đà hứng thú bên trên song phương cơ hồ không có bất kỳ thương lượng ở tại bọn hắn cảm thấy đây chính là tại tranh đoạt thiên tài địa bảo nhưng không có cho rằng cái này bốn chuyển độ ách cây vốn là thuộc về cô linh điểu nhất tộc chiến đấu hết sức căng thẳng vừa mới tảng sáng trên bầu trời chính là truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cô linh điểu cũng là thôi động bảo hộ tộc đại trận dù sao vạn yêu đại giới chính là thượng đẳng giới không bởi vậy những thứ này chủng tộc cơ hồ phổ biến cũng là đầu tiên cho nên bảo hộ tộc trận pháp tồn tại cũng không hiếm lạ lần này e rằng khó giải quyết nhất không phải những nhân loại này mà là ma thú, Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, linh hồn chi lực của hắn hoàn toàn đem chung quanh điều bao trùm, không có bất kỳ cái gì một khí tức có thể chạy ra Tiêu Viêm điều tra, song phương chiến đấu một mực kéo dài, nhưng tử thương không nghiêm trọng lắm, bất quá cô linh điều bên này bằng vào có cái này bốn cái ngoại tộc trợ giúp, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chiếm giữ ưu thế, lần lượt từng thân ảnh liên tiếp lui về phía sau, đều là không có đột phá vào, mặc dù nơi này có mấy ngàn người, nhưng lại cũng là đấu tiên thực lực, tối cường cũng bất quá chỉ là cửu tinh đấu tiên, binh đối binh tướng đối với tướng cửu tinh đối với cửu tinh, song phương chiến đấu đánh ngang tay, nhưng cô Linh điều người bên này đếm ưu thế theo chiến đấu tiến lên, chính là càng ngày càng rõ rệt, một trận chiến này kéo dài đến buổi tối, cuối cùng dần dần dừng lại xuống, nhất thời, toàn bộ bốn chuyển độ ách cây bên trong chính là truyền đến từng đợt tựa như thắng lợi gieo hò, phảng phất bọn hắn đã lấy được thắng lợi, mà tới được thời khắc này, phấn chiến một ngày bốn cái ngoại tộc ánh mắt của bọn hắn, cũng là chậm rãi đặt ở cái này bốn chuyển độ ách quả phía trên, bất quá thắng lợi vui sướng không có kéo dài bao lâu, toàn bộ bốn chuyển độ ách cây cũng là đột nhiên run lên, bình tĩnh một chút, lại là lại lần nữa run lên. Phảng Phất có cái gì cự vật, không ngừng nhảy lên tiếp đó rơi xuống, đã đến rồi sao? Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, nhất thời, toàn bộ bốn chuyển độ ách trên cây tất cả mọi người đều là tinh thần khẩn trương lên, cùng lúc đó, chính là có người hét lớn một tiếng, là song đầu ma viên, âm thanh vừa ra, lập tức chính là một mảnh sao động, song đầu ma viên, nó không phải tại song tinh sơn mạch sao? Nơi đây khoảng cách xa xôi, nó làm sao lại chạy đến? Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu, cái hai đầu này ma viên thực lực có thể so với đấu thần danh giới cường giả, chúng ta cho dù trả giá hết thảy cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hơn nữa cái hai đầu này ma viên nghe nói đến buổi tối thực lực càng là sẽ mạnh hơn mấy lần lần này chỉ sợ là thủ không được âm thanh không ngừng chuyển ra bao quát kiêu nhiên ở bên trong xem bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng đánh lên chống lui quân tất cả mọi người đều lui về sau nữa kiêu nhiên không nói gì trực tiếp vẫy tay một cái chính là dẫn theo mình người nhanh chóng rời đi hắn cũng không muốn vì cái này độ ách quả chết trận ở đây còn có còn lại hai tộc cũng là cấp tốc rút lui sau đó liền chỉ còn lại có cô linh điểu nhất tộc cùng huyền lang nhất tộc mà giờ khắc này lang tàn sát sắc mặt cũng là cực đoan khó coi cô cư huynh chúng ta tuyệt sẽ không bội bạc, hứa qua lời hứa chắc chắn làm đến. Người nếu muốn chiến, ta Huyền Lang nhất tộc tuyệt không lùi bước. Huyền Lang nghiêm nghị mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là đánh giá đi qua, như thế người trung nghĩa hoàn toàn chính xác hiếm thấy, sinh mệnh đều là từ tư, tại chính mình tính mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, hết thảy hứa hẹn cùng điều kiện, so giấy còn giòn, cũng như đã lui cách ba cây ngoại tộc, bọn hắn có thể không quản được độ ách quả, càng không quản được cô linh điều nhất tộc, không có ai muốn vì này liều mạng chết trận. Lang đồ huynh, chuyện này đã vượt qua chúng ta phạm vi năng lực, mang theo tộc nhân của ngươi rời đi, đây là thuộc về ta cô linh điểu nhất tộc số mệnh, cô cư nhìn xem ánh mắt kiên nghị lang tàn sát, chính là thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.